Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 51. Carter đóng Đinh Tiểu Lan trên thập tự giá nhiều ngày như vậy còn chưa tính, vậy mà còn dám dùng lửa thánh với Tiểu Lan. Tuy vừa rồi hắn đã dập tắt ma văn trên người Tiểu Lan, nhưng muốn loại bỏ ma văn trên người Tiểu Lan hoàn toàn thì hơi phiền phức. Trừ phi tái sinh lại da thịt do ma văn bao trùm, nếu không ma văn màu đen này không chỉ luôn ở trên người Tiểu Lan, thỉnh thoảng cô còn đau đớn vì bị hỏa diễm đốt. Ở tu chân giới hắn sẽ có biện pháp diệt trừ những ma văn do lửa thánh để lại này, ở trên địa cầu thì rất phiền phức. Lần này không xé nát Carter, dùng hồng liên nghiệp hỏa đốt sạch linh hồn anh ta, hắn tuyệt đối không quay về Giang Nam. Nhưng mà trước đó phải xử lý xong đám Phong Vô Duyến, Tần Vô Nhai trước đã. Nhất là Phong Vô Duyến, vẫn nên phong ấn ông ta lại thì hơn. Nhớ đâu Phong Vô Duyến quay về tu chân giới, Thần Nông Tông phái người điều tra sẽ có phiền phức không nhỏ. Nếu là một số cấp cao của Thần Nông Tông phái tới, ví dụ như sư huynh sư tỷ của hắn thì còn dễ giải thích, nhưng khả năng này quá nhỏ. Lúc này trong số sư huynh sư tỷ có quan hệ tốt hơn với hắn, thực lực yếu nhất cũng phải hóa thần trở lên, chút chuyện nhỏ này trên địa cầu sẽ không phái bọn họ tới. Nếu phái mấy cao thủ nguyên anh hắn không biết, sẽ rất khó giải quyết. Với thực lực hiện giờ của hắn, cho dù chống lại nguyên anh sơ kỳ đều không có chút phần thắng. Nhớ đâu đối phương không nghe giải thích, trực tiếp ra tay đều dẫn tới đại họa. Cho nên vẫn nên đề phòng Phong Vô Duyến thì tốt hơn. So với lão quái vật nguyên anh kỳ, đối phó Phong Vô Duyến kim đan trung kỳ đơn giản hơn nhiều. Tôi đã cho các ông cơ hội, các ông đã không chịu rời đi, vậy thì tiến vào Cửu U Cung cả đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiến vào Cửu U Cung, hôm nay tôi không chỉ phong ấn cậu, còn mang phong ấn tất cả người Mạc gia cậu, đợi Thần Nông Tông chúng tôi xử lý đi. Phong Vô Duyến lạnh lùng nói. Mạc Phàm tự mình học diễn thiên thần quyết, vậy có khả năng truyền công pháp cho người nhà cậu ta. Nhưng như vậy dễ giải thích vì sao Mạc gia có thể quật khởi nhanh đến vậy rồi. Nếu tự mình học công pháp của Thần Nông Tông bọn họ, cho dù là ai cũng không thể tha thứ dễ dàng. Phải biết rằng ở tu chân giới, học trộm công pháp của môn phái khác là cấm kỵ, nhẹ thì bị phế bỏ tu vi, nặng có khả năng hồn phi phách tán. Nhưng nếu cậu chịu theo tôi đến Sơn Ngoại Sơn, nói thẳng cho tôi biết cậu lấy được những công pháp này từ đâu, có lẽ tôi sẽ cầu xin với Thần Nông Tông chúng tôi, chỉ phế tu vi của cậu, sẽ không làm liên lụy tới người nhà cậu đâu. Trong mắt Phong Vô Duyến lóe lên chút dị sắc, nói. Ở tu chân giới ngoại trừ thiên phú ra, quan trọng hơn là công pháp. Ví dụ như người luyện được hư không chi lô, chắc chắn tiến cảnh nhanh hơn người luyện hư không chi đỉnh. Ngoài ra trong hư không chi lô cũng có chênh lệch, giống như bách thảo vạn vật lô của Mạc Phàm là cao cấp nhất. Theo ông ta biết trong Thần Nông Tông không có mấy người có tư cách tu luyện, Phàm là người tu luyện hư không chi lô đều có địa vị rất cao, một người trong đó là trưởng môn của Thần Nông Tông. Cho nên công pháp rất quan trọng, có đôi khi có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên. Một số người cùng nhập môn với ông ta, được một số tiền bối trong môn phái coi trọng, ban cho công pháp cao cấp hơn bọn họ học, thực lực và địa vị cũng nhất phi trùng thiên. Mà ông ta chỉ có thể tới nơi linh khí loãng như địa cầu, làm thổ hoàng đế. Nếu Mạc Phàm tu luyện bách thảo vạn vật lô, chắc chắn là tìm được bảo tàng của một người của Thần Nông Tông để lại. Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử nông thôn tu luyện một năm đã đạt tới nước này, nếu ông ta có được công pháp, đại bỉ lần sau của Thần Nông Tông, chắc chắn ông ta sẽ nổi tiếng. Đợi lấy được những bảo tàng này trên tay Mạc Phàm, lại giết Mạc Phàm và đám Tần Vô Nhai cũng không muộn, sau đó đổ hết mọi chuyện lên người Mạc Phàm, nhất cử lưỡng tiện. Công pháp. Mạc Phàm nhướn mày, lắc đầu cười. Phong Vô Duyến này dùng người nhà hắn uy hiếp hắn, vậy mà còn muốn hắn giao công pháp ra. Không nói đến chuyện hắn sẽ không giao, cho dù hắn giao cũng không đơn giản như vậy. Công pháp của Thần Nông Tông quản lý vô cùng nghiêm khắc, nếu không đạt được cho phép thì không thể truyền cho người khác, cũng không thể tự mình học trộm. Một khi bị bắt, sẽ nhận trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Nếu hắn đưa công pháp cho Phong Vô Duyến, Phong Vô Duyến sẽ vì bảo vệ mình mà ra tay với hắn. Chuyện như vậy hắn thấy nhiều rồi. Phong Vô Duyến, ông ở Thần Nông Tông bao lâu rồi? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. 90 năm, thế nào? Phong Vô Duyến cố kìm nén tức giận nói. Ông ta nhìn chỉ gần 30 tuổi, thực ra đã hơn 100 tuổi rồi. Ông có biết ông ở Thần Nông Tông 90 năm,
vẫn chỉ là một tuần tiên sứ, công pháp học được chỉ là công pháp cơ bản nhất không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Hắn ở Thần Nông Tông một năm thì thanh danh tăng cao, 10 năm đã vang danh thiên hạt, 100 năm đã là y tiên bất tử, đứng đầu bảng y tiên. Một người có tấm lòng son, sẽ không chỉ là tuần tiên sứ ở Thần Nông Tông 90 năm. Phong Vô Duyên nhíu mày, giống như bị người ta đâm trúng chỗ đau, trong mắt ông ta hiện lên sắc bén. Quả thật 90 năm này ông ta nhìn một số người có thực lực và thiên phú không bằng ông ta, từng người đi trước mặt ông ta. Chuyện này liên quan gì đến cậu? Bởi vì ông tâm thuật bất chính, cho nên ở Thần Nông Tông không có khả năng cho ông công pháp cấp cao, Thần Nông Tông sẽ không, ở chỗ tôi lại càng không. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử, cậu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Sắc mặt Phong Vô Duyên khó coi, lạnh lùng nói. Tiểu tử này dám từ chối ông ta, đúng là buồn cười. Cô lùi xuống trước đi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, vẫy tay nói với Ngao Sương. Ngao Sương liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, lại nhìn đám Phong Vô Duyên đứng cách đó không xa, cô khống chế Lôi Sơn lùi về sau. Mạc Phàm thấy Ngao Sương đã lùi đến nơi an toàn, lập tức đi về phía đám Phong Vô Duyên. Các vị, tiểu tử này không chỉ học trộm công pháp của Thần Nông Tông chúng tôi, còn học trộm công pháp của các ông nữa, nếu cậu ta không phối hợp, mọi người không cần phải nhiều lời với cậu ta nữa, cùng xông lên đi. Trong mắt Phong Vô Duyên lóe sáng ánh sáng lạnh nói. Đám Tần Vô Nhai nhìn thoáng qua nhau, gật đầu hiểu ngầm. Không thành vấn đề, nhưng trên người tiểu tử này có nhiều công pháp của mấy nhà chúng ta, cho nên không thể liều mạng dùng pháp thuật, bí kỹ với cậu ta, trực tiếp dùng linh khí giải quyết cậu ta thì hơn. Tần Vô Nhai híp mắt nhìn Mạc Phàm một cái, đề nghị. Mạc Phàm không chỉ tinh thông công pháp của bọn họ, hình như còn tu luyện công pháp cao cấp hơn bọn họ nữa, đấu công pháp với Mạc Phàm là không có ý nghĩa. Nếu muốn chơi với Mạc Phàm, không giống thăm dò như lúc trước nữa, chỉ có thể tấn công vào điểm yếu của Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn có vẻ thần hoàn khí tức, thể nhược kim cương, không có khuyết điểm gì. Nhưng mà không khó tìm ra nhược điểm. Trái lại linh khí của Mạc Phàm yếu hơn cơ thể và thần thức cậu ta không ít, thậm chí còn không cùng một cấp bậc, ngay cả thần cảnh còn chưa tới. Công pháp không bằng Mạc Phàm, vậy thì dùng linh khí bọn họ mạnh hơn Mạc Phàm nhiều để đấu lại. Ý kiến hay. Phong Vô Duyên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười đắc ý nói, ông ta từ bỏ công pháp, phóng thích toàn bộ linh khí thần cảnh trung kỳ ra. Những người khác cũng làm như vậy, năng lượng dao động mãnh liệt như sóng biển lan tràn ra xung quanh. Hợp tu vi sao? Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Tần Vô Nhai nói không sai, quả thật tu vi của hắn yếu nhất, đến bây giờ còn chưa ngưng tụ ra được một viên khí nguyên. Nhưng cho dù kém thì có thể bị bọn họ chế trụ sao? Hắn cũng chẳng muốn nhiều lời với đám Phong Vô Duyên, một tay vươn về phía hư không chi lô, hư không chi lô lập tức biến mất, ngay sau đó một chưởng đánh về phía Phong Vô Duyên gần hắn nhất. Hư không chi lô xuất hiện trong tay hắn. Đón gió mà chướng to, chỉ trong phút chốc đã to như một ngọn núi nhỏ, xuất hiện trước mặt Phong Vô Duyên, gió bão cuốn bụi đất đầy trời, thổi về phía Phong Vô Duyên. Phong Vô Duyên hơi nhếch miệng, nở nụ cười gằn. Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử phàm nhân, cũng dám đánh giá ông ta, cậu ta nghĩ cơ duyên xảo hợp học được công pháp của Thần Nông Tông bọn họ, thì là tiền bối của Thần Nông Tông sao, đùa gì vậy? Tiểu tử, hư không chi lô của cậu chỉ có tác dụng với hư không chi đỉnh mà thôi. Nó vô dụng với tôi, vỡ cho tôi. Ông ta không thay đổi nhiều, linh khí phóng thích ra không giữ lại, một chưởng băng sơn đánh về phía hư không chi lô. Một chưởng này vừa đánh ra, một bàn tay khổng lồ to hơn hư không chi lô rất nhiều lập tức xuất hiện trước người ông ta. Keng một tiếng thật to, sóng âm như âm thanh tiếng chuông chiều lan ra xung quanh. Lấy Phong Vô Duyên làm trung tâm, trong chớp mắt mặt đất nứt ra, ở nơi xa hơn một chút. Trực tiếp xuất hiện khe hở rất sâu. Tiếng chuông chỉ vang lên liên tục một lát thì dừng lại, bị tiếng nổ mạnh thay thế. Hư không chi lô chỉ kiên trì được một lát, thì bị bàn tay khổng lồ đánh vỡ thành mấy mảnh. Tươi cười đắc ý hiện lên trên mặt Phong Vô Duyên. Nếu ông ta dùng hư không chi đỉnh, bị nghiền nát sẽ à hư không chi đỉnh của ông ta. Nhưng dùng sức mạnh, ông ta đánh vỡ hư không chi lô của Mạc Phàm dễ như trở bàn tay. Đây là điểm lợi hại của tu vi cao, hư không chi lô của Mạc Phàm lợi hại mấy, cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên, trời sinh đã có ưu thế với hư không chi đỉnh.
mà đại thủ ấn này của ông ta là thần cảnh, còn có lực kim đan. Cánh tay ông ta đẩy về phía trước, tốc độ không nhanh lắm, giống như đẩy một cánh cửa rất nặng ra, đại thủ mang theo khí tức hủy thiên diệt địa nhanh chóng đánh về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, năm ngón tay nắm chặt, một thanh trường đao màu đen lập tức xuất hiện trong tay hắn. Chuôi đao này dài chừng 10 trượng, linh khí tuôn ra giống như hỏa diễm màu đen đang thiêu đốt, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh và âm u. Chảm! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trường đao màu đen xẹt qua một đường cong trong không trung, lập tức chém về phía đại thủ của Phong Vô Duyến. Thanh đao này do thái âm chi khí trong cơ thể hắn ngưng tụ ra, cho dù tu vi của Phong Vô Duyến mạnh hơn hắn, ở dưới thái âm chi khí cũng bị hấp thu không còn. Nhưng mà, không đợi đao khí màu đen chém trúng đại thủ ấn của Phong Vô Duyến, một tiếng kêu to kỳ lạ vang lên, gầm nhẹ như cá voi ở trong nước biển, hay như đại bàng kêu to trong không trung. Âm thanh này vừa vang lên, một hư ảnh côn bằng có cánh vô cùng to lớn xuất hiện trong không trung. Hư ảnh này há cái miệng to như bồn máu, gần như có thể ăn sạch cả bầu trời, trực tiếp cắn lấy đao khí màu đen của Mạc Phàm, đao khí lập tức tiêu tan, một giọng nói trầm thấp truyền từ xa tới. Ở trước mặt tôi, cậu muốn sử dụng linh khí thì quá khó khăn rồi. Mạc Phàm nhướn mày nhìn theo giọng nói, ánh mắt nhìn côn bằng cho hai tay vào túi đứng cách đó không xa. Côn bằng tinh thần tuyệt sao? Mạc Phàm hơi bất ngờ nói. Tinh tú cung ngoại trừ có công pháp liên quan tới Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ 28 tinh tú ra, còn có một số công pháp tinh tú khác, côn bằng tinh thần tuyệt của côn bằng là một loại trong đó. Một khi tu luyện loại công pháp này tới linh khí có thể ngưng tụ thành hư ảnh côn bằng, gần như có thể cắn nuốt toàn bộ. Hắn từng thấy một đại tu luyện công pháp này tới mức tận cùng, hóa thân côn bằng ăn sạch một tinh cầu. Lúc nhả ra tinh cầu này đã biến thành một nơi không có linh khí sa thạch. Hai tay côn bằng cho vào túi, cười lạnh lùng. Hư ảnh côn bằng che lấp mặt trời phát ra tiếng ngâm, đứng trước đại thủ ấn của Phong Vô Duyến cắn về phía Mạc Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, ý niệm vừa động, lôi điện như quần áo xuất hiện trên người hắn. Điện quang chớp lóe. Muốn tránh thoát hư ảnh côn bằng và đại thủ ấn của Phong Vô Duyến. Đúng lúc này, một thái cực bát quái đồ màu đen to lớn lập tức xuất hiện. Ở trước mặt tôi, nếu cậu muốn chạy trốn, phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Hai tay quỷ vô tà tạo pháp ấn, cười âm hiểm nói. Trong bát quái màu đen này, lôi điện trên người Mạc Phàm giống như nước gặp lửa nhanh chóng tắt đi. Mạc Phàm cúi đầu liếc mắt nhìn bát quái đồ màu đen một cái. Lại liếc mắt nhìn quỷ vô tà ở phía xa một cái. Hắn không quan tâm bát quái ở dưới chân, cũng không chế ngự lôi điện nữa. Bát quái màu đen này có tên là nghịch bát quái, có thể khiến linh khí trên người hắn nghịch chuyển thành thuộc tính khác. Ví dụ như vừa rồi, lôi điện đại diện cho tốc độ trên người hắn đã bị nghịch bát quái này chuyển thành núi đá rất nặng. Không thể không nói, đám Phong Vô Duyến này không đơn giản. Tần Vô Nhai, băng đồ hai người không ra tay à? Mạc Phàm thản nhiên nói, giống như trước người không có đại thủ ấn và hư ảnh côn bằng, dưới chân cũng không có nghịch bát quái hạn chế hắn. Mạc Phàm vừa nói xong, ở sau gáy hắn có một đạo kiếm khí hàn băng lặng yên xuất hiện. Rõ ràng chỉ là một thanh kiếm, lại khiến người ta có cảm giác vô pháp vô thiên vô tình, có thể chém nứt toàn bộ. Tiểu tử, tốt nhất là cậu nên chuyên tâm một chút, nếu không sẽ chết đó. Thanh kiếm này vừa xuất hiện. Giọng nói lạnh như băng của băng đồ tiên tử vang lên theo. Không chỉ lực chú ý không chuyên tâm, thần thức cũng chỉ như vậy, Mạc Phàm, xem ra cậu chỉ nắm giữ không ít pháp thuật mà thôi. Cách đó không xa, Tần Vô Nhai chưa ra tay hơi thất vọng nói. Ông ta đã ra tay lâu rồi, vậy mà Mạc Phàm không phát hiện. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt không để trong lòng, đôi mắt lập tức biến thành màu lam, hắn nhanh chóng thoải mái hơn. Hóa ra là như vậy. Tần Vô Nhai nhìn như không hề động, quả thật đã ra tay rồi, chẳng qua là cao minh hơn những người khác nhiều. Những người khác không phải ngự khí ngưng binh, thì phát huy ra sở trường và uy lực của mình. Tần Vô Nhai thì dùng linh khí của ông ta khống chế linh khí bên này, không để hắn sử dụng những linh khí này. Nói cách khác, một khi trong cơ thể hắn hao hết linh khí, sẽ không còn linh khí để sử dụng. Chuyện như vậy phiền phức hơn đối phó hư ảnh côn bằng của côn bằng nhiều. Nhưng không phải lực cảm ứng của hắn yếu nên không phát hiện, mà nơi này là Chu Tiên chi địa, hắn bị nơi này hạn chế.
Nếu không dựa vào cảm ứng của hắn, sao có thể không phát hiện được Tần Vô Nhai động tay động chân? Thôi, cậu đã bảo tôi ra tay, vậy tôi sẽ ra tay tiếp. Một tay Tần Vô Nhai khẽ vung trong không khí, không gian bị ông ta khống chế lập tức được ông ta mở ra, khe hở này đi sau đến trước, chém về phía Mạc Phàm trước đại thủ ấn và hư ảnh côn bằng. Đến chỗ nào, cho dù là cát đá hay lôi điện huyết sắc đều bị chém thành hai. Không đợi khe hở này tới trước người Mạc Phàm, một kiếm vô tình của băng đồ tiên tử đã tới sau đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không né tránh, ánh sáng ngũ sắc chói mắt sáng lên phía sau hắn. Ngay sau đó, một kiếm đâm lên ánh sáng ngũ sắc. Keng, tiếng kim thạch chạm nhau vang lên. Bỗng nhiên một kiếm của băng đồ tiên tử nổ tung, bạch quang sáng tới mức tận cùng như xuất vân kiến Nhật Bản rơi xuống, trong chớp mắt đã bao phủ xung quanh. Cho dù là đám Tần Vô Nhai, đám vương tử Carter trong vùng không gian màu đen, hay đám ngao xương vây xem đều không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, không dám nhìn bên trong bạch quang. Sau bạch quang là một tiếng bùm, giống như có trên vạn tấn thuốc nổ nổ tung ở góc tường, một phần tư năng lượng dao động hình quả cầu màu trắng lan tràn ra xung quanh. Đến chỗ nào, vốn là cửa địa ngục khắp nơi hoang tàn lập tức xuất hiện thêm một cái hố to. Đất đai run rẩy, bầu trời lay động, giống như xảy ra động đất cấp 18. Một đợt này còn chưa kết thúc, Tần Vô Nhai đã chém tới trước người Mạc Phàm. Giống như cắt dưa hấu, ánh sáng ngũ sắc trên người Mạc Phàm bị chém thành hai đoạn, cùng bị chém thành hai khối còn có một phần tư năng lượng dao động hình cầu màu trắng của băng đồ tiên tử. Tần Vô Nhai chém về phía Mạc Phàm còn chưa tính, lập tức chém ra cả phía xa, lao thẳng tới chém mấy ngọn núi nhỏ mới biến mất. Lúc này hư ảnh côn bằng, đại thủ ấn và mảng lớn lôi điện huyết sắc nối gót tới. Rầm rầm rầm, vài tiếng kinh thiên động địa bùng nổ vang lên, bầu trời và đất đai không lắc lư nữa. Nhưng một cái hố sâu lấy Mạc Phàm làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, giống như cát đá trên đất đang trốn tránh năng lượng như diệt thế này. Tu vi của Ngao Xương và những đệ tử của tông môn ẩn thế cũng không kém, nhưng ở dưới năng lực dao động này sắc mặt rất khó coi, có mấy người không cẩn thận bị cuốn vào trong gió bão thổi không thấy bóng người. Rất lâu sau, lúc này gió bão mới dừng lại. Vùng đất trung tâm ở cửa địa ngục vốn bằng phẳng, hiện giờ thành một cái hố to. Trong hố sâu, trái lại trên người Mạc Phàm không có vết thương, nhưng ánh sáng ngũ sắc trên người nhạt hơn trước nhiều, bên trên cũng có rất nhiều vết rạn như mạng nhện. Đám Tần Vô Nhai nhíu mày, sau đó đều cười vui vẻ. Thần thể không hổ là thần thể. Phong Vô Duyến cười nói. Rõ ràng là đang khen Mạc Phàm, nhưng trong giọng nói tràn đầy ý trêu tức. Đổi lại là những người khác, đỡ một kích của năm bọn họ đã thành cát bụi rồi. Cho dù Mạc Phàm tu được thần thể trong truyền thuyết cũng như vậy, dưới một kích của năm bọn họ, không phải sắp gần kề với sụp đổ sao. Tiểu tử, nhìn xem cậu có thể chống đỡ được mấy lần. Phong Vô Duyến khẽ nhếch miệng, cười tàn nhẫn nói. Theo ý ông ta Mạc Phàm sẽ không thỏa hiệp, vậy thì diệt Mạc Phàm là được. Đợi giết Mạc Phàm xong, lại dùng diễn thiên thần quyết tiến hành siêu hồn Mạc Phàm, ông ta có thể đạt được chuyện ông ta muốn biết. Ông ta nói xong cơ thể bay lên giữa không trung, hai tay nâng lên cao, linh khí trong cơ thể như không giữ lại dũng mãnh lao ra ngoài, mười mấy đại thủ ấn xuất hiện che khuất bầu trời trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Đám Tần Vô Nhai cũng không rảnh rỗi, cả đám lại ra tay, hư ảnh côn bằng tràn đầy trời đất, nghịch bát quái chồng lên nhau, kiếm khí đầy trời và khí trảm. Đại thủ ấn đầy trời và khí binh còn chưa hạ xuống, cửa địa ngục liền run rẩy, giống như không thể chịu được lực lượng cường đại như thế. Xung quanh, sắc mặt đám Carter và Ngao Xương khó coi. Một kích vừa rồi của năm người mạnh thế nào đã rõ như ban ngày, tuy vẫn không so được với vũ khí hạt nhân, nhưng không kém bao nhiêu, có thể dễ dàng hủy một thành phố nhỏ. Một kích này còn chưa tính, vậy mà năm người cũng công kích nhiều như vậy nữa. Nếu những công kích này hạ xuống toàn bộ, đừng nói là hủy diệt cửa địa ngục, chỉ sợ có thể tiêu diệt một tiểu quốc. Trong chớp mắt, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trán Ngao Xương xuống, cơ thể nhỏ xinh cũng không tự chủ được run rẩy theo. Trên mặt đám Carter, bá tước tinh hồng tràn đầy vẻ nghiêm trọng, nhìn chằm chằm đám Phong Vô Duyến, trong mắt đều là kiêng kỵ. Nhiều năm không gặp, thực lực của năm người này không chỉ không giảm đi, trái lại còn mạnh hơn nhiều. Đúng là người Hoa Hạ rất thần bí. Bá tước tinh hồng khen ngợi. Chúng ta có cần ra tay không, nếu mấy kích này lại đánh xuống, chắc chắn tên tiểu tử kia sẽ tan xương nát thịt.
Lang Vương hỏi. Không cần, tiểu tử này chết chắc rồi, chúng ta có thể rời đi. Bá Tước Tinh Hồng nói với vẻ đầy tiếc nuối. Ông ta tưởng rằng nhờ Mạc Phàm sẽ tạo nên được chút sóng gió, không ngờ nhược điểm lộ rõ như vậy, hơn nữa nhược điểm của Mạc Phàm là ưu điểm cực mạnh của đám Phong Vô Duyến. Hiện giờ bọn họ ra ngoài có thể chống đỡ được đám Phong Vô Duyến, nhưng muốn giết chết một hai người thì rất khó, mất nhiều hơn được. Dù sao bọn họ mới thức tỉnh, thực lực còn chưa khôi phục hoàn toàn. Ngoài ra tuy không thể khiến thực lực của tông môn ẩn thế giảm đi, nhưng hủy diệt ngôi sao mới như Mạc Phàm cũng không tệ. Bên trong hố sâu, Mạc Phàm hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua năng lượng dao động tràn đầy trên bầu trời, cười khẽ. Chỉ có những thứ này thôi sao? Phong Vô Duyến nhíu mày, trong phút chốc lông mày giãn ra, lắc đầu cười. Đã đến lúc này rồi, vậy mà Mạc Phàm vẫn còn mạnh miệng như thế. Những thứ này đủ làm nổ thần thể của cậu rồi. Phong Vô Duyến nói rất chắc chắn. Đúng là đủ nổ thần thể của tôi rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt gật đầu. Năm người này quá mạnh, bất luận là người nào đều có thực lực trên hắn, nhất là Tần Vô Nhai đã tới thần cảnh hậu kỳ, không cần tới 10 lần công kích, 3 đến 5 lần đủ loại bỏ thần thể của hắn rồi. Dù sao tinh khí thần nhìn như không liên quan, thực ra là cùng một nhịp thở. Khí hóa tinh, tinh hóa thần, thần nạp khí, vừa vặn là một vòng tuần hoàn lớn, thiếu đi một cái trong đó sẽ vô lực. Nếu hắn có thể ngưng tụ ra một viên khí nguyên, tinh khí thần tam nguyên mỗi cái khác nhau, không chỉ tăng mạnh thực lực, cho dù đứng bất động để 5 người công kích, đỡ mấy chục lần công kích của 5 người cũng không có vấn đề gì. Cho nên cậu muốn cúi đầu sao, bây giờ đã quá muộn rồi, tôi đã cho cậu cơ hội, cậu không nắm lấy nó, sẽ không có cơ hội lần hai đâu, cậu nhất định phải chết. Phong Vô Duyến nhướng mày, nói với vẻ vô tình. Dù thế nào Mạc Phàm đều bị giết, nhân cơ hội này giết Mạc Phàm thì hơn. Cúi đầu sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, một hạt châu màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Đây là Thái Dương thần thạch, sau khi hắn lấy từ chỗ Dạ Tình vẫn chưa có cơ hội sử dụng, bây giờ là lúc dùng nó rồi. Ý niệm của hắn vừa động, một ấn ký lóe lên trong lòng bàn tay hắn, Thái Dương thần thạch lập tức lóe sáng như ánh mặt trời. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, ngửa đầu nuốt Thái Dương thần thạch. Thái Dương thần thạch này vừa chui vào bụng, lực lượng chí cương chí dương từ bụng hắn phóng thẳng lên linh đài, một tòa đạo cơ màu vàng nhanh chóng dâng cao đối diện đạo cơ màu đen. Đồ án thái cực hai màu trắng đen xuất hiện xung quanh hắn, khí tức vô cùng quỷ dị xuất hiện. Tu vi của hắn đã dừng ở cảnh giới tiên thiên lâu lắm rồi, chỉ ngưng tụ tinh nguyên và thần nguyên đã có chút miễn cưỡng đối phó hỗn độn. Ân Tố Tố, nếu lần trước không phải có tiên mộ, có khả năng hắn đã không về được. Đám Phong Vô Duyến và Tần Vô Nhai mạnh hơn đám hỗn độn, quả thật trạng thái hiện giờ hơi miễn cưỡng. Nếu tu vi quá yếu, vậy thì tăng tu vi lên một cấp, ngưng tụ một viên thần nguyên. Hửm! Đám Phong Vô Duyến nhướng mày, trên mặt hiện lên chút dị sắc. Đã đến lúc này rồi, tiểu tử kia còn muốn làm gì thế? Quỷ Vô Tà cảm thấy khó hiểu nói. Tần Vô Nhai hơi híp mắt lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thu lại toàn bộ linh khí, dùng thể thuật giết tiểu tử này muốn mượn linh khí của chúng ta để đột phá. Tần Vô Nhai vừa mới nói xong. Đồ án thái cực hắc bạch xung quanh Mạc Phàm chuyển động, lực hút cường đại xuất hiện, giống như một vòng xoáy hút linh khí xung quanh về phía hắn. Chỉ trong phút chốc, linh khí trong 10 dặm xung quanh bị Tần Vô Nhai khống chế đã tụ lại chỗ Mạc Phàm. Hình thành một vòng xoáy linh khí như long toàn phong, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Mạc Phàm. Không chỉ những linh khí này, phía dưới vòng xoáy xoay tròn này, lôi điện huyết sắc ở xung quanh, huyết khí dưới nền đất và linh khí đám Tần Vô Nhai phóng thích ra, cùng bị nghiền nát nạp vào bên trong, giống như tờ giấy trong long toàn phong. Chỉ mấy hơi, đại thủ ấn, hư ảnh côn bằng của đám Phong Vô Duyến phóng thích ra bị phá 1/3, bị vòng xoáy linh khí trên đỉnh đầu Mạc Phàm hấp thu. Tiểu tử kia đột phá lúc này sao? Vẻ mặt đám Phong Vô Duyến ngạc nhiên, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm không còn khinh miệt, trái lại thay vào đó là dị sắc. Người bình thường đột phá đều lựa chọn nơi an toàn không có ai quấy rầy, tránh bị ảnh hưởng, dẫn đến đột phá thất bại. Mạc Phàm đột phá dưới bao vây tấn công của năm bọn họ, đây là muốn chết sao? Công pháp của tiểu tử này rất bá đạo, nếu cậu ta muốn linh khí, đều đưa cả cho cậu ta đi, chỉ là sẽ kích nổ toàn bộ. Tần Vô Nhai nhíu mày nói.
nước đổ khó hốt, bọn họ phóng thích nhiều linh khí như vậy, muốn thu hồi dưới lực hút của Mạc Phàm cũng không dễ như vậy. Nếu Mạc Phàm muốn, vậy thì cho Mạc Phàm, nhưng mà... Bảo! Ông ta khẽ quát một tiếng, khí chảm còn lại không đợi bị vòng xoáy trên đỉnh đầu Mạc Phàm hút đi, lập tức tự chui vào trong vòng xoáy. Khí chảm mới tiến vào trong vòng xoáy, lập tức bùng nổ giống như là pháo hoa, không gian chấn động, năng lượng dao động giống như sóng thần ngút trời, đánh về phía vòng xoáy kia. Làm xong những chuyện này, Tần Vô Nhai không do dự, cơ thể như sao băng xông về phía Mạc Phàm. Tiểu tử Mạc Phàm này quá kỳ lạ, nếu để cậu ta đột phá thành công, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, không nên lơ là thì hơn. Đám Phong Vô Duyên thấy thế cũng không do dự nữa, đẩy hết linh khí của mình vào trong khí xoáy của Mạc Phàm kích nổ. Mỗi người thi triển thể thuật, hay không khí kỹ, hoặc lực lượng cơ thể thuần túy công kích Mạc Phàm. Nhiều lực lượng như vậy bùng nổ ra, trong chớp mắt khí xoáy trên không Mạc Phàm bị hủy hơn nửa, khe hở tiếp tục lan xuống phía dưới. Mạc Phàm nhìn đám Tần Vô Nhai đánh tới, trên mặt không có chút gợn sóng. Nếu tôi là các ông, tôi sẽ không dùng thể thuật. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ưu thế của đám Tần Vô Nhai là có tu vi cao hơn hắn, đám người này vì tránh để linh khí bị hắn hấp thu, vậy mà từ bỏ linh khí đấu thể thuật với hắn. Hắn đã tu thành thần thể, những người này dùng thứ mình không am hiểu nhất đối phó hắn, không thể không nói đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhưng cho dù lựa chọn chính xác, có thể ngăn được hắn đột phá sao? Ý niệm của hắn vừa động, ánh sáng ngũ sắc trên người đại phóng, hình thành một hư ảnh hình người cao 10 thước bảo vệ hắn ở bên trong. Keng một tiếng thật to, tất cả công kích của đám Tần Vô Nhai bị ánh sáng ngũ sắc đỡ lấy. Sắc mặt Tần Vô Nhai hơi khó coi, không hiểu sao lại có dự cảm không hay. Mạc Phàm có tu vi cảnh giới tiên thiên đã cường hãn như vậy, nếu để Mạc Phàm tiến vào thần cảnh, không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Phải biết rằng Tiên Thiên Tông sư tới thần cảnh, nhìn chỉ như một bước, nhưng không khác gì từ dưới đất lên trời, cho nên gần trăm năm qua địa cầu không có người từ cảnh giới tiên thiên tiến vào thần cảnh. Một bước này khó bao nhiêu, thì tăng thực lực cũng đáng sợ bấy nhiêu. Nhanh ngăn cậu ta lại, hủy diệt khí xoáy kia đi. Tần Vô Nhai tức giận nói. Ông ta vừa nói xong, mấy người cùng ra tay, kiếm khí, khí chảm, đại thủ ấn khiến tim người ta đập nhanh lại hàng lâm, đánh về phía khí xoáy trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không ngăn cản, dưới lực lượng của mấy người trong chớp mắt khí xoáy như thủy tinh bị một đòn nghiêm trọng, vỡ ra thành từng mảnh. Không chỉ khí xoáy này, một khí xoáy huyền ảo trong linh đài hắn mở ra cũng bị nghiền nát theo đại khí. Vừa rồi không chỉ linh đài của Mạc Phàm như vừa gặp bão, đạo cơ hình tháp 9 tầng cũng rầm rầm vỡ nát, khí tức trên người hắn cũng nhanh chóng giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vừa rồi Mạc Phàm khiến người ta có cảm giác như một ngọn núi cao, bây giờ giống như một ngọn núi to thổi phồng bị rút khí. Phù, nhìn khí tức Mạc Phàm nhanh chóng yếu đi. Lúc này đám Tần Vô Nhai mới thở phào nhẹ nhõm. Luồng khí xoáy bị hủy, Mạc Phàm đã đột phá thất bại, cho dù không chết thì thực lực cũng giảm xuống, ít nhất đã không có gì uy hiếp nữa. Trong năm người, Mạc Phàm không chỉ không bối rối, trái lại còn hơi nhếch miệng lên. Bất phá bất lập, phá nhi hậu lập, ngưng. Chữ ngưng vừa vang lên, cửu chuyển hỗn nguyên công như cối xay chọc trời đột nhiên chuyển động, một đạo kinh lôi cỡ lu nước từ trên trời giáng xuống. Như một đạo kim quang chiếu lên trên đầu hắn. Trong linh đài vốn bị phá vỡ, bỗng nhiên linh khí hỗn loạn, điên cuồng dừng lại. Ngay sau đó, một luồng khí xoáy tự hình thành ở giữa linh đài, tất cả linh khí như thủy triều rút tụ tập về phía luồng khí xoáy này. Cùng lúc đó, linh khí trên không Mạc Phàm nghiền nát luồng khí xoáy sắp biến mất, theo luồng khí xoáy tự hình thành trong linh đài Mạc Phàm, những linh khí này như tìm được miệng thoát, lao về phía quanh người Mạc Phàm một cách điên cuồng. Nhìn từ phía xa, giống như có một cái phễu to gắn trên người Mạc Phàm. Khí tức khiến tim người ta đập nhanh xuất hiện trên người Mạc Phàm, tăng lên gấp bội. Ngao Sương đã xoay người chuẩn bị mang Tiểu Lan rời đi, Mạc Phàm đột phá thất bại, cô không đi chỉ sợ lát nữa không đi được rồi. Nhưng nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, vẻ mặt cô lập tức sửng sốt. Đây là cái quỷ gì thế? Không chỉ Ngao Sương, sắc mặt Tần Vô Nhai cũng thay đổi. Sao lại thế này? Dựa theo kinh nghiệm bọn họ đột phá tới thần cảnh, luồng khí xoáy bị đánh tan thì có ý nghĩa ngưng đan thất bại, không thể ngưng đan lần hai. Dưới luồng khí xoáy, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang,
dùng lực hút giống như nuốt trôi thiên hạ, linh khí nồng đậm xung quanh và linh khí đám Tần Vô Nhai phóng thích đều được hắn hút toàn bộ vào linh đài. Trong linh đài xoay tròn rất nhanh, vòng xoáy biến mất, cũng không còn đạo cơ, chỉ còn lại một viên hạt châu bốn mâu, tỏa ra năng lượng đáng sợ khiến người ta hít thở không thông. Khí nguyên thành. Khí nguyên này vừa thành liền rơi xuống, dừng ở vị trí huyệt đàm trung của Mạc Phàm. Đồng thời một đạo kim tuyến bắn từ thần nguyên trong thức hải ra, bắn lên trên khí nguyên, tiếp tục xuống phía dưới, xuyên qua tinh nguyên huyết sắc ở vùng đan điền. Tam nguyên thần nguyên, khí nguyên và tinh nguyên hợp lại, hỏa diễm như tử khí lập tức xuất hiện trên người Mạc Phàm, trong chớp mắt khí tức vô cùng khủng bố do hắn ngưng tụ ra khí nguyên lại tăng gấp 3 lần. Xung quanh vốn khiến người ta không thở nổi dưới uy áp của đám Tần Vô Nhai, khí tức cường đại của Mạc Phàm vừa được phóng ra, sắc mặt những đệ tử của tông môn ẩn thế tái mét, rơi từ trong không trung xuống đất. Đám bá tước tinh hồng hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên dị sắc. Tiểu tử này đúng là có thể khiến người ta kinh ngạc vui mừng, vậy mà sau khi đột phá lại cường đại như vậy. Bá tước tinh hồng cười nói. Ông ta đã từ bỏ kế hoạch, không ngờ Mạc Phàm lại cho ông ta hy vọng. Xem ra là Mục Á đại nhân phù hộ, để chúng ta làm chủ Hoa Hạ. Fred cười nói. Đám Tần Vô Nhai không thể ngăn cản Mạc Phàm đột phá tới thần cảnh, trái lại bị Mạc Phàm lấy lượng lớn linh khí để tiến vào thần cảnh, lần này cân tiểu ly nghiêng về một bên rất rõ phát hiện. Mạc Phàm vẫn không có khả năng là đối thủ của đám Tần Vô Nhai, nhưng cộng thêm bọn họ, tỷ lệ diệt đám người Hoa Hạ sẽ cao hơn nhiều. Tuy đám Carter không nói gì thêm, nhưng trong mắt lóe lên chờ mong. Đối diện Mạc Phàm, đám Phong Vô Duyến nhíu mày lại, cuối cùng không thể tươi cười được nữa, trái lại thay bằng 3 phần khó hiểu và 4 phần phẫn nộ. Tiểu tử, cậu tu luyện công pháp gì thế, luồng khí xoáy đã bị phá rồi, sao còn ngưng tụ được kim đan? Phong Vô Duyến tức giận nói. Ông ta là thần sứ từ tu chân giới tới, biết nhiều về công pháp hơn đám Tần Vô Nhai nhiều. Không phải lúc tất cả tu sĩ ngưng tụ luyện kim đan, đều dựa vào linh khí đạt tới một lực lượng nhất định tự sản sinh ra khí xoáy ngưng tụ kim đan, như vậy một khi khí xoáy bị phá, đột phá sẽ thất bại. Nhưng có một số công pháp hơi bá đạo, chỉ cần đủ linh khí, có thể tự hình thành luồng khí xoáy, ngưng tụ kim đan. Nhưng những công pháp này bất luận là loại nào đều vô cùng nổi tiếng, muốn lấy được rất khó, chuyện này thì ông không cần biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cửu chuyển hỗn nguyên công là một trong những công pháp bá đạo nhất ở tu chân giới. Cho dù đám Tần Vô Nhai không phá luồng khí xoáy của hắn, hắn cũng vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công phá nát luồng khí xoáy, sau đó ngưng tụ đạo cơ bị phá nát thành kim đan. Còn lại ngưng tụ luồng khí xoáy, chỉ là chuyển vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, đơn giản không thể đơn giản hơn. Bây giờ các người có thể thành thật tiến vào cửu U cung rồi. Mạc Phàm nói tiếp. Tam nguyên vừa thành. Hắn sẽ thử uy lực mạnh bao nhiêu với đám Tần Vô Nhai. Nói xong trên người hắn chấp lóe tử quang, giống như một thiên trụ rơi xuống mặt đất chấn động, Mạc Phàm xuất hiện trước người băng đồ tiên tử. Băng đồ tiên tử, vừa rồi bà chém tôi một kiếm, tôi trả lại bà một kiếm. Năm ngón tay hắn nắm chặt, đại kiếm màu đỏ sậm khống chế cửu U cung xuất hiện trong tay hắn. Chảm! Một kiếm đơn giản, không có bất luận ánh sáng rực rỡ gì. Cũng không có kiếm khí trăm trược, hoàn toàn như người bình thường chém một kiếm, tốc độ cũng không nhanh. Băng đồ tiên tử nhíu mày, cổ tay run lên, trường kiếm nhất huyễn, biến thành hơn một ngàn thanh trường kiếm này theo năm ngón tay băng đồ tiên tử nắm chặt, lại biến thành một thanh kiếm. Chỉ là biến hóa như thế, kiếm ý trên trường kiếm đâu chỉ mạnh gấp 1-2 lần, ngay cả đám bá tước tinh hồng ở trong không gian màu đen đều cảm thấy lưng phát lạnh, giống như bị người ta để kiếm lên cổ. Một kiếm như vậy lập tức chém về phía một kiếm của Mạc Phàm. Keng, tiếng kim khí va vào nhau vang lên. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, cuối cùng trên gương mặt như băng xương của băng đồ tiên tử cũng hiện lên vẻ bối rối. Chỉ thấy hai kiếm va vào nhau, trường kiếm trong tay Mạc Phàm không có chút thay đổi, kiếm trong tay băng đồ tiên tử bị chém thành hai. Một đạo ánh sáng màu đen bắn từ trong đại kiếm Mạc Phàm ra, chỉ trong phút chốc đã chém lên người băng đồ tiên tử. Băng đồ tiên tử giống như đạn bay ra khỏi nòng súng bay về phía xa. Còn chưa bay xa, ánh sáng màu đỏ sậm đại phóng, băng đồ tiên tử biến mất ở bên trong. Người đầu tiên, kế tiếp. Mạc Phàm thu hồi trường kiếm, lâm không mà đứng, nhìn về phía đám Phong Vô Duyến với vẻ hờ hững.
sắc mặt đám Phong Vô Duyên khẽ đổi, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mạc Phàm chỉ tăng tu vi từ cảnh giới tiên thiên tới thần cảnh, vậy mà một kiếm có thể đánh bại Băng Đồ Tiên Tử. Băng Đồ Tiên Tử là người yếu nhất trong đám bọn họ, nhưng cũng là thần cảnh trung kỳ, Mạc Phàm chỉ là thần cảnh sơ kỳ. Tất cả mọi người đừng che giấu bản lĩnh nữa, cùng ra tay đi. Tần Vô Nhai nhíu mày nói. Công pháp của Mạc Phàm quỷ dị thì không nói, con đường đi cũng không tầm thường, nếu không không có khả năng vừa vào thần cảnh đã mạnh như thế. Người không tầm thường, thì không thể lơ là như trước được nữa, nếu không bị bắt sẽ không phải là Mạc Phàm, mà là bọn họ. Đám Phong Vô Duyên nhìn Mạc Phàm, trong mắt đều xuất hiện thận trọng và quyết tâm. Quỷ Vô Tà gần như không do dự, chú ngữ cổ xưa truyền từ miệng ông ta ra liên tục. Địa Vũ Tình Thiên, cấp như thủy hỏa, cổ vũ phong lôi, biến trạch thành sơn, phiên địa phúc thiên, ngã thân kiên cố, an nhiên mặc nhiên, vạn tái trường sinh, giữ đạo hợp tiên. Mỗi lần nói bốn chữ, ông ta sẽ tiến về phía Mạc Phàm một bước, cũng có bát quái to như căn phòng xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Chín bát quái vừa hình thành, ông ta khẽ nâng mí mắt liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Cửu trọng thiên. Ông ta khẽ quát, chín bát quái cùng sáng lên, tựa như chín cái dĩa sắt rơi xuống đầu Mạc Phàm, hình thành một bát quái màu vàng phức tạp hơn nghịch bát quái lúc trước. Cửu trọng thiên này có thể duy trì tầm một nén nhang, đã là cố gắng lớn nhất của tôi rồi. Quỷ Vô Tà nói, cửu trọng thiên này có thể khiến thực lực của Mạc Phàm bị áp chế 9 lần, có thể khiến thực lực người khác tăng lên 9 lần. Đám Tần Vô Nhai không chút nghi ngờ, thân thể nhoáng lên một cái liền đến trong bát quái màu vàng, vây quanh Mạc Phàm. Ba người vốn cường đại, tiến vào trong bát quái thì linh khí như hỏa diễm giấy lên trên người bọn họ, khí tức như khói báo động trùng thiên mà đi. Tần Vô Nhai vươn một tay ra, một thanh cổ kiếm xuất hiện trong tay ông ta. Nhìn kiếm có vẻ không nặng, nhưng ở trong tay Tần Vô Nhai giống như một người bình thường nhấc thứ gì đó trăm cân. Cửu Ly, một kiếm của ông ta chém về phía Mạc Phàm. Cả vùng không gian xuất hiện 9 đạo vết nứt như trên thủy tinh, theo 9 phương hướng lan về phía Mạc Phàm. Côn Bằng khẽ quát một tiếng, tiếng ưng khóc cá voi kêu vang lên, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, một hư ảnh Côn Bằng to đâu chỉ 10 lần vừa rồi xuất hiện dưới chân Mạc Phàm, theo xu thế nuốt thiên hạ lao về phía trước. Phong Vô Duyên thì nheo mắt lại, năm ngón tay mở ra, một đại thủ ấn màu đỏ ba trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm, mùi khiến người ta buồn nôn tùy ý mà ra. Vạn độc thủ. Bốn người cùng ra tay, bầu không khí lập tức vô cùng căng thẳng, gần như đông cứng lại, khí tức nguy hiểm tràn ngập. Trong vòng công kích của ba người, vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, nhìn thoáng qua bát quái màu vàng. Cửu trọng thiên, được lắm. Dưới trận pháp bát quái này, thực lực của hắn suy yếu rất nhiều, tuy hắn mạnh hơn trước khi ngưng tụ ra khí nguyên, nhưng trận pháp này khiến thực lực của hắn giảm đi không ít, còn thực lực của đám Tần Vô Nhai thì tăng mạnh, phương diện trận pháp của Quỷ Vô Tà đúng là không tệ. Trên bầu trời, Quỷ Vô Tà hơi nhếch miệng, cười khẽ. So với những lời này, tôi càng hy vọng cậu bị bóp chết ở bên trong trận pháp, chuyện đó mới khiến tôi cảm thấy Quỷ Vô Tà tôi rất lợi hại về phương diện trận pháp. Ông mạnh hơn Quỷ Thần Tử một chút, nhưng kém người khác rất nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu không phải lát nữa còn có chuyện, hắn đã cho Quỷ Vô Tà biết trận pháp của ông ta kém thế nào. Bây giờ hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. Hắn nheo mắt lại, ngón tay sáng lên, đại kiếm màu đỏ sậm khống chế Cửu U Cung xuất hiện trong tay hắn. Thấy công kích chia không gian làm 9 khối của Tần Vô Nhai sắp đánh tới, hắn cắm đại kiếm xuống đất, linh khí dậy sóng chút vào bên trong. Ánh sáng màu đỏ sậm trở nên sáng lên, càng lúc càng sáng rộng. Đi ra cho tôi. Quát nhẹ một tiếng, không gian bắt đầu run rẩy, giống như có thứ gì đó rất to lớn sắp đi ra. Không đợi một kiếm của Tần Vô Nhai đến trước người hắn, trong ánh sáng màu đỏ sậm, một quang cầu màu đen xuất hiện bao Mạc Phàm ở bên trong, quang cầu màu đen và kiếm của Tần Vô Nhai chạm nhau. Bùm, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, giống như có một quả bom nguyên tử nổ mạnh trong không trung. Khí tức hủy thiên diệt địa đánh bùm bùm tới. Không gian chỉ lay động vài cái thì nổ tung như thủy tinh bị nghiền nát, hình thành một đại động màu đen mấy chục mét. Trong đại động, một phủ đệ do kim khí màu đỏ sậm tạo ra nhanh chóng rộng hơn. Chỉ trong chớp mắt đã bao trùm xung quanh gần cây số. Lúc này Cửu U Cung có vết kiếm sâu hơn 100 mét, nhưng vết kiếm chậm rãi khép lại dưới ánh sáng màu đỏ sậm sáng tối bất định.
Cửu U cung này vừa mở ra, bát quái màu vàng của quỷ vô tà như bóng đèn hết điện, nhanh chóng nhạt đi. Ngoại trừ Tần Vô Nhai ra, linh khí như hỏa diễm trên người Phong Vô Duyến và Côn Bằng lay động vài cái, liền biến mất vô hình. Nhưng lúc này, đại thủ ấn của Phong Vô Duyến và hư ảnh như thôn thiên của Côn Bằng lúc lên lúc xuống cũng đến trước người Mạc Phàm. Nuốt cho tôi. Chân Mạc Phàm hơi dịch chuyển, trên cửu u cung to như vậy xuất hiện hồng quang, lập tức đón đánh hư ảnh Côn Bằng. Tuy hư ảnh Côn Bằng khổng lồ, nhưng rất nhỏ bé so với cửu u cung đường kính trên vạn mét. Gần như không thể phản kháng, thế của cửu u cung như trẻ tre rơi xuống đất, ép Côn Bằng vào trong nền đất. Bùm, một tiếng, đất đai chấn động dữ dội, cát đá như sóng biển lao ra xung quanh. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía không trung, ánh mắt phát lạnh. Vạn độc thủ, thần nông tông có nhiều công pháp để ông lựa chọn như vậy, ông lại lựa chọn công pháp không nên luyện nhất. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sao hắn không biết vạn độc thủ, là một loại công pháp vô cùng âm độc. Loại công pháp này nhất định phải thông qua người hoặc yêu thú tu luyện, chỉ khi giết đủ trên vạn người hoặc yêu thú, mới được gọi là vạn độc, giết càng nhiều người và yêu thú, uy lực cũng càng mạnh. Một khi dính loại độc này, vô cùng khó giải. Công pháp này là thần nông tông diệt một tà phái đoạt được, bởi vì là cấm thuật, vẫn luôn giấu ở trong tháp cấm thuật, chỉ cần tốn chút sức là quan sát được, nhưng không tu luyện. Bớt nói linh tinh đi, đi chết đi. Trong mắt Phong Vô Duyến lóe sáng tàn nhẫn, cười nói, cho dù Mạc Phàm biết vạn độc thủ thì thế nào, cũng chỉ có đường chết. Tay ông ta đánh mạnh xuống, đại thủ huyết sắc như sấm rơi xuống. Hôm nay tôi sẽ không phong ấn ông, mà giết chết ông. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, nói. Giết hơn vạn mới tu thành vạn độc thủ, trưởng ấn là màu đen, 10 vạn biến thành màu tím, 100 vạn mới thành màu đỏ như máu hiện giờ. Lúc trước hắn nghi ngờ vì sao Phong Vô Duyến lại giấu thân phận đệ tử của thần nông tông, xem ra nguyên nhân là đây. Ông ta không sợ bại lộ thân phận mình, mà sợ bại lộ vạn độc thủ mình tu luyện. Phong Vô Duyến này là đệ tử của thần nông tông, vậy mà giết nhiều người như vậy để luyện công pháp, ông ta đừng nên sống thì hơn. Khi nói chuyện, một pháp ấn lóe lên trong lòng bàn tay hắn, một chưởng không do dự đánh về phía đại thủ ấn huyết sắc của Phong Vô Duyến. Phong Vô Duyến hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Cho dù dùng khí ngăn vạn độc thủ cũng rất dễ bị dính độc, vậy mà Mạc Phàm tay không đón vạn độc thủ của ông ta, đúng là không biết sống chết. Trong mắt ông ta hiện lên chút tàn nhẫn, ý niệm vừa động. Đại thủ ấn huyết sắc tan ra, biến thành vô số huyết ảnh bay về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, tôi sẽ nhận linh hồn của cậu, cậu có thể chết rồi. Ông ta vừa nói xong, âm thanh bùm 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 vang lên. Những huyết ảnh này đến trước thủ trưởng của Mạc Phàm cách một ngón tay, giống như chạm phải thủy tinh vô hình, bị cản xuống toàn bộ. 5 ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, thủ ấn huyết sắc biến mất. Biến thành một viên đạn huyết sắc xuất hiện trong tay Mạc Phàm. Vẻ mặt Phong Vô Duyến sửng sốt, trong mắt đều là không thể tin được. Vạn độc thủ của ông ta đã tu thành đỏ như máu, pháp thuật pháp bảo đều xâm nhập được, vậy mà Mạc Phàm dùng tay có thể ngăn được, còn không bị nhiễm độc. Tiểu tử, sao cậu có thể làm được? Mạc Phàm cất viên thuốc này không trả lời, cũng không nhìn về phía Phong Vô Duyến, trái lại nhìn về phía Tần Vô Nhai. Chỉ là vạn độc thủ mà thôi. Nếu công pháp này có thể vô địch, sao bị thần nông tông bọn họ diệt? Tần Vô Nhai ông chém tôi một kiếm, tôi trả lại ông một kiếm. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai nói. Cửu U cung do Vẫn Tinh thiết tạo ra, không chỉ phá giải cửu trọng thiên của quỷ vô tà, còn làm suy yếu thực lực của đám Tần Vô Nhai. Có cửu U cung ở đây, quỷ vô tà đã không còn ý nghĩa gì. Trong 3 người Côn Bằng và Phong Vô Duyến đều là tiên thiên trung kỳ, không đủ tạo ra uy hiếp. Chỉ có mình Tần Vô Nhai hắn cần phải cẩn thận chút, hắn nên giải quyết Tần Vô Nhai trước thì hơn. Cách đó không xa, Tần Vô Nhai đứng với vẻ ung dung, trên mặt không có chút bối rối. Cậu mạnh hơn vừa rồi không ít, muốn trả tôi một kiếm, cậu phải có bản lĩnh này mới được. Dựa vào công pháp vượt qua một tiểu cảnh giới còn được, ví dụ như thần cảnh sơ kỳ tu luyện công pháp cấp cao có thể đánh bại thần cảnh trung kỳ. Mạc Phàm là thần cảnh sơ kỳ muốn đánh bại thần cảnh hậu kỳ như ông ta, còn khó hơn lên trời. Ông ta chẳng muốn nói lời vô nghĩa với Mạc Phàm, dưới chân vừa động, phía sau xuất hiện liên tục các hư ảnh, bản thể lập tức đến trước người Mạc Phàm. Cổ kiếm trong tay ông ta xẹt qua không trung, cổ kiếm đến chỗ nào,
giống như lôi đình ngang trời giáng xuống, có khoảng 81 đạo, đều đánh xuống đỉnh đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, chỉ vươn hai ngón tay ra, chỉ về phía Tần Vô Nhai. Thanh Liên. Hai chữ vừa vang lên, thanh quang nở rộ trên đầu ngón tay hắn, ngưng tụ thành một đóa thanh liên. Nụ hoa nhanh chóng nở ra, một đạo thanh quang từ tâm hoa bắn ra, lập tức chiếu về phía ngực Tần Vô Nhai, kiếm ý thanh giật, xa xưa, như có như không phiêu đãng mà ra. Tần Vô Nhai nhíu mày, trên mặt lộ vẻ giận dữ. Tiểu tử, cậu muốn chết à? Nhất chỉ kiếm này của Mạc Phàm vô cùng huyền diệu, có thể nói ông ta bắt đầu tập kiếm từ 6 tuổi, 8 tuổi thành công, mãi đến bây giờ mới chứng kiến một kiếm huyền diệu như vậy. Một kiếm này nhìn như rất đơn giản, bên trong lại là cảm giác huyễn hoặc khó hiểu bắt không được sờ không được, giống như kiếm pháp vốn nên như vậy. Nếu bị một kiếm này đâm trúng, ông ta có cảm giác cho dù là ông ta cũng sẽ bị thương. Nhưng khiến ông ta phẫn nộ không phải chuyện này. Trên người Mạc Phàm có quá nhiều điểm không thể lý giải được, cho dù Mạc Phàm dùng kiếm thuật tinh danh hơn một kiếm này, ông ta cũng không kỳ lạ. Nhưng tiểu tử này lại không dùng toàn lực trả lại ông ta một kiếm, đánh thẳng về phía ông ta, đây rõ ràng là cách làm liều mạng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nhưng không trả lời, dưới chân vừa động, đi theo đạo kiếm khí kia lấn người mà lên. Tay còn lại thì nắm chặt, luồng khí xoáy hai màu hắc bạch lại xuất hiện trên nắm tay hắn, giống như thái cực cầu. Âm dương. Một quyền mang theo lực lượng âm dương nhị khí khiến tất cả bị đẩy lùi đánh về phía Tần Vô Nhai. Một quyền này mới xuất hiện, một hư ảnh ngọn núi xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Vô Nhai, giống như Thái Sơn áp đỉnh đè về phía Tần Vô Nhai. Hư ảnh đến chỗ nào, toàn bộ xung quanh biến thành hai màu hắc bạch, rất rõ ở trong không trung. Tần Vô Nhai nheo mắt lại, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Tiểu tử, nếu cậu liều mạng với lão phu sẽ như cậu mong muốn. Mạc Phàm mới tới thần cảnh sơ kỳ, vậy mà dám đối đầu với ông ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nếu Mạc Phàm dám chơi như vậy với ông ta đường đường là Tần Vô Nhai người đứng đầu trăm năm ở tông môn ẩn thế, sao có đạo lý chùn bước? Ông ta không né tránh một kiếm của Mạc Phàm, lúc cổ kiếm màu xanh ngọc trong tay ông ta hạ xuống, một cổ đao màu hồng ngọc xuất hiện trong tay còn lại của ông ta. Trảm thương khung. Cổ đao hồng ngọc như sừng linh dương chém về phía trước. Một đạo hồng quang xuất hiện, chém về phía một quyền của Mạc Phàm. Răng rắc, âm thanh như thủy tinh bị nghiền nát vang lên, một kiếm của Tần Vô Nhai chém lên người Mạc Phàm. Hỏa diễm màu tím trên người Mạc Phàm hơi ngăn cản thì bị phá nát. Thế kiếm khí như trẻ tre chém xuống, âm thanh vải rách vang lên, trong chớp mắt quần áo trên người Mạc Phàm bị xé nát, vết thương như mạng nhện xuất hiện trên vai Mạc Phàm. Cùng lúc đó, một kiếm thanh liên của Mạc Phàm cũng tới trước người Tần Vô Nhai, cơ thể Tần Vô Nhai run lên, một lỗ máu xuất hiện ở ngực ông ta. Ông ta kêu lên đau đớn, tay còn lại rót linh khí vào trong cổ đao hồng ngọc, trên cổ đao hồng ngọc đại phóng huyết quang, bao phủ quả đấm của Mạc Phàm ở bên trong. Rầm, một tiếng thiên băng địa liệt vang lên, một vùng không động xuất hiện giữa quả đấm và cổ kiếm hồng ngọc. Kinh phong tàn sát bừa bãi xuất hiện, hình thành long toàn phong tiếp thiên liệt địa. Cuốn mọi thứ xung quanh bay về phía không động kia. Ở xung quanh sắc mặt không ít người thay đổi, vận khởi công pháp không do dự lùi về phía sau. Thần cảnh hậu kỳ tuyệt đối là lực lượng mạnh nhất địa cầu có thể chịu được, người như vậy động một tí là phá toái hư không, tê liệt đại địa. Người như vậy chiến đấu, không nói đến chuyện bị dư âm của hai người thương tổn, cuốn vào không động chỉ có đường chết. Carter hơi nhếch miệng cũng sử dụng không gian màu đen lùi về sau. Mạc Phàm và Tần Vô Nhai đã bắt đầu liều mạng, bọn họ nên tránh xa một chút thì hơn. Không chỉ bọn họ tránh xa, Côn Bằng, Phong Vô Duyến và Quỷ Vô Tà cũng đứng sang một bên, trong lòng run sợ nhìn hai người chiến đấu. Mạc Phàm và Tần Vô Nhai đều làm như không thấy không động kia, tốc độ phát huy tới cực hạn, giống như hai đạo lưu quang ở trong không trung, đụng một lát lại tách ra. Đám Côn Bằng, Bá Tước Tinh Hồng và Lang Vương không sao. Miễn cưỡng có thể theo kịp tốc độ của Mạc Phàm và Tần Vô Nhai. Thực lực của những người khác ít nhất là Tiên Thiên Tông Sư, có một số người nửa bước là tới thần cảnh, nhưng vẻ mặt mờ mịt. Cảm nhận được duy nhất là tiếng nổ mạnh như lôi bạo vang lên, trong không trung lại xuất hiện thêm mấy không động, trên mặt đất cũng có thêm long toàn phong bị lôi điện vần quanh. Không lâu sau, giữa cửa địa ngục toàn là long toàn phong, giống như tận thế xuất hiện. Thật mạnh!
một đệ tử tông môn ẩn thế ngơ ngẩn nói. Đây là lực lượng của thần cảnh hậu kỳ sao, quá đáng sợ rồi. Ngao Xương há to miệng có thể nuốt trôi quả trứng ngỗng, lẩm bẩm. Giơ tay nhấc chân có thể tạo ra phá hoại như thế, quả thật là vũ khí hạt nhân hình người, còn có thể phóng ra nhiều lần. Đám bá tước tinh hồng bình tĩnh hơn đám Ngao Xương một chút, nhưng trên mặt cũng tràn đầy khiếp sợ. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt rồi. Lang Vương nói với vẻ đầy hứng thú. Tần Vô Nhai ở cảnh giới này liều chết cũng không thường thấy, còn là hai người. Chẳng trách chủ nhân luôn nói không thể khinh thường đạo sĩ Phương Đông, chủ nhân anh minh. Fred cười âm hiểm nói. Lúc trước chủ nhân bọn họ vẫn bảo bọn họ cẩn thận đám đạo sĩ Hoa Hạ, ông ta không để trong lòng, cuối cùng lần này cũng hiểu rõ ý chủ nhân rồi. Không phải đạo sĩ Hoa Hạ yếu, mà là trước đây bọn họ chưa từng gặp được người lợi hại. Người lợi hại như Tần Vô Nhai không cần nhiều, một hai người là đủ. Bá tước tinh hồng cười nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai và Mạc Phàm ở trong Long Toàn Phong, không nói gì thêm. Chủ nhân, ngài xem Tần Vô Nhai và Mạc Phàm, chúng ta cần ra tay với ai đây? Fred lại hỏi tiếp. Nếu tên tiểu tử Mạc Phàm kia đột phá tiếp, vậy chúng ta cần phải ra tay với Mạc Phàm. Bây giờ sao, Tần Vô Nhai sống đủ lâu rồi, chuẩn bị giết lão đạo sĩ Hoa Hạ này thôi. Bá tước tinh hồng cười nhạt nói. Tuy ông ta không phải là tu sĩ Hoa Hạ, nhưng có liên hệ với một số đại tu Hoa Hạ, cho nên biết nhiều chuyện. Dù sao Mạc Phàm mới đột phá tới thần cảnh, không phải lúc cực mạnh, cần củng cố một thời gian, thực lực mới có thể đạt tới đỉnh phong. Bây giờ Mạc Phàm đối cứng với nhiều người như vậy, nếu sau khi thực lực được củng cố, người thua sẽ là Tần Vô Nhai. Hả? Lúc đám bá tước tinh hồng nói chuyện, Mạc Phàm và Tần Vô Nhai đã tách ra, xuất hiện thân hình trong Long Toàn Phong không ngừng rít gào. Hỏa diễm màu tím trên người Mạc Phàm đã tắt, chỉ tỏa ra ánh sáng sáng ngũ sắc nhàn nhạt. Trên bộ quần áo bị rách, làn da lộ ra ngoài tràn đầy vết thương sâu tới xương, sắc mặt hắn tái nhợt, thở hổn hển suy yếu. Đối diện hắn, hai tay Tần Vô Nhai cầm cổ đao cổ kiếm, trên người cũng có mấy lỗ máu, một chút huyết dịch chảy từ miệng ông ta ra. Linh khí như hỏa diễm trên người ông ta cũng mất đi, khí tức yếu hơn trước nhiều, nhưng tốt hơn Mạc Phàm chán. Tiểu tử, có thể bước lão phu tới nước này, cậu đã rất lợi hại rồi, cậu nhận thua đi. Tần Vô Nhai thản nhiên nói. À, phải không, quên nói với ông, tôi là Y Tiên. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Câu này vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Tần Vô Nhai thay đổi. Y Tiên? Sao ông ta có thể không biết Y Tiên? Là xưng hô của tu sĩ y đạo, Tần Tịch Nhiên đồ đệ ông ta cũng tính là Y Tiên. Y Tiên bình thường thì không sao, không có mấy sức chiến đấu. Nếu là chiến đấu ngang nhau thì phiền phức, nếu là loại người có y đạo và chiến lực kinh người, vừa chữa thương vừa chiến đấu, giống hệt tiểu cường con rán đánh mãi không chết. Nếu cậu là Y Tiên, lão phu chịu thua. Ánh mắt Tần Vô Nhai phát lạnh, lạnh lùng nói. Y Tiên chiến đấu không phải tu bừa là thành. Trừ phi phương diện y đạo và võ đạo đều có thiên phú kinh người, sau đó trải qua lượng lớn thời gian tích lũy mới được, người bình thường không mấy ai đi con đường này. Dù sao bất luận là y đạo hay võ đạo, cũng cần thời gian tích lũy. Nếu Mạc Phàm là Y Tiên chiến đấu, vậy ông ta thua rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, hai tay đan vào nhau. Vạn cổ trường thanh. Bốn chữ vang lên, quang điểm màu xanh xuất hiện ở chỗ mi tâm hắn. Thanh quang mang theo sóng sinh cơ bao phủ hắn ở bên trong. Dưới thanh quang này, vết thương khủng bố trên người hắn nhanh chóng khép lại, kết vảy, biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mệt mỏi trên mặt cũng biến mất theo. Chỉ trong phút chốc thanh quang thu lại, quần áo trên người hắn cũng nhanh chóng khôi phục như thường, bất luận là bề ngoài hay khí tức đều giống như chưa từng bị thương. Lần này mọi người hoàn toàn sửng sốt. Mắt Ngao Xương và những đệ tử tông môn ẩn thế mở to. Không thể tin vào hai mắt mình. Đây là huyễn thuật sao? Đan dược có thể bổ sung linh khí trong cơ thể tu sĩ, pháp thuật có thể chữa khỏi vết thương trên người tu sĩ. Vết thương trên người Mạc Phàm được chữa trị thì không nói, ngay cả linh khí cũng lập tức khôi phục lại, chuyện này đáng sợ rồi. Chuyện này, Côn Bằng và Quỷ Vô Tà khiếp sợ không nói nên lời. Sao lại có chuyện này? Khóe miệng Phong Vô Duyến giật giật, mặt xám như cho tàn nói. Rõ ràng thực lực của hai người ngang nhau, chiến đấu mấy trăm hiệp đã gần kết thúc, vậy mà một bên đầy máu sống lại, không còn chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này rồi.
như vậy hoàn toàn không còn cách nào đánh tiếp được nữa, không đánh chết cũng sẽ bị mệt chết. Cho dù thực lực của Tần Vô Nhai trên Mạc Phàm, nhưng vì Mạc Phàm có thể khôi phục thực lực, Tần Vô Nhai thua chắc rồi. Tôi thua, đưa Tiêu Dao cho tôi sẽ đưa Tiểu Dạ tới Giang Nam. Tần Vô Nhai nhíu mày một lát, thu hồi cổ đao và cổ kiếm, lạnh lùng nói. Mạc Phàm không dùng huyễn thuật, quả thật là thủ đoạn của Y Tiên, còn không phải Y Tiên bình thường. Lúc trước trên một đại hội thăng tiên, ông ta từng gặp một Y Tiên, còn giao thủ với Y Tiên này. Trong tình huống Y Tiên này hao gần hết linh khí, lần đầu có thể khôi phục được 60%, cộng thêm một số đan dược phụ trợ, trong chớp mắt linh khí khôi phục gần 90%, lần thứ hai có thể khôi phục 50%. Tuy giảm đi theo thứ TJW, nhưng là pháp thuật vô cùng đáng sợ. Mạc Phàm còn đáng sợ hơn Y Tiên kia, trực tiếp khôi phục linh khí tới mức cao nhất, không cần đan dược. Quả thật trên người ông ta có mấy đan dược có thể chữa trị vết thương, khôi phục được không ít linh khí. Nhưng ở trước mặt Y Tiên như Mạc Phàm, chuyện này không có ý nghĩa. Trừ phi lấy lôi đình chi thế diệt Mạc Phàm, nếu không ông ta không có khả năng thắng, bởi vì đấu đan dược với Y Tiên là lựa chọn ngu ngốc. Tần Vô Nhai mới mở miệng, Ngao Xương và một số đệ tử tông môn ẩn thế á khẩu không trả lời được. Vậy mà nhân vật truyền kỳ của tông môn ẩn thế, cao thủ thần cảnh lại chịu thua rồi. Chuyện này, Mạc Phàm lắc đầu cười, vẻ mặt khinh thường. Tần Vô Nhai bị đánh bại còn muốn rời đi, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Nếu hắn thả đám Tần Vô Nhai đi, chẳng khác nào như dân cờ bạc mang theo mấy người đi thu thập chủ nợ của mình, kết quả không thể làm gì chủ nợ. Trái lại nói cho chủ nợ tôi đi trước, tiền của ông lát nữa quay về tôi trả. Tới thì được, thua còn muốn chạy, đâu đơn giản như thế. Dựa vào hành động của đám Tần Vô Nhai, giết đám Tần Vô Nhai là không đủ, sao có thể thả bọn họ đi. Tôi nói rồi, người nào tới ngăn cản tôi sẽ thu thập người đó, các ông tới đây rồi, vậy thì ở hết Cửu U Cung đi, đợi Dạ Vô Nhai tới Giang Nam, tôi sẽ thả các người ra. Tần Vô Nhai nhíu mày. Trong mắt ông ta tràn đầy lửa giận. Quả thật ông ta đã chịu thua, nhưng không có nghĩa Mạc Phàm có thể sỉ nhục ông ta thoải mái. Nếu để Mạc Phàm nhốt vào trong Cửu U Cung, nho môn ông ta sẽ mất sạch mặt mũi. Tiểu tử, cậu chắc chắn muốn làm vậy, cậu biết hậu quả cậu làm vậy không? Các người tự mình tiến vào Cửu U Cung, hay là tôi ném các người vào Cửu U Cung? Mạc Phàm không sợ hãi, không trả lời hỏi ngược lại. Được lắm. Trái lại tôi muốn xem cậu ném tôi vào Cửu U Cung thế nào. Tần Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, cổ đao cổ kiếm lại xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta đường đường là Tần Vô Nhai có khi nào cúi đầu với người khác, nhất là một tên tiểu tử nhỏ hơn ông ta trăm tuổi. Khi nói chuyện, tay ông ta nắm cổ đao cổ kiếm dùng lực, cổ đao cổ kiếm bị bóp nát. Hai lực lượng một xanh một đỏ tràn ra, giống như hai mãnh thú viễn cổ thoát khỏi trói buộc, xung quanh lay động dữ dội. Một cơn gió xoáy hình thành xung quanh ông ta, cát bay đá chạy ở xung quanh, bên trong giống như có rồng, hổ đang gào thét. Hai thanh binh khí này là ma binh Long Nha và hổ dực thượng cổ, bên trong phong ấn hai ma thú thượng cổ luyện chế thành binh hồn. Bình thường binh hồn này bị binh khí áp chế, không có trận pháp trên binh khí trói buộc, Long Nha và hổ dực có thể phát huy thực lực của bọn họ, cũng cung cấp lực lượng cho ông ta. Nếu Mạc Phàm quyết tâm phong ấn ông ta, vậy thử uy lực của ma hồn thượng cổ xem. Ông ta hít sâu một hơi, tay cầm binh hồn Long Nha, hổ dực, thân pháp như quỷ mị, lại xông về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua ma hồn cường đại trong tay Tần Vô Nhai, khẽ nâng mí mắt. Binh hồn trong tay ông đủ cường đại, nhưng kém xa vạn dặm so với công pháp của tôi. Ý niệm của hắn vừa động, cửu chuyển hỗn nguyên công nhanh chóng vận chuyển, linh khí trong cơ thể mới khôi phục lại phóng ra toàn bộ. Một kiếm được hắn chém ra. Trên mặt đất, Cửu U Cung chấn động, một đóa liên hoa cỡ căn phòng chui từ dưới đất lên, tỏa ra thanh quang, duyên dáng yêu kiều xuất hiện sau lưng Mạc Phàm. Thanh liên này vừa xuất hiện, linh khí trên người Mạc Phàm như Trường Giang và Hoàng Hà nhập biển tụ tập vào trong. Chỉ trong phút chốc, linh khí trên người Mạc Phàm bị thanh liên hấp thu sạch. Môi Mạc Phàm khẽ nhúc nhích, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Hoàng Hà thập khúc. Cửu khúc thanh liên, đóa thanh liên kia chớp lóe thanh quang, lập tức biến mất. Lúc này Tần Vô Nhai cũng đến sau lưng hắn. Nhưng mà, không hay rồi. Sắc mặt Tần Vô Nhai thay đổi, muốn lùi binh hồn chém Mạc Phàm lại.
Trước mắt lóe lên thanh quang, thanh liên xuất hiện xung quanh ông ta, từng tầng hoa bao ông ta ở bên trong. Ông ta nghiến chặt răng, phóng hết linh khí trong người ra, muốn chấn mở thanh liên. Nhưng lực lượng của ông ta như đánh vào không khí, không có một chút phản ứng. Chỉ trong phút chốc liên hoa khép lại, biến thành một nụ hoa chưa nở, rễ cây rút lui, biến mất trong cửu u cung trên đất. Tần Vô Nhai, Trấn Phong. Vẻ mặt mọi người xung quanh sửng sốt, hoàn toàn không tin vào hai mắt mình. Tần Vô Nhai bị Mạc Phàm phong ấn như vậy sao? Không ít đệ tử tông môn phản ứng kịp, mắt đảo liên tục, do dự bất định. Nhất là đệ tử nho môn tranh cãi với Mạc Phàm lúc trước, mặt lại càng xám như cho tàn, di chuyển hai chân không ngừng run rẩy, lùi về phía sau. Vừa rồi anh ta làm càn trước mặt Mạc Phàm như vậy, bây giờ ngay cả trưởng môn của nho môn bọn họ đã bị Mạc Phàm phong ấn rồi. Nếu không rời đi, lát nữa muốn chạy cũng không chạy được rồi. Mạc Phàm không ngăn cản người đàn ông này, hắn rời mắt nhìn Côn Bằng và Quỷ Vô Tà. Hắn nhấc tay lên, trong cửu u cung trên đất, hai gian phòng chậm rãi mở cửa. Các người tự mình đi vào, hay là để tôi ra tay? Côn Bằng và Quỷ Vô Tà nhíu mày, nhìn thoáng qua nhau. Mạc Phàm, hôm nay chúng tôi nhận thua, chúng tôi sẽ tự mình đi vào cửu u cung, nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ hối hận vì phong ấn chúng tôi, đến lúc đó không cần cậu thả chúng tôi ra ngoài, chúng tôi sẽ tự đi ra. Côn Bằng nhíu mày nghiêm túc nói, không có ý đùa giỡn. Tần Vô Nhai đều bị Mạc Phàm phong ấn, bọn họ lại ra tay với Mạc Phàm, thật sự không sáng suốt. Nhưng thỉnh thần thì dễ đưa thần thì khó, Mạc Phàm dám nhốt bọn họ, vậy đợi cầu xin bọn họ ra khỏi cửu u cung đi. Cụ thể là phiền phức gì, Mạc Phàm sẽ biết nhanh thôi. Nếu trước khi hai cánh cửa này đóng lại, hai người còn chưa đi vào, tôi sẽ mời hai người vào. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, thản nhiên nói. Ngón tay hắn khẽ búng, cửa hai gian phòng kia chậm rãi đóng lại. Côn Bằng và Quỷ Vô Tà lập tức xù lông, chừng Mạc Phàm một cái, trên người hai người chớp lóe hào quang, sau đó bay về phía hai cánh cửa kia. Phong Vô Duyến ở bên cạnh lập tức di chuyển, huyết quang bao phủ cả người ông ta lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã tới Lôi Sơn chỗ Ngao Sương và Tiểu Lan. Trong mắt ông ta lóe lên tàn nhẫn. Hai tay ông ta nắm lấy cổ Ngao Sương và Tiểu Lan, nhấc hai người lên một cách dễ dàng. Ngao Sương nhắm một mắt, hai tay dùng lực nắm lấy tay Phong Vô Duyến, muốn kéo ra, nhưng dù sao Phong Vô Duyến cũng là cao thủ thần cảnh trung kỳ, cô không thể kéo tay Phong Vô Duyến ra được chút nào, lại càng không nói tới Tiểu Lan thực lực yếu hơn nhiều. Phong Vô Duyến, ông muốn làm gì, dám ra tay với bản công chúa, ông không sợ Yêu Hoàng đại nhân của chúng tôi tìm ông gây phiền phức à? Ngao Sương nghiến răng nói. Phong Vô Duyến không thèm để ý tới Ngao Sương, tay ông ta hơi dùng lực, sắc mặt Ngao Sương vô cùng khó coi, lập tức không nói nên lời. Mạc Phàm, không phải cậu muốn giết tôi à, giết tôi cũng được, tôi sẽ giết hai tiểu tiện nhân này trước. Phong Vô Duyến nhìn Mạc Phàm, cười gần nói. Trên gương mặt anh Tuấn không còn cảm giác phiêu miểu dục tiên, trái lại như ma quỷ thị huyết. Ba bọn họ Mạc Phàm chỉ cho hai nhà giam. Rõ ràng là Mạc Phàm không muốn phong ấn ông ta, mà muốn giết ông ta. Ông ta đường đường là thiên sứ do thần nông tông phái xuống, không thể bị một tiểu tử vô danh như Mạc Phàm giết được. Mạc Phàm phong ấn Côn Bằng và Quỷ Vô Tà xong, lúc nhìn về phía Ngao Sương và Tiểu Lan thì hơi nheo mắt lại, sắc bén tỏa ra. Thả bọn họ, ông có thể rời đi. Mạc Phàm ra lệnh, giọng nói giống như truyền từ trong vết nứt vạn năm ra. Thả bọn họ sao? Phong Vô Duyến hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Mạc Phàm, cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc à, thả bọn họ ra, cậu sẽ thả tôi chắc, chỉ sợ còn chưa chạy ra khỏi cửa địa ngục đã bị cậu giết chết rồi. Ông ta đã bắt được Ngao Sương và Tiểu Lan, Mạc Phàm sẽ thả ông ta sao, ông ta tin những lời này thì thật sự có quỷ. Ông có thể tin những lời tôi nói. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn muốn giết Phong Vô Duyến, Phong Vô Duyến có trốn tới chân trời góc biển cũng không được. Nếu hắn nói không giết Phong Vô Duyến, thì sẽ không giết. Vậy sao, vậy nói cho tôi biết cậu là ai, tôi sẽ suy xét có nên tin tưởng cậu hay không. Phong Vô Duyến hơi nhếch miệng, cười nói. Mạc Phàm nhíu mày, lộ ra chút do dự. Chỉ trong phút chốc lông mày hắn giãn ra, rời mắt nhìn đám đệ tử tông môn ẩn thế còn lại. Các người vẫn còn ở đây, là đợi tôi phong ấn à? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi.
hắn có thể nói cho Phong Vô Duyên hắn là ai, nhưng những người khác không cần phải biết chuyện này. Những người đó nhìn thoáng qua cửu u cung trên đất, do dự một lát, cả đám xoay người rời đi. Trưởng môn của bọn họ đều bị phong ấn ở trong cửu u cung, bọn họ ở đây cũng không có tác dụng gì, không bằng rơi đi truyền tin thì hơn. Chỉ trong phút chốc, tông môn ẩn thế chỉ còn mình Phong Vô Duyên. Mạc Phàm, đã không còn những người khác, bây giờ cậu có thể nói rồi chứ? Phong Vô Duyên nói với vẻ khinh thường. Cậu ta nghĩ mình là thiên đế à, có mỗi thân phận mà cũng thần bí như vậy. Tôi là đệ tử cuối cùng của Vô Cực Đạo Nhân Tông chủ của Thần Nông Tông, cũng là đệ tử quan môn của ông ấy. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Phong Vô Duyên vốn sửng sốt, sau đó cười khinh thường. Thân là đệ tử của Thần Nông Tông, sao ông ta không biết Vô Cực Đạo Nhân Tông chủ của bọn họ? Đệ tử của Tông chủ bọn họ, không phải thân truyền thì đều là người tiếng tăm lừng lẫy ở tu chân giới, ông ta không biết Tông chủ bọn họ còn một đệ tử ở đây. Mạc Phàm, sao cậu không nói cậu là con riêng của Tông chủ đời sau chúng tôi ấy, có lẽ tôi sẽ tin. Phong Vô Duyên cười mỉa nói. Mạc Phàm lắc đầu, giống như đã sớm dự đoán được sẽ là vậy. Một tay hắn vươn về phía Phong Vô Duyên. Ông muốn chết ở đây à? Nếu Phong Vô Duyên không chịu thả người, cũng không chịu tin, vậy chỉ có thể mạo hiểm giết Phong Vô Duyên. Phong Vô Duyên thấy Mạc Phàm muốn ra tay, vẻ mặt ông ta thay đổi, vội vàng chắn Ngao Xương và Tiểu Lan lên trước. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì, muốn giết tôi sao, hiện giờ trong người cậu không còn mấy linh khí, cậu có thể thử xem, là tôi giết hai bọn họ trước, hay là cậu giết tôi trước. Từ giờ trở đi chỉ cần cậu dám dùng bất luận pháp thuật gì, tôi đều lập tức bóp chết hai tiểu tiện nhân này. Tay ông ta hơi dùng lực, uy hiếp. Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Không thể không nói, Phong Vô Duyên lựa chọn rất đúng, nhãn lực cũng rất độc ác. Nếu là bình thường, hắn có thể cứu Ngao Xương và Tiểu Lan trên tay Phong Vô Duyên dễ dàng, không cần nói nhiều với Phong Vô Duyên như vậy. Nhưng vừa rồi vì phong ấn Tần Vô Nhai, linh khí trong cơ thể hắn bị tiêu hao gần hết, rất nhiều pháp thuật có thể sử dụng đều đã không dùng được. Trong mắt hắn chớp lóe ánh sáng lạnh, tay chậm rãi để xuống, nhanh chóng suy nghĩ. Ông muốn thế nào, mới bằng lòng thả hai bọn họ? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Để tôi suy nghĩ một lát. Phong Vô Duyên thấy Mạc Phàm thu tay thì mỉm cười, nhướng mày lên, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Tôi muốn công pháp hư không chi lô của cậu. Có thể. Mạc Phàm không do dự nói, tôi muốn công pháp cậu tu luyện và kiếm pháp vừa rồi. Phong Vô Duyên nói tiếp. Công pháp và kiếm pháp Mạc Phàm vừa sử dụng tuyệt đối là bất phàm, phải lấy được mấy thứ này tới tay, bây giờ hai tiểu tiện nhân này ở trong tay ông ta không tin Mạc Phàm không đồng ý. Có thể, thả người, đừng có gấp, ngoại trừ những thứ này, tôi còn hy vọng cậu phế tu vi của mình. Phong Vô Duyên nghĩ một lát, trong mắt lóe lên tàn nhẫn nói. Hứa hẹn đáng giá mấy đồng, ông ta không tin Mạc Phàm sẽ tha cho ông ta. Trừ phi Mạc Phàm chết, chỉ có người chết mới đáng tin. Đợi Mạc Phàm tự phế tu vi, ông ta sẽ siêu hồn Mạc Phàm, rồi giết Mạc Phàm, mọi sự đại cát, ông ta không chỉ vẫn là thần sứ, nói không chừng còn là ngôi sao tương lai của Thần Nông Tông, đồ đệ tiếp theo của Vô Cực Đại Nhân. Thế nào, Mạc Phàm, cậu từ bỏ được tu vi kinh thiên động địa trên người không? Phong Vô Duyên hỏi lại. Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, ánh mắt rét lạnh thêm vài phần, trong mắt lộ ra do dự. Thế nào, Mạc Phàm, cậu không muốn cứu bọn họ à, ngay cả tu vi đều không nỡ sao, với thiên phú của cậu muốn lấy lại tu vi cũng chỉ một năm, có khả năng còn chưa tới một năm ấy chứ. Phong Vô Duyên thấy Mạc Phàm không nói lời nào, cười âm dương quái khí nói. Nếu ông dám thể với tâm ma mình, chỉ cần tôi tự phế tu vi. Ông sẽ thả hai bọn họ ra, tôi sẽ phế tu vi. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Phong Vô Duyên, nghiêm túc nói. Hắn phế tu vi cũng không sao, chỉ cần có thể cứu được Ngao Xương và Tiểu Lan. Nhưng chỉ sợ hắn phế tu vi Phong Vô Duyên cũng không thả Ngao Xương và Tiểu Lan. Phong Vô Duyên nhíu mày, đưa mắt nhìn xung quanh. Tâm ma đại thệ không phải có thể thề tùy tiện, nhất là tà tu tiến vào ma đạo như ông ta, loại thống khổ này sẽ gấp bội lần tu sĩ bình thường. Mạc Phàm, bây giờ người của cậu ở trong tay tôi, cậu không có đường sống cò kè mặc cả với tôi, nếu cậu phế tu vi, tất nhiên tôi sẽ thả bọn họ, cậu không nghe theo thì đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt, cậu không có lựa chọn. Vẻ mặt Phong Vô Duyên âm trầm,
cười nói. Mạc Phàm nheo mắt lại, ánh sáng lạnh lóe lên, lập tức khôi phục như thường. Ông thả bọn họ ra, tôi cho ông công pháp ông muốn, ông có thể bình yên rời khỏi địa cầu, tôi có thể thề với tâm ma, tuyệt đối không ra tay với ông. Mạc Phàm trầm giọng nói. Cậu thề với tâm ma, cậu đây là không muốn cứu bọn họ sao, vậy mà nói chuyện với tôi như thế, cậu có tin chỉ cần một ý niệm trong đầu tôi, toàn thân bọn họ sẽ thối rữa mà chết không? Phong Vô Duyến nói với vẻ khinh thường. Thề với tâm ma cũng có lỗ hổng để xen vào, Mạc Phàm sẽ không giết ông ta, nhưng có thể phái người tới giết ông ta thấy nhiều trò lừa gạt như vậy rồi. So với thề tâm ma gì đó, ông ta vẫn hy vọng Mạc Phàm chết hơn. Ý niệm của ông ta vừa động, huyết quang xuất hiện trên tay ông ta, lan tràn từ da ngao xương và tiểu lan xuống, đến chỗ nào, trong chớp mắt làn da hai người thối giữa chỗ đó. Nói cho cậu biết, muốn làm người tốt phải học cách cúi đầu quỳ xuống, muốn làm người xấu thì phải không từ thủ đoạn như tôi, vừa muốn làm người tốt lại muốn làm người xấu, không có lựa chọn nào như vậy, tôi cho cậu 10 giây để suy nghĩ, 10 giây sau nếu cậu không tự phế tu vi, tôi sẽ giết hai bọn họ. Trên con đường luân hồi còn có hai tiểu mỹ nữ làm bạn, cũng không tệ lắm. Trong mắt Phong Vô Duyến lóe sáng dâm quang nói. 10. 9. Mạc Phàm nhìn ngao xương và tiểu lan vùng vẫy khổ sở giữa không trung, lông mày nhíu lại. Hắn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hỏa diễm huyết sắc xuất hiện trong đồng tử hắn, sát khí nồng đậm tỏa từ người hắn ra. Ông đã không muốn sống nữa, vậy tôi thành toàn cho ông. Linh khí đã hao hết sạch. Lại sử dụng vạn cổ trường thanh để khôi phục thực lực, nhất định không tránh khỏi cảm ứng của Phong Vô Duyến. Vậy thì, ý niệm của hắn vừa động, trong tinh nguyên màu đỏ ở vùng đan điền, hỏa diễm huyết sắc lóe lên, lực lượng cổ xưa, nguyên thủy tỏa từ huyết mạch dâng lên trong đan điền. Hiến tế tinh nguyên, hắn có thể sử dụng hồng liên nghiệp hỏa trong tình huống không có linh khí, muốn ngưng tụ lại tinh nguyên thì hơi phiền phức, nhưng chỉ có thể làm vậy. Thành toàn cho tôi, tiểu tử. Là tôi thành toàn cho cậu mới đúng, giúp cậu giết hai tiểu tiện nhân này, thôi, để tôi giết một người cho cậu xem trước. Trong mắt Phong Vô Duyến lóe lên tàn nhẫn, tay ông ta hơi dùng lực, muốn giết chết ngao xương. Phía sau Phong Vô Duyến, một truyền tống môn màu đen lặng yên không tiếng động mở ra. Bên trong cửa, một người cao lớn uy vũ đi ra, Phong Vô Duyến cũng không tính là thấp, nhưng cơ thể người kia che khuất hoàn toàn được Phong Vô Duyến. Hai cánh tay tráng kiện nhanh chóng nắm lấy tay ông ta. Ông ai cũng không giết được, bổn vương sẽ tiến ông một đoạn đường. Người này cười hung dữ, cánh tay hơi dùng lực, không để Phong Vô Duyến phản kháng được chút nào, cánh tay Phong Vô Duyến bị nắm chặt gãy từng đoạn, giống như có bom nổ trong cơ thể ông ta. Ngao xương vốn đã chờ chết, cảm thấy trên cổ buông lỏng thì vẻ mặt sửng sốt. Cô không chút nghĩ ngợi ôm tiểu lan đã hôn mê, cơ thể nhanh chóng biến mất. Khi xuất hiện đã tới bên cạnh Mạc Phàm. Khi cô nhìn về phía Phong Vô Duyến lần nữa, lông mày cô lập tức nhướn lên, giống như người bình thường được lệ quỷ chuyên giết người cứu, trên mặt tràn đầy khiếp sợ và khó hiểu. Mạc Phàm thì nhướn mày, ý niệm vừa động, dừng hiến tế tinh nguyên. Người của Hắc Ám giáo đình, cuối cùng cũng ra ngoài rồi à? Trên người người này đầy khí tức ám hắc nhất tộc, còn đi từ cửa không gian của Carter, chỉ có thể là người của Hắc Ám giáo đình. Người nên tới cuối cùng cũng tới rồi. Phong Vô Duyến nghe Mạc Phàm nói vậy, ông ta chịu đựng đau nhức trên người, chậm rãi nghiêng đầu. Nhìn thấy bóng người phía sau, vẻ mặt ông ta như bị sét đánh, sắc mặt lập tức khó coi. Lang Vương Camon, ông biết tôi là ai không? Phong Vô Duyến cố gắng hỏi. Thân là thần sứ của tông môn ẩn thế, đương nhiên ông ta biết Lang Vương của ám hắc nhất tộc. Đổi lại là bình thường. Ông ta không thèm để Lang Vương Camon vào mắt. Dù sao ông ta cũng là thần sứ của tông môn ẩn thế, có thể khống chế tông môn ẩn thế trong tay, Camon chỉ như một con sói của tông môn ẩn thế mà thôi. Đương nhiên biết, đường đường là thần sứ của tông môn ẩn thế lại nhận ra tôi, đúng là vinh hạnh cho Camon này. Lang Vương Camon hơi nhếch miệng, cười nói. Trên mặt thì tràn đầy tôn kính, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy trào phúng và đắc ý. Thần sứ của tông môn ẩn thế, nhân vật uy phong bát hoang, lại lạc tới thiên địa này. Nếu biết tôi là ai, vì sao lại ra tay với tôi, ông không nên. Phong Vô Duyến lạnh lùng khiển trách. Kẻ địch của Hắc Ám giáo đình cũng là Mạc Phàm, vậy mà Camon này đứng ra ngăn cản chuyện tốt của ông ta, đây là muốn làm gì, ông ta hoàn toàn không hiểu.
Lang Vương Camon còn chưa mở miệng, một giọng nói truyền từ trong truyền tống môn ra, Arthur bá tước tinh hồng cười nói, đi từ bên trong ra. Chúng tôi chỉ đi ngang qua nơi này, vậy mà nhìn thấy thần sứ đại nhân lấy hai cô gái ra uy hiếp, chuyện này khiến chúng tôi vô cùng thất vọng, cho nên chỉ có thể ra tay ngăn cản thần sứ đại nhân, mong thần sứ đại nhân không lấy làm phiền lòng. Arthur dùng tiếng Hoa Hạ, cười mỉa nói. Sau Arthur, vương tử Carter, một đám khổ tu và mục sư của thần điện, Fred của Hắc Ám Giáo Đình và một đám người nữa đi từ trong ra. Thần điện và Hắc Ám Giáo Đình mỗi thế lực đứng một bên, đứng đầy lôi sơn. Khí tức thần thánh và hắc ám nồng đậm đan vào nhau, tỏa ra bốn phương tám hướng. Thần điện và hắc ám giáo đình tới thu hoạch. Nhìn thấy những người này, mắt Phong Vô Duyến mở to, vẻ bối rối xuất hiện trong mắt ông ta. Nếu là trước đây, trong địa phận Hoa Hạ, ông ta không cần phải sợ đám Arthur, Camon và Carter. Hiện giờ không có đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng và Quỷ Vô Tà, ông ta có cảm giác như tử vong sắp hàng lâm. Arthur, các người tới đối phó tiểu tử Mạc Phàm này đúng không? Tới rất đúng lúc, tôi cũng đang đối phó cậu ta, các người thả tôi ra, chỉ cần các người có thể diệt tiểu tử này, sau này Hắc Ám Giáo Đình và Thần Điện làm gì ở Hoa Hạ, tông môn ẩn thế chúng tôi đều mở một mắt nhắm một mắt. Phong Vô Duyến chỉ do dự chưa tới một giây, liền nhỏ giọng nói. Dù sao đám Tần Vô Nhai đã bị phong ấn, giết Mạc Phàm, đám Tần Vô Nhai cũng đừng hòng sống tiếp, đến lúc đó đổ hết trách nhiệm lên người bọn họ là được. Phong Vô Duyến vừa nói xong, Mạc Phàm làm như không nghe thấy, tay tạo hai pháp thuật. Hai đạo hồng quang hóa thành dây lụa quấn lên cổ chỗ trúng độc của Ngao Sương và Tiểu Lan, hắc khí chui từ cổ bọn họ ra. Lông mày Ngao Sương lập tức nhướng cao, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Phong Vô Duyến, ông còn một chút hổ thẹn nào nữa không? Trước đây Phong Vô Duyến này nhìn còn không giống người xấu, giờ thì bộc lộ vẻ xấu xa ra hết rồi. Đám Arthur còn chưa ép buộc. Ông ta đã bán Hoa Hạ cho đám Arthur, không có một chút do dự. Phong Vô Duyến lạnh lùng liếc Ngao Sương một cái, hổ thẹn thì thế nào, chỉ cần giữ được mạng, ông ta có thể giúp Hắc Ám Giáo Đình và Thần Điện diệt tông môn ẩn thế. Thế nào, bá tước đại nhân, lang vương đại nhân, vương tử điện hạ. Phong Vô Duyến như cầu xin, cười hì hì hỏi. Ông ta sửa lại xưng hô với đám Arthur, hoàn toàn là vẻ mặt tiểu nhân khúm núm. Đám bá tước tinh hồng nhếch miệng, nhìn nhau cười. Như vậy không hay lắm đâu. Bá tước tinh hồng nhìn thoáng qua Mạc Phàm, cười nói. Không có gì không hay hết, chỉ cần bá tước tinh hồng gật đầu, Phong Vô Duyến tôi sẽ vì ông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vậy sao, nếu tôi hy vọng ông chết, ông không có ý kiến à? Bá tước tinh hồng cười hỏi. Tươi cười trên mặt Phong Vô Duyến lập tức cứng đờ, sắc mặt khó coi. Bá tước đại nhân. Đùa như vậy không vui chút nào đâu. Phong Vô Duyến cười gượng nói. Vậy sao, đây vốn không phải vui đùa, Camon, ra tay. Bá tước tinh hồng lạnh lùng nói. Camon nghe vậy cười ha ha, hai tay hơi dùng lực, cơ thể PVS lập tức bị kéo căng như dây cung. Vẻ mặt Phong Vô Duyến ngẩn ra, trong mắt tràn đầy bối rối. Không, không, Arthur, chẳng lẽ ông không muốn tiến vào Hoa Hạ à, có phải ông điên rồi không? Ông giết tôi, chắc chắn Hắc Ám Giáo Đình các ông sẽ không vào được Hoa Hạ. Phong Vô Duyến kêu lên. Cho dù thế nào ông ta cũng không ngờ Arthur muốn giết ông ta. Ông ta còn bám lấy Arthur, lấy Hoa Hạ làm đại giá. Chuyện này, ai nói không có ông, chúng tôi không vào được Hoa Hạ. Bá tước tinh hồng hơi nhếch miệng, cười khinh thường nói. Nếu Phong Vô Duyến là một người giữ chữ tín, hợp tác với Phong Vô Duyến là lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng rõ ràng là Phong Vô Duyến không phải người như thế. Bọn họ vừa mới thả Phong Vô Duyến, có khả năng Phong Vô Duyến sẽ quay về Sơn Ngoại Sơn, hợp tác với bọn họ sẽ bị hủy bỏ, sau đó còn có thể mang tông môn ẩn thế tới cắn bọn họ một cái. Người như vậy, giết còn an toàn hơn để lại. Phong Vô Duyến hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua Mạc Phàm ở phía xa, giống như nghĩ tới chuyện gì đó. Được lắm Mạc Phàm, cậu thân là người Hoa Hạ. Vậy mà cấu kết với một đám tu sĩ ngoại quốc đối phó tu sĩ Hoa Hạ chúng ta, tên gia hỏa ra vẻ đạo mạo này, cho dù chết. Đám bá tước tinh hồng sẽ ra tay đối phó ông ta, chắc chắn là Mạc Phàm đã có hiệp ước với đám bá tước tinh hồng từ trước. Không chỉ có hiệp nghị này, chỉ sợ cửa địa ngục là cạm bẫy mà Mạc Phàm và đám bá tước tinh hồng giăng ra, đợi tông môn ẩn thế nhảy vào,
sau đó dùng một lưới bắt hết bọn họ, chắc chắn là như vậy. Chữ chết vừa nói ra khỏi miệng, những chữ còn lại Phong Vô Duyến chưa kịp nói xong. Lang Vương Ca Mần cười lạnh lùng, hai tay dùng lực. Không, không, ông bảo tôi làm gì cũng được, đừng giết tôi. Sắc mặt Phong Vô Duyến thay đổi, bối rối kêu lên. Xoẹt, âm thanh vải bị xé rách vang lên, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền ra. Phong Vô Duyến bị xé làm đôi, máu tươi và lục phủ ngũ tạng đầy đất, vô cùng đẫm máu. Mạc tiên sinh, lần này cậu hài lòng chưa? Lang Vương Ca Mần ném cơ thể không ngừng giật giật của Phong Vô Duyến xuống đất, cười hỏi Mạc Phàm. Lông mày ngao xương nhíu lại, muốn nghiêng đầu nhìn Mạc Phàm. Cô vốn nghi ngờ vì sao Lang Vương Ca Mần lại ra tay với Phong Vô Duyến, trái lại Phong Vô Duyến nhắc nhở cô. Không muốn cả đời mang sẹo, tốt nhất là đừng nhúc nhích. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngao xương bĩu môi, lúc này mới dừng lại, nhưng cô vẫn tò mò hỏi. Không phải cậu cấu kết với bọn họ thật đấy chứ? Mạc Phàm vẫn không trả lời, hắn không thấy hắc khí tràn từ cổ hai người ra nữa, lại thi triển pháp thuật lên cổ hai người lúc này mới dừng lại, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn đám bá tước tinh hồng, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Vạn cổ thường thanh. Mấy chữ này vừa vang lên, giống như lần trước hắn sử dụng pháp thuật. Thanh quang xuất hiện ở chỗ mi tâm hắn, linh khí tràn đầy tỏa từ người hắn ra, trên mặt hắn không còn chút suy yếu nào. Cuối cùng các người cũng đi ra, chuẩn bị chết chưa? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, sát ý trên người hắn tỏa ra bốn phía, xung quanh đều có thể nghe thấy âm thanh kết băng. Sắc mặt đám người đứng phía sau bá tước tinh hồng phát lạnh, trong mắt lộ ra hung quang. Đám bá tước tinh hồng chỉ cười, không có một chút lo lắng. Đến lúc này tuy linh khí của Mạc Phàm vẫn rất đầy đủ, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không sẽ không bị Phong Vô Duyến áp chế. Sở dĩ bọn họ xuất hiện lúc này, không phải đợi Mạc Phàm giết Phong Vô Duyến xong mới xuất hiện, là vì Mạc Phàm không tạo thành uy hiếp gì với bọn họ. Cho nên bây giờ không phải sợ Mạc Phàm. Mạc tiên sinh tôn kính, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Arthur, bởi vì có tước vị bá tước, cho nên thường được gọi là bá tước tinh hồng. Vị đứng bên cạnh tôi là lão bằng hữu Lang Vương Ca Mần, gặp được cậu đúng là vinh hạnh của chúng tôi. Bá tước tinh hồng đặt một tay lên ngực, hành lễ theo kiểu quý tộc với Mạc Phàm. Vinh hạnh hơi sớm đó. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hả, xem ra Mạc tiên sinh không thích chúng tôi đến lắm, nhưng mà không sao, chắc là Mạc tiên sinh biết rõ tình huống hiện giờ của mình thế nào rồi. Bá tước tinh hồng không tức giận, cười nói. Tình huống gì? Các ông nhiều người chúng tôi ít sao? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Không chỉ nhiều người ít người, hiện giờ thực lực của Mạc tiên sinh yếu đến đáng thương, tôi là nô lệ của bá tước đại nhân, chắc chắn không so được với bá tước đại nhân rồi, nhưng bây giờ tôi có thể đỡ được mấy chiêu của Mạc tiên sinh dễ dàng. Phía sau bá tước tinh hồng, Fred Sen miệng cười nói. Xung quanh lập tức tràn đầy tiếng cười chói tai. Hiện giờ Mạc tiên sinh chưa chắc đã là đối thủ của tôi. Phía sau Lang Vương Ca Mần, một người đàn ông thô lỗ nóng lòng muốn thử nói. Khi nói chuyện, bốn răng nanh như của dã thú lộ ra trong miệng ông ta. Tuy linh khí của Mạc Phàm đã đầy, nhưng như nỏ mạnh hết đà, không có gì phải sợ. Nếu có thể lật đổ Mạc Phàm danh chấn thế giới, cho dù chết cũng đáng. Ngao xương ôm Tiểu Lan, lông mày cô nhíu chặt lại, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Các ông đừng quên nơi này là nơi nào, còn nữa. Bản công chúa cũng ở đây, có tin tôi bảo phụ vương mang người của hải ngoại hải diệt các ông không? Ngao xương nói. Nơi này là Hoa Hạ thì sao, hải ngoại hải nghe có vẻ khủng bố, nhưng bốn phía ở đây là núi Côn Luân, đâu có hải nhãn để cô gọi người tới. Fred cười âm hiểm nói. Thực lực của hải ngoại hải không kém, cũng là thế lực bọn họ kiêng kỵ, nhưng nơi này không có biển, còn lâu yêu tộc của hải ngoại hải mới nhận được tin. Đợi người của hải ngoại hải tới. Bọn họ đã sớm rời đi. Các người. Ngao xương tức đến mức nghiến răng. Nếu Ngao xương công chúa muốn thử một lần, chúng ta có thể tới một chỗ không người, thử một lần với công chúa. Tôi từng chơi đùa rất nhiều phụ nữ, còn chưa chơi đùa long nữ. Ngao xương cung chủ có nể mặt không? Một người đàn ông châu Âu khác nhìn chằm chằm Ngao xương, cười dâm nói. Ngao xương nhìn nhỏ tuổi, nhưng bất luận là diện mạo hay dáng người tuyệt đối không kém những thiếu phụ khác. Hơn nữa ông ta còn chưa từng chơi long nữ. Ông,
vô liêm sỉ, trong chớp mắt khuôn mặt Ngao Xương đỏ đến mang tai, tức đến mức không nói nên lời, cũng không dám ra tay. Cô vừa bị Phong Vô Duyến chế trụ không làm gì được, Phong Vô Duyến bị giết dễ dàng, chắc chắn cô không phải đối thủ của những người này. Nhất là đối diện còn có Bá Tước Tinh Hồng và Lang Vương Camon, cô bị người ta bắt nạt cũng chỉ có thể tức giận. Đám người này thấy Ngao Xương tức giận mà không làm gì được thì cười đắc ý, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Tên lưu manh, bản công chúa bị người ta bắt nạt, cậu còn không giết bọn họ cho tôi. Ngao Xương quát với Mạc Phàm. Cô đường đường là cung chủ của U Châu, ngoại trừ lần đó thua bởi Mạc Phàm, có khi nào chịu tức như vậy? Bây giờ Mạc Phàm tự thân khó bảo toàn, sao có thể giết chúng tôi giúp cô, trái lại cô giết chúng tôi ở trên giường còn được. Một người trong đó cười nói. Tiếng cười không kiêng nể gì lại vang lên. Mạc Phàm nheo mắt, ánh sáng lạnh lóe lên. Các người nói xong chưa? Thế nào, Mạc tiên sinh, cậu muốn ra tay với chúng tôi à? Fred cử động cổ tay, không sợ hãi nói. Dừng tay, không thể vô lễ với Mạc tiên sinh. Carter vươn một tay ra, quát lớn. Carter mới mở miệng, tuy tiếng cười đã dừng lại, nhưng trên mặt đám người kia vẫn tràn đầy trêu tức. Mạc tiên sinh, cậu đã rõ tình huống hiện giờ rồi đó, có phải chúng ta có thể thương lượng rồi không? Carter mỉm cười nói. Tôi có chuyện cần thương lượng với các người à? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nếu Mạc tiên sinh nói vậy, sẽ khiến chúng tôi thương tâm đó. Mạc tiên sinh khiến Hắc Ám giáo đình và thần điện chúng tôi mất mặt như vậy. Chúng tôi vốn không nên giết Phong Vô Duyến mà ra tay với cậu trước. Chúng tôi không chỉ không ra tay, trái lại còn giúp Mạc tiên sinh một tay. Không phải Hoa Hạ có câu, oan gia nên giải không nên kết sao, cho nên chúng tôi muốn biến chiến tranh thành tơ lụa với Mạc tiên sinh, tiến thêm một bước hợp tác. Mạc Phàm cười lạnh lùng, thần điện và Hắc Ám giáo đình hiến tế dạ tình, còn buộc Tiểu Lan trên thập tự giá dùng lửa thánh đốt. Đám người này muốn biến chiến tranh thành tơ lụa với hắn sao? Hợp tác gì? Mạc tiên sinh đã ẩm ý với tông môn ẩn thế tới mức này, đã không còn đường sống dịu đi, chỉ sợ những người đó vừa quay về, sẽ ra tay với Mạc gia. Không phải cậu là đệ tử của thần Nông Tông, hiểu rất rõ về Phong Vô Duyến sao? Nếu cậu biến thành Phong Vô Duyến, chúng tôi lại không nói ra, vậy không phải tông môn ẩn thế là của cậu sao? Carter hơi nhếch miệng cười nói. Sau đó thì sao? Carter không nói nữa, rời mắt nhìn Bá Tước Tinh Hồng. Bá Tước Tinh Hồng cười khẽ, tiến lên trước một bước. Nếu Mạc tiên sinh chịu hợp tác với chúng tôi, hy vọng Mạc tiên sinh có thể giết đám Tần Vô Nhai bị phong ấn, sau đó chúng ta có thể làm chủ Hoa Hạ. Cho đến nay Hoa Hạ đều là cấm địa của Hắc Ám giáo đình và thần điện, cho dù chiến tranh trăm năm, bọn họ cũng không thể không kiêng nể gì vào Hoa Hạ. Mạc Phàm xuất hiện cho bọn họ cơ hội lật mình, đám Tần Vô Nhai vừa chết. Mạc Phàm thành đối tác của bọn họ, ai còn có thể ngăn cản bọn họ nữa đây? Mạc Phàm, đừng đồng ý với bọn họ, không có Tần Vô Nhai, một mình cậu khống chế được đám người này sao? Lông mày Ngao Xương nhíu lại, vội vàng nhắc nhở. Cho dù là thần điện hay Hắc Ám giáo đình, người bình thường đều như đồ ăn của bọn họ. Những người này có tông môn ẩn thế cản trở, mới không dám không kiêng nể gì tiến vào Hoa Hạ. Nếu Mạc Phàm giết đám Tần Vô Nhai, Mạc Phàm cũng chỉ là tượng gỗ, Hoa Hạ sẽ thành nơi săn bắn của thần điện và Hắc Ám giáo đình, đến lúc đó Mạc Phàm sẽ thành tội nhân. Nếu Mạc tiên sinh đồng ý, chắc chắn mình cậu không thể khống chế được chúng tôi, nhưng nếu bây giờ cậu không đồng, có khả năng chúng tôi không khống chế được những thuộc hạ này, đến lúc đó bọn họ làm một số việc với các cậu, thì đừng trách chúng tôi không nhắc nhở. Lang Vương Camon cười mỉa nói. Ngao Xương lạnh lùng liếc Camon một cái, kéo góc áo Mạc Phàm. Tên lưu manh, chúng ta chạy đi, chỉ cần chạy đến gần hải ngoại hải, đến lúc đó bị đuổi giết là bọn họ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Ngao Xương này đúng là có được giãn được. Chạy sao? Đúng vậy. Ngao Xương gật đầu một cách nghiêm túc. Không nói đến đám Bá Tước Tinh Hồng, ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được khí tức trong cơ thể Mạc Phàm không ổn định. Mạc Phàm như vậy còn trốn được là tốt lắm rồi. Cô không muốn giết sạch những người này nữa à? Mạc Phàm nhìn thoáng qua đám người phía sau Carter nói. Muốn, nhưng mà. Ngao Xương bĩu môi, vẻ mặt khó xử. Đám người này dám khiêu khích cô ước gì có thể ném đám người này cho cá mập ăn. Nhưng thực lực vẫn còn đó, nếu không chạy những người này sẽ làm thịt cô mất, cô không muốn chuyện đó xảy ra. Nếu muốn giết, vậy giết đi.
Mạc Phàm nheo mắt lại, cười nói. Hắn phong ấn đám Tần Vô Nhai thì thế nào, không chết không ngừng với tông môn ẩn thế thì sao? Hắn đường đường là y tiên bất tử cần giả thành phong vô duyên, cần hợp tác với thần điện và hắc ám giáo đình sao? Cái gì, vậy giết đi, cậu dùng gì để giết? Ngao Xương chớp mắt, vẻ mặt cầu xin hỏi. Đám bá tước tinh hồng cảm nhận được khí tức trên người Mạc Phàm thay đổi thì nhíu mày, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ. Mạc tiên sinh, ý của cậu là từ chối chúng tôi sao? Bá tước tinh hồng cố nặn ra nụ cười, hỏi. Ông cảm thấy chỉ dựa vào những chuyện này, có thể khiến tôi cúi đầu sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hỏa diễm màu tím giấy lên trên người hắn, sát ý tỏa ra. Lần này hắn tới là giết Carter, phong ấn đám Tần Vô Nhai là tiện tay. Hiện giờ mục tiêu của hắn đã tới, bảo hắn hợp tác với đám Carter, phải hỏi kiếm của hắn có đồng ý hay không. Hắn vươn một tay ra, đại kiếm màu đỏ sậm khống chế cửu u cung xuất hiện trong tay hắn, sắc bén tỏa ra. Hửm! Sắc mặt đám bá tước tinh hồng hơi khó coi, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Bầu không khí lập tức đông cứng lại, gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim người khác đập thình thịch. Rất lâu sau bá tước tinh hồng hơi nhếch miệng, lúc này mới phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Mạc tiên sinh cảm thấy không đủ chỗ nào, chúng ta có thể thương lượng chuyện này. Đúng vậy, nếu Mạc tiên sinh bất mãn thì có thể thương lượng, không cần từ chối trước được không, chuyện này không có lợi với cậu. Fred phụ họa. Vậy sao, các người chắc chắn muốn bàn điều kiện với tôi à? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Đương nhiên, thần điện và hắc ám giáo đình luôn làm việc rất công bằng, nếu Mạc tiên sinh bất mãn, chúng ta có thể bàn bạc lại. Bá tước tinh hồng giang tay nói. Được rồi, thứ nhất, tất cả những thuộc hạ của ám hắc nhất tộc và thần điện tự sát đi, đừng để tôi ra tay. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Sắc mặt đám người đứng phía sau bá tước tinh hồng thay đổi, cảnh giác nhìn chủ nhân của mình. Mạc Phàm đề xuất điều kiện như vậy, không khác gì phán bọn họ tử hình, chỉ là chuyện chủ nhân bọn họ gật đầu hay lắc đầu. Bá tước tinh hồng, Lang Vương và Carter nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Bảo những người này tự sát không phải là không thể được, bên cạnh bọn họ có nhiều người như vậy lắm, chết một số người thì có những người khác thay thế. Nhưng giết bọn họ Mạc Phàm thật sự sẽ hợp tác sao? Không đợi bọn họ đưa ra quyết định, Mạc Phàm nói tiếp. Thứ hai, Carter phải chết. Không phải những người này muốn thương lượng với hắn sao, nếu thần điện và hắc ám giáo đình có thể làm được, không phải hắn không thể hợp tác. Carter và một đám người của thần điện hơi híp mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Tôi thấy rõ ràng là cậu không muốn hợp tác với chúng tôi đúng không? Một lão giả mặc áo tế đứng sau Carter lạnh lùng nói. Mạc Phàm vốn yêu cầu giết hết những thuộc hạ như bọn họ, sau đó lại yêu cầu giết vương tử Carter. Chỉ sợ kế tiếp sẽ lựa chọn một trong hai người là bá tước tinh hồng và lang vương Carmen. Mạc tiên sinh, chúng tôi rất có thành ý, nhưng hình như cậu không muốn hợp tác với chúng tôi, nếu là như vậy, chúng tôi khó mà làm theo. Bá tước tinh hồng nói với vẻ khó xử. Đó là điều kiện của tôi, các người không có biện pháp hoàn thành rồi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Đây là cơ hội hắn cho hắc ám giáo đình và thần điện, bọn họ không nắm lấy. Vậy hắn không còn vấn đề gì để nói nữa. Tuy hắc ám giáo đình chúng tôi không hợp với thần điện, nhưng chúng tôi thật sự không có biện pháp hoàn thành điều kiện của cậu. Bá tước tinh hồng lắc đầu nói. Ông ta sống mấy trăm năm, nếu lúc này không nhìn ra Mạc Phàm không muốn hợp tác với bọn họ, vậy sống uổng phí mấy trăm năm rồi. Carter lắc đầu cười, một tay duỗi về phía không trung, lấy một chiếc ly dài chứa rượu vang ra, khẽ nhấp một ngụm. Tôi thấy không phải điều kiện chúng tôi đưa ra không đủ, là Mạc tiên sinh cảm thấy mấy người chúng tôi vẫn chưa đủ đấu lại được cậu. Lúc này Mạc Phàm còn dám giao giá trên trời, phần lớn là cảm thấy bọn họ không thể uy hiếp được mình. Các người cảm thấy đủ sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười hỏi. Mạc tiên sinh thần thông quảng đại, ngay cả tiền bối Tần Vô Nhai đều bại trên tay cậu, quả thật có khả năng chúng tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng nếu cộng thêm thứ dưới chân chúng ta thì sao? Pháp bảo này hẳn là chúng thần sơn của thần điện chúng tôi. Carter khẽ di chuyển chân, chỗ mi tâm một ấn ký thiên sứ màu bạc sáng lên. Dầm một tiếng, trong chớp mắt lôi sơn hình máy bay chiến đấu mở rộng ra. Thần điện màu bạc, sân, tượng thiên sứ, núi và kiến trúc vừa xuất hiện, lập tức bao trùm mấy ngàn mét xung quanh,
khí tức thần thánh vô cùng cường đại tỏa ra tùy ý. Trên chúng thần sơn, tuy đám bá tước tinh hồng có vẻ chán ghét khí tức này, nhưng trên mặt cả đám lộ ra vui mừng. Không phải Mạc Phàm cảm thấy bọn họ không đủ sao, chúng thần sơn bị Mạc Phàm cướp đi quay về tay Carter, như vậy còn chưa đủ à? Ngao Sương nhìn chúng thần sơn biến thành dáng vẻ ban đầu, có cảm giác chết tâm rồi. Cô sợ nhất là chúng thần sơn bị thần điện cướp đi, lúc luyện chế pháp bảo này, cô không chỉ từng nhắc nhở Mạc Phàm một lần, bảo Mạc Phàm xóa khí linh trên chúng thần sơn đi. Bây giờ thì hay rồi, cuối cùng chúng thần sơn cũng bị đoạt đi, chỉ là chuyện Carter di chuyển chân, pháp bảo bọn họ luyện chế 3 ngày 3 đêm đã không còn rồi. Xong rồi, tên lưu manh, bản công chúa bị cậu hại thảm rồi, chúng ta muốn chạy cũng không chạy được nữa. Ngao Sương khóc không ra nước mắt nói. Sau khi chúng thần sơn trải qua luyện chế, tốc độ đâu chỉ nhanh, ngay cả khi cô dùng bí thuật của Long tộc, cũng không có biện pháp duy trì tốc độ như vậy. Nếu Carter có thể khống chế, bọn họ không thể trốn thoát được rồi. Carter thấy Ngao Sương ảo não thì cười đắc ý. Xem ra chúng thần sơn từng được Mạc tiên sinh tế luyện, nhưng hẳn là thất bại rồi, vì chúng thần sơn vẫn bị tôi khống chế, nếu Mạc tiên sinh vẫn cảm thấy không đủ. Tôi còn có thể dùng một số thiên sứ hàng lâm, không biết Mạc tiên sinh cảm thấy thế nào. Anh ta không đợi Mạc Phàm nói chuyện, lấy 7 thủy tinh cầu màu vàng đã chuẩn bị trước trong không gian ra. Những thủy tinh cầu này vừa xuất hiện, những tu sĩ khổ tu và mục sư ở phía sau anh ta lập tức niệm thần chú. Thủy tinh cầu bay lên trên 7 ngọn núi trong chúng thần sơn, một đạo kim quang bắn từ đỉnh núi ra. Hào quang chiếu lên trên thủy tinh cầu. Một ma pháp trận đường kính 100 mét lập tức rộng ra. Mạc Phàm ở giữa trận pháp, một cột sáng phóng lên trời, cắm thẳng vào bầu trời. Rầm rầm rầm, trên bầu trời lập tức lắc lư dữ dội, giống như có máy móc to lớn đang chuyển động, mở cánh cửa ra. Khí tức thần thánh như thác nước cửu thiên, rơi từ giữa tầng mây xuống, càng ngày càng mạnh, khiến người ta không thể lơ là. 7 thiên sứ hàng lâm, đã lâu rồi thần điện không tạo ra cảnh tượng lớn như vậy. Bá tước tinh hồng ngửa đầu nhìn 7 cột sáng kia, nói với vẻ hoài niệm. Thần điện do 7 vị đại thiên sứ kiến tạo, cho nên có thể hàng lâm 7 vị đại thiên sứ cùng lúc. Chỉ lúc gặp tai họa ngập đầu, mới có thể hàng lâm 7 vị đại thiên sứ. Trong lịch sử có mấy lần thần điện hàng lâm 7 vị đại thiên sứ? Không ngờ lần này Carter chơi lớn như thế. Bên cạnh Mạc Phàm, Ngao Sương ôm Tiểu Lan trốn sau lưng hắn, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Thiên sứ của thần điện hàng lâm, cô sống ngàn năm sao có thể không biết. Mỗi một vị thiên sứ hàng lâm, đều tương đương với một cao thủ thần cảnh. Bọn họ vốn rơi vào thế yếu, bây giờ không chỉ một người hàng lâm, mà tới 7 đại thiên sứ. Chuyện này, hoàn toàn xong rồi. Ngao Sương nói với vẻ tuyệt vọng. Cách cửa địa ngục vạn mét, trên một ngọn núi tên là Bất Lão Phong. Có vài tiếng vù 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 vang lên, bóng người xuất hiện. 7 lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện trên đỉnh núi, bọn họ nhìn về phía có Mạc Phàm, sắc mặt thay đổi. Thiên sứ hàng lâm, người nào dám mời thiên sứ hàng lâm trong địa phận Hoa Hạ chúng ta, còn hàng lâm nhiều như vậy? Một lão giả trong đó kinh hãi hỏi. Mỗi cánh cửa là một thiên sứ, trên không cửa địa ngục có 7 cánh cửa, vậy có nghĩa là 7 thiên sứ, còn không phải thiên sứ bình thường. Ngoại trừ thần điện ra thì còn ai khác sao? Một lão giả khác nói. Điện chủ thần điện đã chết, hiện giờ thần điện do Carter làm chủ, chỉ có cậu ta mới triệu hồi được nhiều thiên sứ như vậy. Carter triệu hồi nhiều thiên sứ quang minh chính đại như vậy là muốn làm gì, cảm thấy Hoa Hạ chúng ta không còn ai nữa sao? Một lão giả mặt đen khác tức giận nói. Tôi nhớ rõ đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng ở cửa địa ngục, hẳn là đang đợi tiểu tử Giang Nam kia, bây giờ Carter ngang nhiên mời thiên sứ hàng lâm, chỉ sợ không chỉ tiểu tử Giang Nam ngã xuống. Nguyên khí của đám Tần Vô Nhai cũng bị thương, chắc trong đó chỉ còn lại tiểu tử Giang Nam rồi. Giữa đám người này, một lão giả mặc đồ xanh chậm rãi nói. Gần cửa địa ngục là phạm vi thế lực của Bất Lão Môn bọn họ, tất nhiên bọn họ biết đám Tần Vô Nhai đến. Không thể nào, thực lực của đám Tần Vô Nhai mạnh như thế. Lão giả mặt đen nói với vẻ khó mà tin. Chỉ thấy tệ hơn, sẽ không tốt hơn. Lão giả mặc đồ xanh khẽ thở dài nói. Nếu Carter dám hàng lâm nhiều thiên sứ như vậy, có lẽ đám Tần Vô Nhai đã xảy ra chuyện, nếu không cho dù là điện chủ thần điện cũng không có can đảm này. Chuyện này,
Mọi người lập tức lộ ra vẻ lúng túng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xung quanh là một vùng trầm mặc, Carter dám mời thiên sứ hàng lâm, nói lên đã không còn gì khiến bọn họ sợ hãi. Với chút thực lực của bọn họ, bây giờ qua đó cũng không có tác dụng gì. Rất lâu sau, lão giả mặc đồ xanh mới thở dài nói. Đóng cửa sơn môn, mấy chúng ta qua đó xem thế nào. Cửa địa ngục, Carter thấy Mạc Phàm vẫn thờ ơ thì hơi nhếch miệng. Bá tước đại nhân, xem ra bảy đại thiên sứ không thể đả động tới Mạc tiên sinh, hắc ám giáo đình ông cũng đừng giấu tài nữa, lấy ra đi. Bá tước tinh hồng nhướn mày cười nhạt. Nếu vương tử điện hạ nói thế, vậy tôi chỉ có thể nghe theo rồi. Ông ta lấy bốn pho tượng ác ma màu đen cỡ quân cờ vua ra, chú ngữ Latin rườm rà cổ xưa truyền từ miệng ông ta ra. Trên pho tượng ác ma chớp lóe hắc quang rồi rơi xuống đất, nhanh chóng biến to. Rầm một tiếng, bốn pho tượng đứng cách nhau ra, bốn pho tượng vốn chỉ to bằng cỡ bàn tay, khi rơi xuống đất thì to khoảng chừng một tòa nhà, dáng vẻ trông rất sống động giống như ác ma chui từ địa ngục ra. Bốn pho tượng này vừa rơi xuống đất, chất lỏng màu đỏ sậm lập tức chảy từ trong ra, nhanh chóng lan ra bốn phía, chất lỏng này giống như vô chỉ vô tận, rất nhanh đã nhồi đầy hố sâu ở giữa cửa địa ngục. Chuyện này còn chưa xong, nó còn tiếp tục lan ra xa. Không lâu sau, cửa địa ngục biến thành một vùng biển màu đỏ sậm, khí tức tà dị khiến người ta chán ghét tràn ngập trong không khí. Nhìn thấy biển màu đỏ sậm và bốn ma tượng đứng lù lù bất động, khuôn mặt vốn trắng bệch lại càng khó coi hơn nhiều. Ám huyết ma hải. Nghe nói ám hắc nhất tộc đều thai nghén từ biển máu ra, huyết hải này có tên là địa ngục ma hải. Ở trong địa ngục ma hải, không chỉ có vô số ám hắc ma thần cường đại, còn có vô số ma tộc đủ cấp bậc. Ám huyết ma hải này là pháp bảo rất nổi tiếng của hắc ám giáo đình, có thể thông tới địa ngục ma hải trong truyền thuyết. Một khi ám huyết ma hải mở ra, sẽ có vô số ám hắc nhất tộc hàng lâm, đồng nghĩa với địa ngục hàng thế, vô số tai nạn sẽ xuất hiện. Thiên sứ hàng lâm đã đủ đáng sợ, bây giờ ám huyết ma hải cũng mở ở Hoa Hạ. Đại họa ngập trời rồi. Ngao Sương vừa nói xong, một đám vòng xoáy xuất hiện trên mặt biển yên bình. Giữa vòng xoáy, ác ma làn da đen tuyền, vẻ mặt hung dữ, hình thái không đồng nhất bỏ ra. Lúc đầu chỉ cao như đứa bé 5, 6 tuổi, trong phút chốc đã hơn 2 thước. Trên cơ thể cường tráng lộ ra lợi hại tràn ngập tính nổ mạnh, còn mang theo khí tức nguy hiểm nồng đậm, thực lực mỗi người không kém tiên thiên đỉnh phong, số lượng nhanh chóng trên trăm. Trên trăm ác ma tiên thiên đỉnh phong đặt ở nơi nào đều có chiến lực không tầm thường, nhưng những ác ma này không dám làm càn, tất cả đều quỳ gối, giống như đang đợi đại nhân vật ra lệnh. Không lâu sau, chấn động dữ dội truyền từ trong ám huyết ma hải ra. Rầm rầm rầm, giống như cự nhân đi từ xa tới gần. Trong ma hải lắc lư, bốn bóng dáng to lớn chậm rãi lộ ra. Bốn bóng dáng này cao hơn 10 thước, một người toàn thân đen như sắt, trên đỉnh đầu có sừng trâu dài. Phía sau còn có một cái đuôi. Một người khác cũng tương tự người này, chẳng qua làn da như ngâm nước nóng lâu, phía sau có một đôi cánh rơi rất to. Trong hai người còn lại, một người như cự lang, bộ lông trên người như kim thép, cầm lang nha bổng trong tay. Người cuối cùng như quỷ ảnh, trôi nổi trong không trung, cơ thể đều giấu bên trong trường bào, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu lục. Bốn ma vật, trên người lộ ra khí tức không kém đám bá tước tinh hồng. Trái lại cơ thể cao lớn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm hơn. Bốn ma vật này vừa xuất hiện, bỗng nhiên bầu trời chấn động, giống như có thứ gì đó sắp nổ tung, màu vàng thánh khiết chiếu xuống bao trọn cả thiên không. Trong kim quang, bảy bóng người mặc chiến giáp, cầm kiếm trong tay, phía sau là đôi cánh trắng như tuyết chậm rãi hạ xuống theo bảy đạo quang trụ. Những bóng người này đều là nữ, mỗi người không chỉ có dáng người hoàn mỹ như siêu mẫu, trên gương mặt tinh xảo cũng không có một chút tì vết. Phối với chiến giáp màu vàng trên người, có thể nói dáng vẻ vô cùng thánh khiết đoan trang. Vẻ mặt bọn họ như băng xương, lông mày nhướn lên, cằm khẽ nâng, khiến cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Mấy thiên sứ này vừa xuất hiện, uy áp cường đại cùng hàng lâm, giống như trời sắp sập xuống. Trong lúc này, cửa địa ngục vô cùng hoang vắng, trên bầu trời là một vùng màu vàng, thiên sứ vỗ cánh đứng trên bầu trời, có cảm giác thánh khiết và an lành. Trên mặt đất thì là một vùng đỏ sậm, gương mặt ma quỷ đáng sợ mọc lên như rừng, giống như tu la địa ngục hàng lâm, là một vùng hỗn loạn, hắc ám và tà dị. Cả vùng trời đất đều chia rõ thành hai màu vàng và đen, ở giữa,
từng đạo lôi điện huyết sắc vẫn không ngừng đánh xuống, khiến cho cửa địa ngục vốn nguy hiểm tứ phía bừng tỉnh chiến trường thời mà thế. Trên chúng thần sơn, Carter cười nhạt. Mạc tiên sinh, bây giờ cậu cảm thấy những thứ này có thể khiến cậu cúi đầu không? Mọi người đều rời mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Làm sao bây giờ, tên lưu manh, cậu mau nói đi, hay là chúng ta cúi đầu trước? Ngao Xương chọc lưng Mạc Phàm, sốt ruột nói. Bảy đại thiên sứ, bốn ma vương và trên trăm ác ma, không nói đến mình Mạc Phàm, cho dù Mạc Phàm thả đám Tần Vô Nhai ra, đám bá tước tinh hồng đứng một bên xem diễn trò, những thực lực này cũng đủ đối phó bọn họ rồi. Cùng lắm thì giả bộ đồng ý với đám bá tước tinh hồng trước, đợi chạy thoát rồi đổi ý là được, đại trượng phu có được giãn được, không có gì ghê gớm. Mạc Phàm cười nhạt không trả lời Ngao Xương, cũng không để ý tới Carter, trái lại nhìn thiên sứ trên bầu trời. Đám thiên sứ kia, Michael là gì của các người? Thiên sứ chia theo thành phố, thiên sứ khác biệt sẽ ở các phe khác biệt, cho nên tên thành phố thiên sứ nhiều như sao trên trời. Mấy thiên sứ này mặc áo giáp vàng cầm kiếm thẩm phán, hẳn là cấp dưới của Michael, cụ thể là thành phố nào thì hắn không biết. Mạc Phàm vừa nói xong, đám Carter nhướng mày, cười khinh thường nói. Thân phận của đại thiên sứ còn cao hơn bọn họ, vậy mà Mạc Phàm dám nói chuyện với đám đại thiên sứ như vậy, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngao Xương thì bị dọa giật mình, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn tai họa. Những người này là đại thiên sứ, một kiếm bất kỳ chém xuống sẽ chém hắn thành hai. Tên lưu manh, khi nói chuyện cậu phải thêm đại nhân ở phía sau, hoặc là xin hỏi chứ. Bảy thiên sứ đều nhíu mày, trong mắt hiện lên chút khinh thường và chán ghét. Trong đó một thiên sứ có mái tóc dài màu vàng xóa tung tiến lên trước một bước, đôi mắt sắc bén như kiếm nhìn thẳng về phía Mạc Phàm. Cậu là tiểu tử phương đông cướp thần điện, lại có ý đồ tế luyện nơi này đúng không? Cậu biết cướp đồ của thiên sứ chúng tôi, bất kính với Michael đại nhân sẽ có kết cục gì không? Thiên sứ này tức giận nói. Quả nhiên là Michael. Mạc Phàm thản nhiên nói. Là thuộc hạ của Michael ở thành nào? Mạc Phàm truy hỏi. Bảy thiên sứ nhíu chặt mày, trong mắt chớp lóe sắc bén. Lớn mật, một phàm nhân phương đông mà dám xưng thẳng tên của đại nhân chúng tôi, muốn biết chúng tôi thuộc thành nào, cậu còn chưa có tư cách này. Trên kiếm thẩm phán trong tay cô ta dâng lên hỏa diễm, ngưng tụ thành một trường kiếm khí trục trượng, từ trên bầu trời hạ xuống, lập tức chém về phía Mạc Phàm, không chỉ muốn chém đôi Mạc Phàm, giống như cũng phải tinh lọc thế gian này. Một kiếm này của cô ta chém xuống, không gian xung quanh lập tức chia làm hai. Phía dưới thiên sứ, ở phía đối diện Mạc Phàm, đám Carter hơi nhếch miệng cười đắc ý. Đại thiên sứ đúng là đại thiên sứ, tuy sau khi hàng lâm thực lực sẽ chịu hạn chế lớn, nhưng vẫn có thể khai sơn ích địa. Tư cách sao? Mạc Phàm làm như không nhìn thấy một kiếm kia, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lắc đầu cười. Hắn không biết mấy thiên sứ này, chỉ biết Michael, không phải vì thân phận hắn thấp, mà vì những thiên sứ này còn chưa có tư cách để hắn biết. Bởi vì những thiên sứ hắn biết và quen, yếu nhất là cấp bậc của Michael. Các người nhìn thứ này xem tôi có tư cách không? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía thiên sứ kia. Hắn vừa nói xong, toàn bộ mắt hắn biến thành kim cương, ánh sáng chói mắt tỏa từ người hắn ra. Trong ánh sáng này, một hư ảnh yêu kiều dung thân mà ra. Hư ảnh này cao cỡ hai người cộng lại, mái tóc dài màu bạc buông xuống tới hông, dung nhan tuyệt mỹ khiến tất cả phụ nữ ở đây đều cảm thấy thua kém, dáng người nóng bỏng cho dù là ma quỷ hay nhân loại đều nhiệt huyết sôi trào. Trên người cô mặc chiến giáp thủy tinh không khác áo giáp màu vàng của những thiên sứ kia, nhưng đẹp đẽ quý giá hơn những thiên sứ kia nhiều, trên đỉnh đầu còn có một vương miện thủy tinh. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng khí tức cao quý, thánh khiết, vĩ đại như sóng biển phả vào mặt. Hư ảnh này vừa xuất hiện, vẻ mặt bảy thiên sứ đều thay đổi, giống như nô bộc nhìn thấy vương của mình. Nhất là thiên sứ chém Mạc Phàm một kiếm, trong chớp mắt gương mặt kiêu ngạo trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng. Cô ta không có chút do dự, vội vàng vận chuyển thần lực, kiếm thẩm phán vài chục trượng cách hư ảnh kia ba ngón tay thì biến mất không thấy. Công kích dừng lại, cộp một tiếng, thiên sứ này quỳ gối trên đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Cô ta vừa quỳ, tươi cười trên mặt Carter và người của thần điện lập tức cứng ngắc, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kỳ lạ. Sao lại thế này? Thiên sứ bọn họ mời hàng lâm không phải là thiên sứ bình thường, mà là đại thiên sứ rất có địa vị.
Đại Thiên Sứ hàng lâm tới địa cầu, địa vị cao hơn điện chủ của thần điện rất nhiều. Mạc Phàm chỉ tạo ra một hư ảnh, vậy mà làm những Đại Thiên Sứ sợ hãi tới vậy, quỳ xuống tại chỗ. Hư ảnh này là gì vậy? Nếu là Thiên Sứ sẽ có cánh, hư ảnh này ngay cả cánh cũng không có, đường đường là Thiên Sứ vì sao phải quỳ với người không phải Thiên Sứ? Không chỉ bọn họ, vẻ mặt Bá Tước Tinh Hồng cũng kinh hãi, dự cảm xấu xuất hiện trong lòng bọn họ. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận là tình huống gì, âm thanh khôi giáp chạm vào nhau vang lên, những Thiên Sứ còn lại cũng quỳ xuống. Bái kiến Nữ Vương Tinh Huy, mong Nữ Vương Đại Nhân tha thứ cho kích động và ngu ngốc của chúng tôi. Câu này vừa vang lên, vẻ mặt mọi người thay đổi. Nữ Vương, có thể được Đại Thiên Sứ gọi là Nữ Vương, chỉ có thể là Vương của Thiên Sứ. Một tiểu tử chưa từng rời khỏi Hoa Hạ như Mạc Phàm, vậy mà có quan hệ với Vương của Thiên Sứ. Lần này gặp phiền phức rồi. Bọn họ mời Đại Thiên Sứ hàng lâm, Mạc Phàm lại mời hư ảnh Vương của Thiên Sứ, còn không chỉ là hư ảnh đơn giản như vậy, nếu không sao đám Đại Thiên Sứ lại quỳ xuống. Thiên Sứ Đại Nhân, có phải có hiểu nhầm gì không? Một tu sĩ khổ tu không cam tâm nói với Thiên Sứ. Bây giờ có thể nói cho tôi biết, các cô thuộc thành nào rồi chứ? Mạc Phàm cười khẽ, lạnh nhạt nói. Quả thật người trong hư ảnh là vương của một bộ lạc trong Thiên Sứ, Tịch Nhan Nữ Vương Tinh Huy. Trong cuộc tranh đấu giữa Thiên Sứ và Ám Hắc Nhất Tộc, Tịch Nhan bị tâm phúc của cô phản bội làm cô bị thương nặng, ngã vào trong một vùng tử địa. Đúng lúc hắn và Phượng Vũ đang đi hái thuốc. Tịch Nhan thân là vương của Thiên Sứ, mới đầu sống chết không chịu để người Phương Đông hắn cứu, còn một lòng tìm cái chết. Cuối cùng bị Phương Vũ đánh ngất xỉu, được hắn chữa khỏi. Sau khi Tịch Nhan rời đi, đã để lại bí ảnh thuật hắn có thể sử dụng trước mặt Thiên Sứ. Chỉ cần thi triển ma pháp này, có thể phản chiếu dáng vẻ của Tịch Nhan, nhìn thấy hư ảnh này giống như nhìn thấy bản nhân của Tịch Nhan, giống Thượng Phương Bảo Kiếm thời cổ. Tuy mấy Thiên Sứ này không phải Thiên Sứ của bộ lạc Tịch Nhan, nhưng đã là vương sẽ là vương của tất cả Thiên Sứ. Không nói đến Đại Thiên Sứ những bộ lạc khác, cho dù Michael tự mình tới, nhìn thấy Tịch Nhan cũng phải quỳ xuống, không dám làm trái chút nào. Pháp thuật này vốn là thứ sau này hắn mới đạt được, không biết bây giờ sử dụng sẽ có hậu quả gì, nhưng tạm thời cứ vậy đã. Chúng tôi là Thiên Sứ của Thành Lạc Nhật, vừa rồi bất kính, mong Đại Nhân tha thứ. Một Thiên Sứ trong đó cung kính nói, không dám có chút bất kính nào. Câu này vừa vang lên, tâm tình của Carter và người của thần điện lập tức chìm xuống đáy cốc. Vừa rồi mấy Thiên Sứ còn xưng hô với Mạc Phàm là người Phương Đông, bây giờ lại đổi thành Đại Nhân, rõ ràng mấy Thiên Sứ này không nhầm. Thành Lạc Nhật. Mạc Phàm nhớn mày. Trái lại hắn biết thành này, ở cực Tây của ma tộc, được xưng là hằng tinh trụy lực chi địa, Thành Lạc Nhật từng là một vùng đất vô cùng hỗn loạn. Dạ, Đại Nhân, không biết Đại Nhân có gì phân phó. Một Thiên Sứ trong đó nói. Bảo vệ tốt Thiên Sứ gần đây của các cô chuyển sang kiếp khác, tôi có một người bạn ở trong đó, hôm nào đó tôi sẽ tự mình tới đưa cô ấy đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thành Lạc Nhật hơi xa một chút, hắn cũng phải lấy lại một phách của Dạ Tình. Dạ, Đại Nhân, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho Michael Đại Nhân còn gì phân phó nữa không? Nói với Nữ Vương Quang Huy của các cô, sau này nơi này không cần Thiên Sứ truyền thừa, nơi này là của Thần Nông Tông chúng tôi rồi. Mạc Phàm nheo mắt lại, âm thanh đùng đùng truyền từ cơ thể hắn ra. Bỗng nhiên cơ thể hắn cao lên nhiều, tóc cũng nhanh chóng dài ra, chỉ trong chớp mắt đã dài tới hông, quần áo trên người cũng biến thành trường bào màu trắng, trước ngực có thêu một chữ Y, sau lưng là hai chữ Thần Nông. Gương mặt bình thường cũng trở nên không tì vết, so với vừa rồi. Hoàn toàn như biến thành một người khác, tiên khí không ăn khói lửa nhân gian tỏa ra. Thần Nông Tông. Sắc mặt bảy Thiên Sứ thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại có thêm vài phần kính sợ. Thần Nông Tông là một trong 9 đại tiên tông, không chỉ thực lực mạnh, cũng là môn phái được tôn kính nhất ở tu chân giới. Tông phái như vậy, bọn họ là đại Thiên Sứ cho nên biết rõ. Trang phục trên người Mạc Phàm, quả thật là đệ tử của Thần Nông Tông không sai được. Xin hỏi Đại Nhân là vị nào của Thần Nông Tông? Có ảnh ngược Nữ Vương Tinh Huy, lại là đệ tử của Thần Nông Tông, quả thật có thể khiến bọn họ cắt đứt truyền thừa ở địa cầu. Nhưng nhất định phải là đệ tử thân truyền của Thần Nông Tông mới được. Cô cảm thấy các cô có tư cách biết thân phận của tôi sao?
Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo hỏi. Bảy thiên sứ kia nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khó xử. Đại nhân, nếu ngài không nói cho chúng tôi biết thân phận của ngài, có khả năng chúng tôi không thể thu hồi truyền thừa ở đây. Một thiên sứ trong đó cố chấp nói. Thu hồi truyền thừa không phải là chuyện nhỏ, nếu hư ảnh bên cạnh Mạc Phàm là nữ vương đại nhân của bọn họ sẽ không do dự lấy truyền thừa ở nơi này đi. Thân phận của tôi các cô không có tư cách biết, nhưng nói với nữ vương quang huy của các cô một câu, cô ấy sẽ biết tôi là ai. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mời đại nhân nói. Thương Hải Nguyệt Minh, Lưu Tinh Vô Lệ, Quang Huy Vô Ngân, chết cũng không hối hận. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thiên sứ dẫn đầu nghe thấy câu này thì vẻ mặt khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Cô ta từng là thị vệ của nữ vương bọn họ, mấy câu này là khi nữ vương Quang Huy thấy chán nản thường nói ra. Vậy mà người phương Đông này cũng biết những lời này, xem ra không đơn giản. Chúng tôi sẽ lập tức rời đi, mong đại nhân chấp thuận cho chúng tôi. Thiên sứ này nói. Đứng dậy đi. Mạc Phàm vẫy tay, nói với vẻ khinh thường. Tạ đại nhân. Thiên sứ kia chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Carter. Thần tượng ở trong tay cậu đúng không? Carter nhíu mày, vẻ mặt vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước. Bọn họ triệu hồi đại thiên sứ, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy, không khác gì bị tát mấy cái. Đúng vậy. Carter vẫn gật đầu. Thiên sứ kia vươn một tay ra, không thấy cô ta niệm chú ngữ gì, một ma pháp trận hình vòng tròn xuất hiện trong tay cô ta. Hào quang sáng lên trên ma pháp trận, một pho tượng thiên sứ đầu đội vương miện bay từ trên người Carter ra, xuất hiện trong tay thiên sứ này. Tôi sẽ lấy lại thần tượng, các người đã không còn liên quan gì với thiên sứ nhất tộc chúng tôi nữa, các người không cần cầu nguyện với chúng tôi sẽ không đồng ý lời kêu gọi của các người nữa, cứ vậy đi. Một câu đơn giản, người của thần điện như bị phán tử hình. Trên chúng thần sơn. Ánh sáng trên những pho tượng to lớn nhanh chóng nhạt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sân, tạo hóa chỉ và ma văn điêu khắc trên thần điện cũng bay ra theo, bay về phía tượng thần trong tay thiên sứ. Chỉ trong phút chốc, trên chúng thần sơn không còn một cái ma văn. Ngao Xương ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy vẻ khó tin. Lúc tới cửa địa ngục, Mạc Phàm từng nói muốn tiêu diệt truyền thừa của thiên sứ trên địa cầu, cô không tin chút nào. Không ngờ Mạc Phàm thật sự làm được, Mạc Phàm đã cắt đứt truyền thừa của thiên sứ trên địa cầu thật rồi. Gia hỏa kia. Không, sao có thể có chuyện này được. Đại nhân, chúng tôi là tín đồ trung thành nhất của các cô mà. Một đám mục sư và tu sĩ khổ tu thấy ánh sáng và ma văn biến mất trên tượng thần, không cam lòng nói. Không có mấy thứ này, sau này bọn họ sẽ không chiếm được thiên sứ chúc phúc và ban ân. Thiên sứ kia không nhăn mày một cái. Rời mắt nhìn Mạc Phàm lần nữa. Đại nhân, chúng tôi đã thu hồi truyền thừa ở đây rồi, có phải chúng tôi có thể rời đi rồi không? Từ nơi nào tới, thì quay về nơi đó đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đa tạ đại nhân. Bảy thiên sứ hơi cúi người với Mạc Phàm, chú ngữ cổ xưa truyền từ miệng bọn họ ra, ánh sáng bắn ra từ bầu trời vừa rồi chiếu lên người bọn họ. Cánh cửa phía sau bọn họ mở ra, theo cột sáng biến mất ở phía chân trời. Thiên sứ vừa đi, Ngao Xương vốn sửng sốt sau đó tức đến mức dậm chân. Tên lưu manh, có phải cậu điên rồi không? Sao cậu lại để bọn họ rời đi? Bọn họ nghe lời cậu như vậy, sao cậu không bảo bọn họ giết đám người này hẳn đi? Thiên sứ bị Mạc Phàm đuổi đi rồi, nhưng tình cảnh của bọn họ cũng không tốt hơn là bao, trái lại càng nguy hiểm hơn. Mạc Phàm chỉ cười nhạt, ý niệm khẽ động, hư ảnh nữ vương phía sau hắn biến mất, sau đó hắn rời mắt nhìn đám Carter. Cùng lúc đó, ánh mắt lạnh lùng của Carter cũng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu khiến chúng tôi giật mình đó, vậy mà cậu có quan hệ với nữ vương của thiên sứ nhất tộc, nhưng hôm nay cậu vẫn phải chết. Carter trầm giọng nói. Bọn họ mời thiên sứ tới vì muốn đối phó Mạc Phàm, lại mất đi che chở và ban ân của thiên sứ, không có chuyện gì tổn thất hơn chuyện này. Hôm nay không giết Mạc Phàm, khó bình ổn mối hận trong lòng anh ta. Thiên sứ đã rời đi rồi. Để xem còn ai cứu được Mạc Phàm. Giết tôi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Thế nào, chẳng lẽ cậu còn có thể quát lui ma vương của ám hắc nhất tộc, giống như đám thiên sứ ngu ngốc sợ quá chạy mất hay sao? Carter lạnh lùng nói. Thực ra tôi không cần khiến những thiên sứ kia sợ quá chạy mất. Mạc Phàm cười khẽ nói.
Nếu hắn dám tới đây thì đã chuẩn bị đối phó thiên sứ, vì những thiên sứ tới là thuộc hạ cửa Quang Huy, nên hắn mới dùng ma pháp tịch nhan cho hắn. Nếu mấy thiên sứ này không phải thiên sứ của bộ lạc hắn quen, hắn chỉ cần hỏi mấy thiên sứ này tới từ thành nào, thì không nói gì với bọn họ nữa. Cái gì? Carter nhướng mày, trên gương mặt anh Tuấn lộ vẻ nghi ngờ, cảm giác bất an mãnh liệt xuất hiện trong lòng anh ta. Mạc Phàm không chỉ để thiên sứ chạy, vậy mà lúc này còn bình tĩnh như thế, nếu không có quân bài chưa lật, cậu ta sẽ không như vậy. Carter, anh có biết rõ ràng tôi có thể dùng một kích phong ấn Tần Vô Nhai, nhưng lại cố chấp chống chọi với ông ta không? Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng sắc bén hỏi. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào thanh liên cửu khúc phong ấn Tần Vô Nhai, nhưng hắn không làm vậy, mà sau khi sử dụng một lần vạn cổ trường thanh mới phong ấn Tần Vô Nhai, hắn hoàn toàn có thể cắt bước này. Đám Carter và bá tước Tinh Hồng nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Cậu muốn dụ chúng tôi đi ra sao? Bá tước Tinh Hồng hỏi. Lúc trước ông ta cũng thấy kỳ lạ, vì sao Mạc Phàm có thể phong ấn Tần Vô Nhai, nhưng lại lãng phí thời gian như vậy? Các người cảm thấy vì sao tôi phải đợi các người triệu hồi ra hết thiên sứ và ác ma? Mạc Phàm không trả lời, hỏi tiếp. Không hay rồi. Bá tước Tinh Hồng thầm than. Với kinh nghiệm sống mấy trăm năm của ông ta, cho dù là cao thủ dạng gì, khi đối mặt với tử vong đều vô cùng sợ hãi. Cho đến tận lúc này Mạc Phàm đều bình tĩnh một cách đáng sợ, giống như bọn họ không tồn tại, cho dù là khi thiên sứ hàng lâm, ác ma chui từ trong ma hải ra, vẻ mặt Mạc Phàm cũng không thay đổi chút nào. Các người cho rằng vì sao tôi phải mang chúng thần sơn chưa tế luyện thành công tới đây? Mạc Phàm lại cao giọng hỏi. Bùm! Trong chớp mắt sắc mặt đám Carter tái mét, không có một chút huyết sắc. Nhất là Carter, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui vào. Tuy Mạc Phàm không nói rõ ra, nhưng những lời Mạc Phàm nói đã quá rõ ràng rồi, chỉ sợ chúng thần sơn này là Mạc Phàm cố ý mang tới. Lúc trước anh ta còn đắc ý, coi chúng thần sơn là một trong những vũ khí của bọn họ, bây giờ nghĩ lại đúng là quá ngây thơ. Nhanh rời khỏi nơi này. Carter vội vàng cao giọng nói. Những lời này vừa vang lên, mọi người không do dự vội vàng rời khỏi chúng thần sơn. Chỉ trong phút chốc, trên chúng thần sơn không còn nửa bóng người, mọi người đều sợ chúng thần sơn này. Bên cạnh Mạc Phàm, vẻ mặt Ngao Xương mờ mịt, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó hiểu. Mạc Phàm thật sự còn quân bài chưa lật sao? Mạc Phàm nhìn đám người chạy trốn ở xung quanh, cười khẽ. Tôi nói cho các người biết. Một trong những mục đích tôi tới nơi này là diệt trừ hết các người, cho nên chỉ có thể phiền phức một chút dụ các người chui ra, thuận tiện che không gian ở nơi này lại. Mạc Phàm nheo mắt, hai ấn phù xuất hiện trong mắt hắn. Trên chúng thần sơn, một phù văn to lớn xuất hiện theo, chỉ trong phút chốc đã to hơn 1000 lần, bao phủ xung quanh trong phạm vi rộng. Carter nhíu mày, trên tay xuất hiện một chữ Latin, trong miệng thốt ra một âm phù. Một truyền tống môn màu đen lập tức xuất hiện. Anh ta nhấc chân muốn chui vào bên trong. Nơi này quá nguy hiểm, vẫn nên lập tức rời đi thì hơn. Nhưng mà, dầm một tiếng, vậy mà truyền tống môn bình thường anh ta luôn đi dễ dàng biến thành một khối sắt, chân của anh ta chạm lên trên. Anh ta nhấc chân nhìn thoáng qua, không biết từ lúc nào ấn phủ dưới lòng bàn chân anh ta và trên bầu trời sáng lên. Trong chớp mắt sắc mặt Carter khó coi hơn, lần trước anh ta dựa vào lực không gian chạy trốn khỏi chúng thần sơn. Vậy mà lần này Mạc Phàm bao phủ nơi này. Mạc Phàm, cậu. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, lần trước để Carter trốn thoát, sao hắn có thể phạm một lỗi hai lần. Chỉ cần Carter đứng trên chúng thần sơn, đừng nghĩ đến chuyện rời đi thông qua lực không gian. Tôi còn có thể nói với anh, tôi muốn các người triệu hồi ra thiên sứ và ác ma, lý do không phải vì chuyện gì khác, chính là muốn tiêu diệt tất cả những thứ các người triệu hồi ra. Mạc Phàm nói tiếp. Tiêu diệt chúng tôi diệt cậu trước mới phải. Mấy tu sĩ khổ tu trong đó nheo mắt, tức giận nói. Mạc Phàm là người Hoa Hạ chưa tới 20 tuổi, không chỉ khiến bọn họ mất đi truyền thừa tồn tại ở thần điện nhiều năm như vậy, vậy mà đùa giỡn thần điện và hắc ám giáo đình trong tay. Không sai, giết chết tiểu tử này, tôi muốn xem tiểu tử này là cái thá gì. Một mục sư cũng nói. Không biết vì sao ông ta có cảm giác cạm bẫy này không phải là bọn họ bố trí, trái lại là bọn họ bước từng bước tiến vào trong bẫy của Mạc Phàm. Mạc Phàm không phải là con cừu nhỏ mặc bọn họ bài bố, mà như một con sư tử khoác da cừu.
bắt thỏ còn phải dùng toàn lực, càng không nói đến chuyện diệt một con sư tử như Mạc Phàm. Nếu bây giờ bọn họ không nhanh giết Mạc Phàm, chỉ sợ bọn họ thật sự bị Mạc Phàm giết ở đây rồi. Bá Tước Tinh Hồng ra lệnh, cho dù là Hắc Ám Giáo Đình, hay là ác ma trên Ám Huyết Ma Hải đều giống một tiếng, ma khí kinh người phóng thích mà ra, toàn bộ đều đánh về phía Mạc Phàm. Mỗi một người ra tay bầu trời đều chấn động, giống như có một trái bom bùng nổ ra, bầu không khí cũng áp lực hơn. Chính ông ta và Lang Vương Camon cũng nhanh chóng biến hóa, một đôi cánh rơi xuất hiện sau lưng ông ta, Camon thì biến thành lang nhân huyết sắc cao hơn 5 thước. Chân hai người khẽ di chuyển, không khí giống như bóng cao su bị đè, bọn họ như sao băng bay về phía Mạc Phàm. Carter cũng không nhàn rỗi, cánh tay chỉ hơi chấn động, một đôi cánh giãn ra ở phía sau anh ta, trên một cánh thì có hỏa diễm màu vàng thiêu đốt, một cánh khác thì hàn khí bức người. Mạc Phàm, đây là cậu ép chúng tôi vốn không cần phải làm vậy, bây giờ cậu nhất định phải chết. Nói xong đồng tử của anh ta một cái cũng biến thành màu vàng, một cái biến thành màu lam, chỗ anh ta đứng vỡ nát như gương vỡ, cả người anh ta cũng biến mất không thấy. Carter vừa ra tay, cửa địa ngục vốn đã gần với vỡ nát lập tức xuất hiện từng khe hở như mạng nhện, giống như không thể chịu được lực lượng của đám Carter. Trong bóng người đầy trời, gương mặt ngao xương trắng bệch. Cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Nhiều người cùng ra tay như vậy, đừng nói là phản kháng, bây giờ cô không thể sử dụng một chút lực lượng nào. Tên lưu manh, nhanh ra tay đi. Ngao xương gần như khóc nức nở nói. Nếu sớm biết sẽ là như vậy, cô tuyệt đối không theo Mạc Phàm tới nơi này. Trước người Ngao xương, Mạc Phàm không chỉ không có chút lo lắng, trái lại khóe miệng còn hơi nhếch lên. Yên tâm đi, nếu tôi dám mang cô tới, sẽ mang cô lành lặn quay về. Vậy cậu còn nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì, không nhanh diệt sạch đám người kia cho bản công chúa, Ngao Sương tức giận nói. Sắp bị giết chết tới nơi rồi, vậy mà Mạc Phàm còn thời gian rảnh rỗi nói chuyện với cô, may mà trái tim của Long tộc vẫn luôn rất tốt. Mạc Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, trong mắt hắn lóe lên tinh quang nhìn về phía bóng người đầy trời trong không trung, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Cuối cùng tôi có một chuyện muốn nói với các ông thật sự cảm thấy tôi không tế luyện chúng thần sơn thành công à, bây giờ tôi sẽ cho các người mở mang kiến thức xem pháp bảo của tiên gia chân chính đáng sợ cỡ nào. Thấy thần điện và hắc ám giáo đình đã tới trước người, Mạc Phàm lững thững đi về phía trước một bước, một tay vươn ra, đôi mắt cũng nheo lại theo. Lôi tới. Hai chữ vang lên, bạch quang cực sáng tỏa ra bao phủ tất cả xung quanh. Trong mắt mọi người đều chỉ thấy bạch quang. Không còn thứ gì khác. Mắt tôi. Trong bạch quang, có người lập tức che mắt giống như bị nước tiêu nóng hắt vào, quát. Bạch quang chỉ chớp lóe rồi biến mất không thấy. Đúng lúc này, không biết người nào kêu lên một câu. Mau nhìn trên trời. Trong không trung, Carter, Bá Tước Tinh Hồng, Lang Vương Camon và không ít người nhìn lên bầu trời, sắc mặt lập tức khó coi. Chúng thần sơn vốn trôi nổi trong không trung không thấy đâu nữa. Nhưng trên bầu trời có ba ngọn núi nhỏ sấm sét vang dội. Nếu chỉ là một ngọn núi nhỏ thì không sao, nhưng phía sau ngọn núi là một quả cầu huyết sắc chậm rãi xoay tròn do lôi điện tạo thành. Đường kính quả cầu này khoảng mấy ngàn mét, giống như mặt trời rơi xuống địa cầu, lôi điện xung quanh quả cầu chớp lóe, khiến da đầu người ta run lên. Không chỉ như vậy, xung quanh quả cầu to lớn này là vô số lôi cầu thể tích càng ngày càng to, thông qua lôi điện và lôi cầu to nhất nối với nhau, che khuất cả bầu trời ở đây. Tuy những lôi điện này còn chưa bùng nổ ra, nhưng dưới lực lôi điện khiến tim người ta đập nhanh, cho dù là Carter, Bá Tước Tinh Hồng, ác ma triệu hồi ra, hay là Ngao Sương đứng sau Mạc Phàm đều trợn mắt há miệng. Nhất là Ngao Sương, cô vẫn không tin chúng thần sơn có thể phát huy ra uy lực mạnh như vậy. Hiện giờ cô đã không hoài nghi chút nào, pháp bảo cô và Mạc Phàm cùng luyện chế có thể tiêu diệt thần điện và hắc ám giáo đình không? Những lôi điện này, đừng nói là đám Carter, chỉ sợ có thể diệt một quốc gia tầm trung. Chuyện này, đám Carter vốn nổi giận đùng đùng người đầy sát khí, ở dưới lôi điện đầy trời như lửa trại gặp bão, trong chớp mắt bị thổi tắt, trên mặt đều là không cam lòng. Lôi điện bình thường bọn họ còn đối đầu một lát, không có bất luận vấn đề gì. Nhưng vậy mà lôi điện Mạc Phàm phóng thích ra thông qua ngọn núi nhỏ có thể ngưng tụ thành quả cầu, tuyệt đối không phải lôi điện bình thường, nhưng có nhiều như vậy. Đừng nói là bọn họ, cho dù là bảy đại thiên sứ vừa rồi và bốn đại ma vương cũng không đỡ được.
Lúc trước bọn họ còn không tin Mạc Phàm có thể diệt sạch bọn họ, bây giờ bọn họ tin rồi. Đây là pháp bảo dùng chúng thần sơn tế luyện sao? Carter ngơ ngẩn nói. Ba ngọn núi này có nguyên liệu giống với chúng thần sơn, chắc chắn là chúng thần sơn của thần điện bọn họ. Thật khủng khiếp. Trốn mau. Gần như không do dự, lúc này bá tước Tinh Hồng kêu lên. Ông ta sống mấy trăm năm, có rất ít thứ có thể uy hiếp được ông ta, nhưng những lôi điện trên đỉnh đầu khiến ông ta có cảm giác sắp bị giết chết. Công kích cường đại như vậy, chắc là Mạc Phàm chỉ dùng được một kích mà thôi, cứ chạy đi trước đã, đợi lôi điện kết thúc lại giết Mạc Phàm cũng không muộn. Không ít người phản ứng kịp, vội vàng chạy về phía xa. Chạy sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Nếu để các người chạy thoát, không phải pháp bảo này của tôi luyện uổng phí sao? Tay còn lại của hắn vung lên, một loạt chữ Latin cổ cùng xuất hiện, chú ngữ rườm rà truyền từ miệng hắn ra. Cùng lúc đó, trên lôi cầu to nhất trong bầu trời, chữ Latin cổ cũng xuất hiện ở bên trên. Những chữ Latin cổ này vừa xuất hiện, dưới lôi cầu, ngoại trừ Mạc Phàm, Ngao Sương và Tiểu Lan ra, cơ thể mọi người bị kiềm hãm, giống như chúng pháp thuật định thân, vẫn duy trì động tác một khắc trước không nhúc nhích. Không chỉ cơ thể bọn họ bị định trụ, ngay cả không gian cũng vậy. Chuyện này, trong chớp mắt sắc mặt đám Carter vô cùng khó coi, giống như gan heo để mấy ngày. Trên bầu trời có lôi điện đáng sợ như vậy, mà tất cả bọn họ lại đang ở phía dưới. Mạc Phàm, thả tôi ra, tôi có thể thề trở thành nô lệ của cậu. Bá tước Tinh Hồng không do dự, dùng lực cao giọng nói. Ông ta sống mấy trăm năm, không muốn chết đi như vậy. Còn có Lang Vương Ca Mần tôi nữa, tôi nguyện ý trở thành vật cưới của cậu. Ca Mần nghiến răng nói. Không cần, diệt các người tốt hơn là để các người sống. Mạc Phàm không động tâm nói. Một vampire trăm năm và một lang vương mà thôi, không chỉ không xứng thành nô lệ của hắn, nếu có ý đồ đối phó hắn với Carter, vậy chết đi thì hơn. Thần lôi thiên hàng. Trong mắt hắn chớp lóe điện quang, năm ngón tay nắm chặt. Bùm, một tiếng kinh thiên động địa, giống như một nhà máy điện hạt nhân nổ tung, âm thanh bao phủ toàn bộ. Trong những điện cầu trên bầu trời, lôi điện như mưa với hình dạng điện đao, điện thương, điện kiếm, điện kích xuất hiện, xẹt qua đường cong trong không trung rồi hạ xuống. Chưa tới một phần ngàn giây, lôi điện hình dạng khác nhau đã hạ xuống. Tí tách, ngoại trừ bốn đại ma vương, bá tước Tinh Hồng, Ca Mần, Carter, Fred và một số người không kêu ra, những người khác vừa mở miệng thân thể run lên, trong chớp mắt cơ thể hóa thành bột phấn, bị lực lượng lôi điện đánh tan. Tuy cơ thể đám bá tước Tinh Hồng còn chưa tiêu tan, nhưng phun ra máu tươi. Hào quang trên người nhạt đi rất nhiều, khí tức cũng xuống dốc không phanh. Mạc Phàm, cậu nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao, như vậy có lợi gì với cậu? Carter không cam lòng nói. Anh ta tự thấy thiên phú không kém, từ nhỏ đã lớn lên trong khen ngợi, lại phải chết dưới tay tiểu tử hoa hạ này sao, anh ta thật sự không phục. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đám Carter, cũng không bất ngờ. Một kích kia có thể tiêu diệt phần lớn, nhưng không đủ tiêu diệt đám Carter. Giết các người không có lợi, nhưng không giết các người, sẽ có rất nhiều tai hại. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, cậu không thể giết chúng tôi, cậu giết chúng tôi, hoa hạ cậu càng không được yên bình, Mạc gia cậu lại càng không an toàn. Bá tước Tinh Hồng giận dữ hét. Lần này ông ta có thể chống chọi được, có lẽ còn đỡ được 3 đến 5 lần nữa, nhưng đỡ được thì có ích gì, lôi cầu trên bầu trời không có nhỏ đi. À, vậy thử xem đi. Trái lại tôi muốn xem các người chết rồi, còn ai dám tới, vạn lôi thiên dẫn. Chữ dẫn vừa vang lên, Mạc Phàm hơi híp mắt lại, tất cả lôi cầu trên bầu trời như được triệu hoán, cùng với lôi sơn kia giống như từng tiểu hành tinh rơi rầm rầm xuống địa cầu, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại. Dưới lôi cầu, đồng tử vô số người co rút mạnh, bên trong đều là sợ hãi. Không, tôi, tổ. Ông ta còn chưa nói hết câu. Đã bị tiếng sấm khai thiên tích địa bao phủ. Răng rắc, vết rạn không gian ở khắp mọi nơi trong cửa địa ngục không chịu nổi, giống như chiếc gương bị vỡ ra, một cơn lốc xoáy to lập tức xuất hiện, điên cuồng hấp thu toàn bộ mọi thứ. Cơ thể đám bá tước Tinh Hồng bị bao phủ theo, biến mất dưới lực lôi điện không giới hạn. Lôi điện rơi xuống dưới đất rồi lan tràn ra xung quanh, đến chỗ nào, toàn bộ chỗ đó biến thành tro bụi. Những lôi cầu này khuếch đại tới cực hạn. Nổ tung bùm bùm,
đám mây hình nấm lớn nhỏ không đồng đều xuất hiện trên không cửa địa ngục. Đất đai văng tung tóe, bầu trời bị phá nát, tiếng sấm vang vọng trong không trung. Năng lượng vô cùng cường đại dao động, cho dù cách ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được, rất lâu sau mới dừng lại. Đám bá tước tinh hồng chết. Trên ngọn núi cách khu vực nổ mạnh không xa, bảy lão giả của Bất Lão Môn đang nhanh chóng tiến đến chỗ của Mạc Phàm, bỗng nhiên sắc mặt một người trong đó thay đổi, đi mau. Những người khác vốn sửng sốt, sau đó không do dự hóa thành từng đạo lưu quang chạy về phía xa, chỉ mấy hơi đã cách xa cả cây số. Chỉ trong một khắc này, một lôi cầu loại nhỏ hạ xuống, lôi quang lan tỏa ra, trong chớp mắt mấy ngọn núi phía trước bọn họ biến mất trong lôi quang. Tiếng nổ mạnh rung trời vang lên. Lôi quang thu lại, ngọn núi được thay thế bằng một cái hố to sâu vài chục thước. Chuyện này, sắc mặt mấy lão giả kia cùng thay đổi, vô cùng khó coi. Đây là ma pháp gì mà đáng sợ như vậy? Một lão giả trong đó run rẩy hỏi. Tu sĩ bọn họ tu luyện đến chỗ cao thâm, có thể phát huy ra lực lượng của quỷ thần kinh thiên địa khấp. Nhưng một lôi cầu nho nhỏ như vậy, đã san bằng cả ngọn núi. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi, vậy thì lôi cầu cỡ lớn đầy trời sẽ đáng sợ biết bao nhiêu. Chỉ sợ không phải là người nào khác, là pháp thuật của tiểu tử Mạc Phàm kia. Một lão giả trong đó lẩm bẩm. Nếu là ma pháp của thần điện và hắc ám giáo đình, đều có khí tức thần thánh hay hắc ám, nhưng lôi cầu này tràn đầy đạo pháp. Tên tiểu tử kia, ý của ông là những chuyện này do tên tiểu tử kia làm sao? Một lão giả khác nói với vẻ khó mà tin. Trái lại ông ta từng nghe nói tới thanh danh của Mạc Phàm rồi, nhưng một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, có thể thi triển ra pháp thuật uy lực mạnh như vậy sao, ông ta thật sự không dám tin. Có thể là đám Tần Vô Nhai hay không? Một lão giả khác lại hỏi. Đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng am hiểu lôi pháp không? Lão giả kia không đáp hỏi ngược lại. Chuyện này, những người khác không nói gì, ánh mắt nhìn về phía cửa địa ngục lập tức thay đổi rất nhiều. Chúng ta còn đi tiếp. Lão giả này còn chưa nói hết, không ai nhắc nhở, bảy người phóng tất cả linh khí trong người bỏ chạy về phía xa. Bọn họ vừa rời đi, giữa cửa địa ngục, mấy lôi cầu to lớn cũng nổ tung theo, từng đợt khí tức mang theo chôn vùi xuất hiện. Trong đất rung núi chuyển, ngọn núi xung quanh như căn phòng gặp bão mạnh, trong chớp mắt bị san bằng thành bình địa. Lúc này không chỉ bảy lão giả của Bất Lão Môn này. Trong quân doanh cách nơi này trăm dặm, ở căn cứ bí mật Nga quốc cách biên giới Hoa Hạ không xa, khu nghiên cứu ngầm dưới đất ở châu Âu, trên hải đảo gần Mỹ quốc, không ít máy móc cùng sáng lên. Sao lại thế này? Một quan quân Mỹ quốc nhíu mày, vội vàng hỏi. Máy móc này dùng để kiểm tra đo lường năng lượng cường đại dao động trên địa cầu, mức độ thấp nhất của năng lượng cường đại dao động là nổ đạn hạt nhân. Bởi vì có một số vũ khí tiên tiến bị hạn chế sử dụng, các quốc gia nghiên cứu vũ khí tiên tiến đã phát triển tương đương. Thỉnh thoảng có một số quốc gia tự xưng là nghiên cứu chế tạo vũ khí tiên tiến mới, nhưng không thể khiến máy móc này báo động. Cho nên máy móc này luôn vận chuyển, nhưng ít khi phát ra báo động. Cho dù có phát ra báo động cũng nằm trong phạm vi dự liệu của bọn họ, ai biết lúc này lại vang lên. Trước máy móc, 10 ngón tay một mỹ nữ mặc quân trang tóc vàng, đeo kính vũ động, nhanh chóng gõ lên trên bàn phím, lúc này mới lấy ống nghe điện thoại. Lão đại! Phát hiện ra năng lượng cường đại dao động ở cửa địa ngục phía tây bắc Hoa Hạ, hiện giờ năng lượng dao động đã phóng thích hoàn toàn. Cửa địa ngục, năng lượng cấp bậc gì? Sĩ quan kia vội vàng hỏi. Uy lực tương đương với bom nguyên tử loại nhỏ, nhưng phạm vi rộng hơn bom nguyên tử loại nhỏ nhiều. Mỹ nữ tóc vàng nói với vẻ nghi ngờ. Bình thường vũ khí uy lực và phạm vi của vũ khí tiên tiến các cấp đều là cố định. Ví dụ như vũ khí tiên tiến loại nhỏ sẽ bao trùm phạm vi đường kính 20 km, không quá nhiều cũng không quá ít. Nhưng uy lực nổ mạnh lần này tương đương với bom nguyên tử loại nhỏ, nhưng phạm vi gấp 5 đến 10 lần bom nguyên tử loại nhỏ, quá kỳ lạ rồi. Có phải Hoa Hạ đang thử nghiệm vũ khí kiểu mới không? Mỹ nữ tóc hàng hỏi tiếp. Không phải, chỉ sợ do con người tạo ra. Sắc mặt sĩ quan kia hơi khó coi, nói. Con người. Sao có chuyện này được? Mỹ nữ tóc vàng lắc đầu không tin. Ở phòng của bọn cô, sẽ biết rất nhiều chuyện binh lính bình thường không biết. Hoa Hạ có tông môn ẩn thế thần bí nhất. Ở châu Âu có tài phán sở thần thánh và ám hắc nhất tộc sống dưới lòng đất. Ở nước Nga có lực lượng của Titan nhất tộc, không chỉ phát huy ra được lực lượng của Titan thần tộc,
còn có được khoa học của Titan nhất tộc. Ở Ai Cập có một số quốc gia cổ xưa, có một số thần linh cổ xưa truyền thừa cho bọn họ, đều không thể khinh thường. Nhưng giống như những vũ khí tiên tiến này, các cao thủ trong đó cũng có mức độ. Bọn họ có thể khai sơn trừ hà, phát huy ra lực lượng người thường khó mà tin được, thậm chí một số người có thể hủy diệt quân đội trang bị vũ khí hiện đại, tiêu diệt một hạm đội, nhưng không thể phóng ra lực lượng như vũ khí hạt nhân. Nếu một người có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy ở cửa địa ngục, vậy thì quá khủng bố rồi. Tôi cũng không tin được, nhưng cô đã quên ở đó có ai sao? Sĩ quan kia thản nhiên nói. Vẻ mặt mỹ nữ tóc vàng kia khiếp sợ, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Anh muốn nói tới Mạc Tiên Sinh Hoa Hạ sao? Tin tức Mạc Phàm đến cửa địa ngục có thể che giấu những người khác, nhưng không giấu được bọn họ. Nếu không phải cửa địa ngục có từ trường vô cùng quỷ dị, vệ tinh của bọn họ không thể tra xét, bọn họ đã nhìn thấy Mạc Phàm làm gì ở cửa địa ngục rồi. Không chỉ có Mạc Phàm, đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng của Tông Môn Ẩn Thế, Carter của Thần Điệt, Bá Tước Tinh Hồng của Hắc Ám Giáo Đình và Lang Vương Camon cũng ở đó, rất có khả năng năng lượng cường đại dao động liên quan tới Mạc Phàm. Người sĩ quan kia nói với vẻ nghiêm túc. Nhiều cao thủ như vậy, vì sao nhất định là Mạc Phàm? Mỹ nữ tóc vàng cảm thấy khó hiểu nói. Tần Vô Nhai, Bá Tước Huyết Tinh và Camon đều là danh sĩ thành danh đã lâu, so với bọn họ, Mạc Phàm chỉ mới ra đời. Xác nhận thông tin bên các quốc gia khác, sẽ biết ai đáng sợ như vậy rồi. Người sĩ quan này không giải thích, nói. Mỹ nữ tóc vàng không do dự thao tác một lúc. Chỉ trong phút chốc, một đống tin tức xuất hiện. Tông Môn Ẩn Thế tơi tả mà về, đám thần sứ của Tông Môn Ẩn Thế, Tần Vô Nhai của Nho Môn không rõ tung tích. Trong giáo đường do thần điện quản lý ở khắp châu Âu, tượng thần vỡ nát, đèn thần tắt. Bất tử hải ngàn năm chưa từng khô cạn ở Bắc Âu bỗng nhiên khô cạn vài phút trước. T. Tin tức liên tục xuất hiện khiến mỹ nữ tóc vàng ngây ra như phỗng. Tuy mấy tin tức này không chứng minh năng lượng cường đại phóng thích ra là do Mạc Phàm làm, nhưng đã không còn bất luận nghi vấn nào nữa, Tông Môn Ẩn Thế, Thần Điệt, Hắc Ám Giáo Đình đều bị hủy trên tay Mạc Phàm. Rất lâu sau mỹ nữ tóc vàng mới thở nổi. Bây giờ chúng ta làm sao đây, lão đại? Lập tức báo cáo, nói tiểu tử này có lực uy hiếp rất lớn với chúng ta, uy hiếp cấp bậc tử thần Harris. Tử thần Harris, lão đại, anh chắc chắn chứ? Vẻ mặt mỹ nữ tóc vàng sửng sốt, xác nhận lại. Tử thần Harris là cấp bậc nguy hiểm cao nhất, chỉ lúc chiến tranh lạnh, Nga quốc mới có cấp bậc tử thần Harris này. Một khi Mạc Phàm được xếp vào cấp bậc này, không chỉ khiến toàn bộ thế giới bùng nổ, còn tạo ra hiệu ứng mắt xích, cho nên không thể đỉnh cấp bậc này linh tinh. Lập tức báo cáo. Lần trước Mạc Phàm ở Đông Hải, bọn họ nhận được lệnh phải đánh giá thực lực của Mạc Phàm, kết quả đánh giá cuối cùng là thần chi tử Apollo. Cấp bậc này còn dưới chiến thần Ares của Tần Vô Nhai, không thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Rất rõ ràng, lần trước bọn họ đã đánh giá sai vô cùng nghiêm trọng, Mạc Phàm tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm cấp tử thần. Thậm chí còn trên cả cấp bậc này. Bởi vì thực lực của Mạc Phàm tăng quá nhanh, không một ai có thể xó được với Mạc Phàm. Hôm nay Mạc Phàm là cấp bậc tử thần, qua một thời gian nữa không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Cho nên tử thần Harris vẫn không đủ. Toàn bộ thế giới nên chú ý người Hoa Hạ này. Dạ. Trên mặt mỹ nữ tóc vàng lộ ra vẻ nghiêm trọng, gõ liên tục lên bàn phím gửi tin tức ra ngoài. Thông tin này vừa được truyền đi không lâu, lập tức như kíp nổ bị đốt. Không chỉ Mỹ quốc, châu Âu, còn có Nga quốc và một số quốc gia gần Hoa Hạ bùng nổ. Không lâu sau một số vệ tinh mới được bố trí trên không khởi động, dừng ở trên không cửa địa ngục. Vô số vũ khí cũng ở trạng thái chuẩn bị khởi động, có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Mạc Phàm thuộc cấp bậc này, bất luận đi đến đâu đều có thể hủy diệt một thành phố, không thể không phòng bị. Nếu có thể hủy diệt, không để lại cho Hoa Hạ thì hơn. Không chỉ những thế lực này dục dịch, trong một căn cứ bí mật ở Hoa Hạ. Trước một cái bàn hình chữ D, năm lão giả mặc áo bành tô ngồi trên ghế thái sư do tử ngọc cực phẩm tạo ra. Phía sau mỗi lão giả này là nam nữ tuổi không đồng nhất. Nếu Mạc Phàm ở đây, chắc chắn có thể nhận ra hai người trong đó, hai người này không phải ai khác, đúng là Phương Hạo Thiên trưởng lão của Kiêu Long, Long Bác lão đại của Kiêu Long. Nếu đám Bá Tước Tinh Hồng ở đây, chắc chắn có thể nhận ra những người khác, năm lão giả ở đây là ngũ lão Hoa Hạ danh chấn thế giới.
Đông lão, chiến thần Phương Đông, Hoàng Phủ Thái Ất. Tây lão, Phô Tường Chi Thủ, Âu Dương Phi Long. Nam lão, Kiêu Long Trên Biển, Phương Hạo Thiên. Bắc lão, Bắc Cảnh Chi Lang, Cô Kình Thương. Trung lão, Đỉnh của Hoa Hạ, Hiên Viên Vô Kỳ. Tông môn ẩn thế không xuất hiện, năm người này mỗi người tỏa trấn một phương, với thực lực và thế lực phách tuyệt, cường bạo khiến thế lực khác phải kiêng kỵ ba phần. Nếu tông môn ẩn thế Hoa Hạ là tường ngoài, tường trong Hoa Hạ là Ngũ Lão. Không có mấy người biết Ngũ Lão, nhưng những người biết Ngũ Lão đều là cấp cao nằm trong thế lực đứng đầu mỗi quốc gia. Lúc này năm người nhìn năng lượng màu tím dao động trên không cửa địa ngục qua hình chiếu 3D, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, mãi mà không có ai nói chuyện. Rất lâu sau, một mỹ nữ đứng sau Âu Dương Phi Long không nhịn được nói. Mạc Phàm này quá kiêu ngạo rồi, vậy mà không được chúng ta cho phép, dám làm ra động tĩnh lớn như thế, đúng là không biết sống chết. Mỹ nữ này khoảng 25, 26 tuổi, để mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt sắc bén như đao, khuôn mặt tuyệt mỹ giống như khối ngọc được đại sư tỉ mỉ điêu khắc, mỗi một góc độ đều rất hoàn mỹ. Mỹ nữ này mặc bộ quân phục màu lục, chân đi đôi ủng quân nhân tới đầu gối, dáng người giống như hình chữ S, bất luận là góc độ nào, cho dù là vui hay tức giận đều là phong cảnh. Vị mỹ nữ này mới mở miệng, bầu không khí trầm mặc lập tức bị phá. Nhược Tuyết nói không sai, chúng ta phá buông thả cho tiểu tử này, nếu không đã không tới nước này rồi. Âu Dương Phi Long lão giả tóc bạc, mặt hình chữ quốc bất mãn nói. Mạc Phàm tạo thành phá hoại cấp bậc bom nguyên tử như vậy, tuyệt đối là thần khí của đất nước. Có lẽ đây là chuyện tốt của Hoa Hạ, nhưng cũng có thể là tai nạn. Bởi vì Hoài Bích hữu tội, không chỉ có tác dụng với người bình thường, còn có tác dụng với cả đại quốc. Mạc Phàm biểu lộ lực lượng của mình không kiêng nể gì, một khi khiến quốc gia khác cảm thấy uy hiếp, rất có khả năng bọn họ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dù sao ai cũng không muốn ngày đêm ở bên cạnh bom nguyên tử sẽ nổ mạnh bất cứ lúc nào, biện pháp tốt nhất là hủy diệt quả bom nguyên tử này. Mạc Phàm bị tiêu diệt, khó mà đảm bảo Hoa Hạ không bị liên lụy. Theo tôi nghĩ, tốt nhất là chúng ta phong ấn xã tắc với tiểu tử này, còn phái người theo dõi tiểu tử này nữa, nếu không sớm muộn gì lại xảy ra chuyện. Âu Dương Phi Long nói tiếp. Phong ấn xã tắc là một loại phong ấn vô cùng cường đại bọn họ có thể sử dụng, lấy lực xã tắc Hoa Hạ làm dẫn, trấn áp thực lực của một người, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Phong ấn này cần Ngũ Lão bọn họ cùng ra tay mới có thể thi triển. Một khi bị phong ấn, cho dù là thần cảnh hậu kỳ, bình thường chỉ có uy lực của Tiên Thiên Tông Sư. Phong ấn này dùng trên người Mạc Phàm là thích hợp nhất. Câu này vừa vang lên, ngoại trừ Âu Dương Nhược Tuyết mới mở miệng ra, những người khác đều nhíu mày. Âu Dương Lão gia tử, chuyện này không hay lắm đâu. Long Bác mở miệng nói. Ông ta có giao tế với Mạc Phàm vài lần, xem như có hiểu biết một chút về Mạc Phàm. Ông ta không ngờ Mạc Phàm có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng Mạc Phàm sẽ không chịu để phong ấn xã tắc. Đến lúc đó nếu ầm ĩ cứng với tông môn ẩn thế thì không hay. Không tốt chỗ nào, tiểu tử này tự mình gây họa, chúng ta làm vậy là vì tốt cho cậu ta còn dám là địch với chúng ta, phản bội Hoa Hạ sao? Âu Dương Phi Long hừ lạnh một tiếng nói. Chắc chắn sẽ không có chuyện đó, nhưng phong ấn xã tắc không phong ấn được Mạc Phàm đâu. Phương Hạo Thiên nhíu mày, nghiêm túc nói. Nếu dùng một câu để hình dung về Mạc Phàm, đó chính là Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân biến hóa long, dùng phong ấn xã tắc khóa Mạc Phàm ở trong hồ, cho dù nhốt được cũng chỉ là tạm thời, sớm muộn gì Mạc Phàm cũng sẽ bay. Dù sao thực lực của Mạc Phàm đã bị phát hiện, những thế lực nước ngoài muốn ra tay thì ra tay đi, bọn họ không cần phải sợ những thế lực nước ngoài kia, càng không cần lo lắng phong ấn Mạc Phàm. Cách làm này hoàn toàn là chuyện thân nhân đau cừu nhân mừng. Những thế lực ngoại quốc chịu phục thì đừng nhúc nhích, không phục thì cứ tới chiến. Tiểu tử này đã khủng bố như vậy rồi sao? Âu Dương Phi Long nhíu mày, vừa đứng dậy thì lập tức hiểu ra, lại ngồi xuống. Thiếu chút nữa đã quên, hình như tiểu tử kia giải trừ huyết độc giúp hai người, chẳng trách Lão Phương và Tiểu Long bảo vệ tên tiểu tử kia như thế, chuyện này không kỳ lạ, có hai người ở đây. Quả thật không có biện pháp thi triển phong ấn xã tắc với tên tiểu tử kia. Âu Dương lão đầu, ông có ý gì? Sắc mặt Phương Hạo Thiên thay đổi, trầm giọng hỏi. Âu Dương Phi Long cười lạnh lùng, vừa định mở miệng lại bị Hiên Viên Vô Kỳ cắt ngang. Đủ rồi.
Lúc này hai người mới dừng lại, tất cả đôi mắt đều nhìn về phía Hiên Viên Vô Kỳ. Hiên Viên Gia Gia, ông xem nên xử lý tên tiểu tử kia thế nào, tiểu tử này hơi quá đáng, nhất định phải trừng trị thật nghiêm khắc. Âu Dương Nhược Tuyết nói. Tuy Ngũ Lão tỏa trấn một phương, nhưng Hiên Viên Vô Kỳ đứng đầu Ngũ Lão. Rất nhiều chuyện cần Ngũ Lão ra mặt, bình thường đều do Hiên Viên Vô Kỳ quyết định. Nếu Hiên Viên Vô Kỳ muốn dùng phong ấn xã tắc với Mạc Phàm, cho dù Mạc Phàm có năng lực thông thiên cũng chỉ có thể bị phong ấn, Phương Hạo Thiên tuyệt đối không dám dị nghị. Hiên Viên Vô Kỳ khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái. Âu Dương Nhược Tuyết bĩu môi, không nói nữa. Bây giờ Mạc Phàm còn đang ở cửa địa ngục sao? Hiên Viên Vô Kỳ lạnh nhạt hỏi Long Bác. Đúng vậy. Long Bác gật đầu. Có điều tra rõ, tiểu tử kia làm đến nước này như thế nào không? Dựa theo sách cổ ghi lại, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thời cổ cũng không thể phóng ra uy lực như Mạc Phàm. Chỉ có đại tu thượng cổ mới có khả năng. Nếu Mạc Phàm không dựa vào trận pháp thì dùng pháp bảo gì đó, chắc chắn không phải là pháp thuật của mình. Theo chúng tôi được biết, sau khi Mạc Phàm rời khỏi Kiêu Long, đã tới Biển Đông luyện chế một kiện pháp bảo với công chúa Ngao Sương. Kiện pháp bảo kia được Ngao Sương dẫn lôi điện đánh 3 ngày 3 đêm, chắc chắn năng lượng cường đại dao động ở cửa địa ngục là kiện pháp bảo kia phóng thích ra. Long Bác phân tích. Pháp bảo. Hiên Viên Vô Kỳ nhướn mày, lộ ra vài phần nghi ngờ. Trong 3 ngày mà luyện chế được pháp bảo có uy lực cường đại như vậy, không có khả năng, tôi thấy tiểu tử kia dùng bí thuật gì đó thì đúng hơn, Âu Dương Phi Long nói với vẻ khinh thường. Phải biết rằng cho dù muốn chế tạo bom nguyên tử, 3 ngày cũng không tạo ra được một cái, lại càng không nói đến chuyện luyện chế pháp khí. Những pháp khí nổi tiếng trong lịch sử, cái nào mà chẳng phải luyện chế nhiều năm, thậm chí có cái là tâm huyết cả đời của luyện khí sư. Mạc Phàm luyện chế ra một pháp bảo tương đương với bom nguyên tử trong 3 ngày, chuyện này vốn dĩ không có khả năng. Nếu thật sự là như vậy, quả thật không có gì phải sợ, để Mạc Phàm luyện thêm nhiều thứ này, ai không phục thì sử dụng thứ này được rồi. Hoàng Phủ Lão Đệ, Hoàng Phủ Gia ông am hiểu luyện khí nhất, ông nói xem trong 3 ngày có thể luyện ra được không? Âu Dương Phi Long nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Thái Ất ở bên cạnh nói. 3 ngày, quả thật không đủ để luyện chế pháp khí vô cùng lợi hại, càng không nói đến pháp bảo. Hoàng Phủ Thái Ất thản nhiên nói. Hoàng Phủ Gia bọn họ là luyện khí thế gia cổ xưa nhất ở Hoa Hạ, những pháp bảo nổi tiếng trong lịch sử đều liên quan tới nhà bọn họ, cho nên bọn họ đứng đầu về luyện khí. Trong quá trình luyện khí không chấp nhận được chút sai sót, nếu có chút sai sót pháp bảo luyện chế ra sẽ kém rất nhiều. 3 ngày, cùng lắm là loại bỏ được tạp chất trong nguyên liệu. Nghe thấy chưa? Âu Dương Phi Long buông tay nói. Có phải hay không, cần gặp Mạc Phàm hỏi mới biết được. Long Bác nhíu mày nói. Bên trong cửa địa ngục, thiên nhãn không thể nhìn thấy được, cho nên ông ta chỉ có thể tự mình suy đoán. Tôi thấy thừa dịp tiểu tử kia đang suy yếu, phái người bắt cậu ta tới đây, giải quyết mọi chuyện đi. Âu Dương Phi Long cười nhạt nói. Mạc Phàm đã gây ra họa lớn, làm thế nào đều không sao cả, quan trọng nhất là giải quyết thế nào. Âu Dương Phi Long vừa nói xong, sắc mặt Phương Hạo Thiên và Long Bác đều thay đổi. Thừa dịp Mạc Phàm suy yếu mà xen vào, nhiều chuyện sẽ không giải quyết được, trái lại càng ầm ĩ hơn. Như vậy không hay lắm đâu. Phương Hạo Thiên xen miệng nói. Không cần phải bắt cậu ta đến, phái người đi cảnh tỉnh Mạc Phàm một câu, ngoài ra nếu đám Tần Vô Nhai chưa bị giết chết, bảo cậu ta thả đám Tần Vô Nhai ra. Hiên Viên Vô Kỳ suy nghĩ một lát nói. Hay là chuyện này để. Phương Hạo Thiên vừa định bảo để Long Bác đi làm, lại bị Âu Dương Nhược Tuyết xen ngang. Phương Gia Gia, chuyện này để cháu làm cho. Vậy để Long Bác đi cùng cháu đi. Phương Hạo Thiên nhíu mày. Nói tiếp. Long Bác quen với Mạc Phàm, mọi chuyện sẽ dễ nói hơn một chút. Rõ ràng là Âu Dương Nhược Tuyết không có hảo cảm với Mạc Phàm, thậm chí là căm thù, để cô ta đi một mình sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nếu cô ta mở miệng, không thể từ chối tiếp được, để Long Bác đi cùng cô ta là tốt nhất. Không cần, cháu đi một mình được rồi, không phải chú Long vẫn đang điều tra ai hạ huyết độc với Kiêu Long sao, lá gan của tên tiểu tử kia không nhỏ. Sẽ không dám làm gì cháu đâu. Âu Dương Nhược Tuyết không nóng không lạnh nói. Chuyện này. Phương Hạo Thiên lộ ra chút khó xử, nhìn về phía Hiên Viên Vô Kỳ. Hiên Viên, ông xem phái ai đi thì thích hợp. Để Nhược Tuyết đi đi.
Hiên Viên Vô Kỳ do dự một lát, nói. Chuyện này. Phương Hạo Thiên và Long Bác nhíu mày, trong mắt hiện lên lo lắng. Cảm ơn Hiên Viên gia gia. Âu Dương Nhược Tuyết hơi nhếch miệng, hơi cúi người với Hiên Viên Vô Kỳ. Nhưng phải nhớ kỹ, cháu chỉ đi điều tra rõ tình huống, thuận tiện nhắc nhở chuyện nguy hiểm với Mạc Phàm, chuyện tông môn ẩn thế cháu đừng quản. Hiên Viên Vô Kỳ an bài. Cháu biết rồi, chắc chắn Nhược Tuyết sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cháu đi trước. Âu Dương Nhược Tuyết thề son sắt nói. Khi nói chuyện, trong đôi mắt như đao của cô ta lóe lên chút sắc lạnh. Một tiểu tử Hỏa Quốc Ương Dân như Mạc Phàm, cô ta vẫn luôn muốn thử xem bản lĩnh, bởi vì luôn có nhiệm vụ nên không có cơ hội này. Vậy mà lần này khiến nhiều quốc gia tập trung vệ tinh về phía Hoa Hạ như thế, dù thế nào cũng phải giáo huấn tiểu tử này một phen. Ngoài ra có một món nợ của Âu Dương gia cô ta, cũng cần phải tính toán với Mạc Phàm. Nói xong bóng dáng cô ta nhoáng lên một cái, biến mất ở sau lưng Hoàng Phủ Thái Ất. Phương Hạo Thiên thấy Âu Dương Nhược Tuyết rời đi, miệng cử động vài lần nhưng không nói gì, trong đôi mắt nhìn về phía cửa địa ngục tràn đầy lo lắng. Giữa cửa địa ngục, dư âm của lôi cầu rằng có hai tiếng mới dừng lại. Cửa địa ngục vốn bị phá thành mảnh nhỏ, không chỉ có rất nhiều núi bị san thành bình địa, cửa địa ngục cũng biến thành một hố sâu cháy đen. Dòng nước trong lòng đất nhanh chóng chảy ra, hình thành một cái hồ nhỏ. Trên không hồ nước, dưới chân núi Tiểu Lôi, Mạc Phàm và Ngao Sương vẫn còn sợ ngây người đang đứng trên không. Đây là uy lực của Lôi Sơn sao, những người đó bị diệt sạch rồi à? Mắt Ngao Sương mở to, khó mà tin hỏi. Lúc trước cô từng nghe ông nội nói, những đại tu sĩ thượng cổ có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, nhưng cô không tin, bởi vì cô sống ngàn năm mà chưa gặp được người như vậy. Lần này Mạc Phàm khiến cô tin rồi, đây không phải là giả. Chẳng qua lúc trước cô chưa gặp người có thể làm được mà thôi. Hẳn là diệt sạch rồi. Mạc Phàm phóng thần thức quét một vòng. Lôi Sơn này cũng quá lợi hại rồi. Ngao Sương nhìn Lôi Sơn trên đỉnh đầu, khó có thể tin nói. Cho dù là bây giờ, chuyện này đã xảy ra trước mắt cô, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này không chân thực lắm. Vậy mà Lôi Sơn nho nhỏ có thể diệt nhiều người của thần điện và hắc ám giáo đình như vậy, còn khiến xung quanh thay hình đổi dạng. Chỉ cần cô đưa tôi và Tiểu Lan về Giang Nam, thứ này sẽ là của cô. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đây mới là Tiểu Lôi Sơn mà thôi, nếu là Lôi Sơn hoàn chỉnh, không biết Ngao Sương sẽ có biểu cảm gì. Hắn vươn một tay ra, Lôi Sơn nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một cái nhẫn rơi vào tay hắn. Hắn không nhăn mày một cái, ném cho Ngao Sương. Cho tôi, cậu thật sự cho tôi bảo bối này sao? Ngao Sương nhìn đồ trong tay. Vẻ mặt ngây ngốc hỏi. Thần điện đã là danh nghĩa, cô cầm thứ này không ai đi tìm cô gây phiền phức thì không nói, cô cũng đã thấy được uy lực của thứ này rồi, chỉ sợ không có mấy pháp bảo trên địa cầu mạnh hơn thứ này, vậy mà Mạc Phàm lại cho cô dễ dàng như thế. Đi thôi. Mạc Phàm lấy mấy viên đan dược ra nuốt vào, nói. Ngao Sương gật đầu vì hạnh phúc tới quá đột ngột. Hai người còn chưa rời đi, trong không trung cách bọn họ không xa. Một vùng gợn sóng dập dờn xuất hiện. Trong gợn sóng, một mỹ nữ mặc áo gió, chân đi ủng ra, đứng ở nơi cao hơn Mạc Phàm và Ngao Sương một chút. Vị mỹ nữ này cho hai tay vào trong túi, khẽ nhếch miệng và khuôn mặt lạnh như băng khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Người này không phải ai khác, đúng là Âu Dương Nhược Tuyết. Cậu là Mạc Phàm sao? Âu Dương Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm và Ngao Sương hỏi, Ngao Sương nhìn thấy vị mỹ nữ này. Lông mày cô nhíu lại, sau đó lộ ra vẻ cảnh giác. Âu Dương Nhược Tuyết, cô tới nơi này làm gì? Việc của hội ngũ lão chúng tôi cần xin chỉ thị của Long tộc U Châu các cô à, Ngao Sương. Âu Dương Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Ngao Sương với vẻ khinh thường, cười mỉa nói. Hội ngũ lão, Âu Dương Nhược Tuyết. Lông mày Mạc Phàm hơi nhướn lên, liếc mắt nhìn Ết Ngao Thiên này một cái, trong mắt xuất hiện nghi ngờ. Ngũ lão là năm người có thực lực rất mạnh ở Hoa Hạ, cũng do người rất có thế lực tạo ra, là bức tường thứ hai của Hoa Hạ, không kém tông môn ẩn thế chút nào, tiểu tiện nhân này là người được đề cử sẽ thành ngũ lão. Ngao Sương giải thích, ngũ lão không có trong thiên bảng và hắc bảng, nhưng bọn họ thuộc cấp trấn quốc, không cần xuất hiện trên bảng nào, càng không cần chứng minh cái gì. Trong ngũ lão bất luận là ai xuất hiện, cho dù chỉ là tên, đều có thể oanh động một phương. Trong ngũ lão,
Hoàng Phủ Thái Ất chỉ dùng 4 chữ trong tên của ông ta, đã khiến một đám nhân vật nguy hiểm đầu hàng. Ở phía Tây, chỉ cần dựng thẳng pho tượng của Âu Dương Phi Long, sẽ không có ai dám vào ranh giới Hoa Hạ. Trên biển Nam, cho dù là yêu tộc hay tu sĩ dị quốc, hạm đội Kiêu Long của Phương Hạo Thiên đã là dấu hiệu trấn áp, thông thường Kiêu Long còn chưa tới mọi chuyện đã được giải quyết. Phía Bắc, một mình Cô Kình Thương đứng trên trường thành cổ xưa ở Sơn Hải Quan, toàn bộ phương Bắc đều là lực lượng của ông ta. Hiên Viên Vô Kỳ nhìn như có vẻ khiêm tốn trong Ngũ Lão, nhưng những người biết Ngũ Lão đều biết ông ta mới là nhân vật đáng sợ nhất. Như vậy chúng ta đi thôi. Mạc Phàm hơi bất ngờ nói. Đi sao? Ngao Sương và Âu Dương Nhược Tuyết cùng sửng sốt, đờ mất một lúc. Cái gì, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Ngao Sương nói như xác nhận lại. Người của hội Ngũ Lão tìm tới cửa, gần như là hoàng đế cổ đại phái sứ giả tới, không ai có thể bỏ qua. Nếu Mạc Phàm không biết hội Ngũ Lão còn chưa tính, nhưng cô đã giải thích rồi, vậy mà Mạc Phàm còn nói muốn đi. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Không có, chúng ta đi thôi. Ngao Sương liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái, nói. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp Âu Dương Nhược Tuyết, nói là đối đầu cũng không đủ. Mạc Phàm không thèm để ý tới tiểu tiện nhân này, cô cao hứng còn không đủ. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, trong đôi mắt lạnh như băng xuất hiện sắc bén, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm đi không ít. Mạc Phàm, cậu đứng lại đó cho tôi, cậu không nghe thấy lời bổn đại tiểu thư nói sao, cậu có tin chỉ một câu của bổn đại tiểu thư, cậu sẽ bị vô số vũ khí tiên tiến bắn còn cả cặn không? Đôi tay trắng như phấn của Âu Dương Nhược Tuyết nắm chặt lại, nổi giận đùng đùng nói. Cô ta đường đường là người được đề tử thành Ngũ Lão, cũng là người trẻ tuổi nhất được đề cử. Cô ta tới tìm Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm lại có thái độ như vậy. Mạc Phàm mới đi hai bước thì dừng lại, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái. Cô đang nói chuyện với tôi phải không? Ở đây ngoại trừ cậu ra, còn có người khác tên là Mạc Phàm sao? Âu Dương Nhược Tuyết tức đến mức dậm chân. Chúng ta quen nhau à, tôi cần phải trả lời câu hỏi của cô sao? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Tông môn ẩn thế cũng được. Hội Ngũ Lão cũng được, nếu những người này nói chuyện tử tế với hắn, tất nhiên hắn sẽ trả lời tử tế lại, nhưng đối với người tràn đầy địch ý như Âu Dương Nhược Tuyết, hắn không có lý do phải để ý tới, cũng không cần phải để ý. Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết sửng sốt, không biết phải nói gì. Hình như những lời Mạc Phàm nói không phải không có đạo lý, quả thật bọn họ không quen biết, Mạc Phàm cũng không cần phải trả lời câu hỏi của một người xa lạ. Nhưng chỉ trong phút chốc, cô ta cảm nhận được không thích hợp. Chúng ta không quen thì thế nào, cậu có biết tên ngu ngốc cậu đã làm những chuyện gì không, bởi vì cậu nhất thời kích động, bây giờ có không biết bao nhiêu vũ khí tiên tiến đang chĩa về phía Hoa Hạ đấy. Âu Dương Nhược Tuyết phẫn nộ nói. Vũ khí tiên tiến. Mắt Ngao Sương chớp chớp, sắc mặt thay đổi, trong mắt cô lóe lên cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Mạc Phàm thì nhướng mày nhìn thoáng qua bầu trời, lập tức thoải mái hơn. Đến tu vi này của hắn, có thể biết trước được một số nguy hiểm. Ngay vừa rồi hắn đã cảm nhận được chút bất an, cho nên lúc này mới dẫn Ngao Sương rời đi. Xem ra một kích của Tiểu Lôi Sơn đã khiến không ít người sợ hãi, nếu không sẽ không khiến đám người này làm ra động tĩnh như vậy. Vậy thì thế nào? Bởi vì người khác sợ mình quá cường đại, mà không trở nên cường đại, bởi vì người khác cường đại mà nghĩ biện pháp tiêu diệt đối phương, đều là hành động vô cùng ngu ngốc. Thế nào? Mạc Phàm không nói lời nào thì không sao, Mạc Phàm mới mở miệng, Âu Dương Nhược Tuyết tức muốn chết. Cũng vì cậu, một số thế lực có khả năng khai chiến với Hoa Hạ bất cứ lúc nào, cho dù là một số thế lực có quan hệ hợp tác với chúng ta, cũng vì sợ hãi mà lựa chọn chĩa vũ khí tiên tiến vào Hoa Hạ, chuyện này rất nguy hiểm, cậu có hiểu không? Bởi vì Mạc Phàm biểu lộ thực lực, cân bằng bị phá, chắc chắn sẽ sản sinh ra một số biến hóa không hay. Còn nữa, nếu không có chúng tôi bảo vệ, cho dù cậu có thể tạo ra thực lực cấp bom nguyên tử, bây giờ cậu cũng bị nổ thành cạn. Âu Dương Nhược Tuyết bổ sung thêm. Mạc Phàm mạnh thì thế nào, cũng không phải không có biện pháp hủy diệt. Cô tới đây chỉ vì muốn nói cho tôi biết những chuyện này à, nếu cô chỉ nói những chuyện này thì có thể quay về rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mặc kệ là ai dùng vũ khí chĩa về phía hắn, những người này không ra tay thì không sao, một khi sử dụng. Hắn nhất định sẽ khiến những thế lực đó không còn cả cặn,
nếu không hắn không phải là Y Tiên Bất Tử. Mắt Âu Dương Nhược Tuyết mở to, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cậu! Chỉ trong phút chốc cô ta hít sâu mấy hơi, đè nén lửa giận xuống. Cậu dùng phương pháp gì phóng ra lôi điện cường đại như vậy, trả lời vấn đề này của tôi, bổn đại tiểu thư sẽ lập tức đi ngay. Mạc Phàm là loại người ăn mềm không ăn cứng, cãi nhau với Mạc Phàm sẽ không hỏi được gì, đợi hỏi Mạc Phàm xảy ra chuyện gì, cô ta lại đi tìm Mạc Phàm, xem đến lúc đó Mạc Phàm còn dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô ta không. Một kiện pháp bảo, bây giờ cô có thể đi rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Pháp bảo. Âu Dương Nhược Tuyết nhướng mày, vẻ mặt sửng sốt. Bọn họ phủ định khả năng là pháp bảo. Vậy mà Mạc Phàm thật sự dùng 3 ngày luyện chế ra pháp bảo có thể phóng ra uy lực cấp bom nguyên tử. Thật sao? Tin hay không tùy cô, bây giờ tôi phải đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Đợi một chút, vì phòng ngừa cậu lại làm ra chuyện ngu ngốc, bổn đại tiểu thư sẽ theo cậu một thời gian. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Trong 3 ngày Mạc Phàm luyện chế ra thứ đáng sợ như vậy, lần này bọn họ còn có thể chắn giúp Mạc Phàm được. Nhờ đâu lần sau Mạc Phàm lại làm ra chuyện này, cô ta còn có thể ngăn cản một phen, ngoài ra. Mạc Phàm không để ý tới cô ta, xoay người rời đi, Âu Dương Nhược Tuyết cũng theo sát phía sau. Bọn họ mới rời đi không lâu, một bóng người màu đỏ xuất hiện ở nơi cách bọn họ không xa, chớp lóe rồi biến mất. Mạc gia Giang Nam, Mạc Phàm bố trí cho Tiểu Lan xong, an bài Tiểu Khương Nguyệt chữa trị cho cô, liền đến giữa hồ trong động thiên. Hắn nhấc một tay lên. Nước trong tiểu hồ dâng lên vây quanh đảo giữa hồ, hình thành một mật thất tự nhiên. Hắn ngồi khoanh chân bên cạnh linh tuyền, hai mắt chậm rãi khép lại, thần thức trầm vào trong cơ thể. Chỉ trong phút chốc, nụ cười khổ xuất hiện trên mặt hắn. Quả thật uy lực một kích của tiểu lôi sơn không nhỏ, kinh động đến những thế lực mạnh trên thế giới, nhưng hắn cũng tiêu hao không nhỏ. Lực lượng của tam nguyên trong cơ thể hắn đã tiêu hao gần như không còn. Trên khí nguyên và tinh nguyên còn xuất hiện từng đạo vết rạn, chỉ cần lại thi triển thuật pháp uy lực lớn, rất có khả năng khí nguyên và tinh nguyên sẽ bị vỡ nát. Không chỉ như vậy, thiên địa nguyên thạch trong cơ thể hắn lúc trước chưa luyện hóa hoàn toàn, thái âm thần thạch, thái dương thần thạch và thiên tài địa bảo đều không thể tồn tại. Có thể nói bây giờ là lúc tốt nhất ai cũng có thể thừa dịp hư mà vào, đã lâu rồi hắn không suy yếu như vậy. Hắn hơi vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công. Linh khí xung quanh như nước tụ tập vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong phút chốc hắn khôi phục được một chút thể lực thì dừng lại. Hắn đã ngưng tụ khí nguyên, với tu vi hiện giờ của hắn, cho dù lấy hết linh khí trong động thiên cũng không thể bổ sung suy yếu trong cơ thể hắn. Nếu linh khí trong động thiên này bị hắn dùng sạch, mọi người sẽ không có biện pháp tu luyện ở đây. Nhưng mà, không thể không nói, nếu không có biện pháp tìm một số thiên tài địa bảo, hắn không chỉ không thể tăng thực lực lên một cấp bậc, còn có khả năng cần một thời gian dài mới khôi phục được thực lực. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, một lọ đan dược xuất hiện trong tay hắn, hắn có khoảng mấy chục lọ, đều là hắn tích lũy được. Hắn lấy đan dược ra uống từng viên. Đan dược nhập thể lập tức hóa thành linh khí, dưới rèn luyện của cửu chuyển hỗn nguyên công, dung nhập vào trong khí nguyên của hắn, linh khí trong cơ thể chậm rãi khôi phục. 3 ngày trôi qua, tất cả đan dược trong lọ đã hết. Hắn nhìn khí nguyên khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Những đan dược này đều là đan dược cực phẩm hắn luyện chế, trong đó có một số cho dù chỉ dùng một viên cũng có thể khiến Tiên Thiên Tông sư khôi phục tất cả linh khí trong chớp mắt. Nhưng hắn dùng những đan dược này chỉ khôi phục chưa tới 1/3 lực lượng, còn kém xa mới khôi phục được toàn bộ thực lực. Mạc Phàm lắc đầu, đây là tác hại của cửu chuyển hỗn nguyên công. Cửu chuyển hỗn nguyên công có thể luyện hóa toàn bộ năng lượng, ngưng tụ thành lực lượng thuần nhất, do đó khiến người tu luyện công pháp này cường đại hơn nhiều, nhưng cũng có rất nhiều phiền phức. Ví dụ như linh khí trong động thiên mạc gia có thể khiến người khác khôi phục thực lực, mà hắn thì cần gấp 10 linh khí trong động thiên mạc gia, thậm chí còn nhiều hơn mới khôi phục được. Xem ra thật sự cần ra ngoài thử thời vận, thuận tiện điều tra chuyện huyết độc. Mạc Phàm bĩu môi nói. Đến bây giờ mới chỉ khôi phục 3/3 tu vi, đây không phải là tin tức tốt, nhất là khi trên đầu hắn còn nhiều vệ tinh nhìn chằm chằm như vậy, thực lực phải nhanh chóng khôi phục lại. Ngoài ra huyết độc trong Kiêu Long lần trước còn chưa tìm được người đứng phía sau, thuận tiện đi điều tra luôn, người giữ thứ này tuyệt đối là tai họa. Hắn mới đứng dậy ra khỏi động thiên, trước mắt nhoáng lên một cái, Tiểu Vũ đã chui vào lòng hắn.
Anh, cuối cùng anh cũng ra ngoài rồi, nếu anh không đi ra, em chuẩn bị đi vào kéo anh ra ngoài rồi. Tiểu Vũ nghịch ngợm véo mũi Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, véo khuôn mặt như đồ sứ của Tiểu Vũ. Tìm anh có chuyện gì à? Nếu không phải là chuyện vô cùng quan trọng, tiểu nha đầu này sẽ không kéo hắn đang bế quan ra. Hôm nay Sử Hàng ca ca có tới, anh ấy nói có việc tìm anh, nghe nói anh đang bế quan thì đi rồi. Tiểu Vũ giải thích, cậu ấy có nói là chuyện gì không? Mạc Phàm nhớn mày hỏi. Trong thời gian này hắn luôn bận rộn đủ chuyện, quả thật không liên lạc với đám Sử Hàng. Anh ấy không có chuyện gì, hình như là một người bạn khác ở cùng ký túc xá của anh xảy ra chuyện, bởi vì anh không có ở đó, cho nên cha bảo A Hào qua bên kia, hẳn là không có chuyện gì đấy chứ. Tiểu Vũ ôm má, lo lắng nói. Một người khác sao? Mạc Phàm nhíu mày, cố gắng nghĩ lại. Một lát sau bỗng nhiên trước mắt hắn sáng lên, sắc mặt thay đổi theo. Ở cùng ký túc xá với hắn là Sử Hàng, còn Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu nữa. Phương Nhân Hiếu là người Giang Nam, trái lại kiếp trước không xảy ra chuyện gì. Nhưng hình như kiếp trước nhà Trần Huyền Phong trải qua biến cố, cụ thể là chuyện gì thì hắn không biết, Trần Huyền Phong chưa từng nói với bọn họ. Hắn chỉ nhớ mơ hồ Trần Huyền Phong nghỉ một thời gian dài, Sử Hàng còn đặc biệt đi tìm Trần Huyền Phong, cuối cùng không có kết quả mà về. Nhưng sau khi Trần Huyền Phong quay về, vẫn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, trước ngực vẫn là hai đóa hoa trắng, 3 năm chưa từng đổi quần áo. Không chỉ như vậy, từ đó Trần Huyền Phong như biến thành một người khác, hoàn toàn không còn là Trần Huyền Phong trước đây. Trần Huyền Phong chưa từng hút thuốc và rất ít khi uống rượu, bắt đầu nuốt mây nhả khói và trải qua trong say rượu. Mãi về sau hắn mới biết được lần đó Trần Huyền Phong quay về nhà, cha mẹ cậu ấy đều bị giết hại, cụ thể là nguyên nhân gì thì Trần Huyền Phong không chịu nói, chỉ nói bọn họ không thể trêu vào. Hắn tính thời gian mà Trần Huyền Phong xin nghỉ là vào tầm này. Chuyện này qua lâu lắm rồi, nên hắn đã quên gần hết. Tên là Trần Huyền Phong sao? Mạc Phàm hỏi. Là tiểu ca ca tên rất êm tai này, anh biết xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Vũ nói. Tiểu ca ca này không chỉ có tên dễ nghe, còn rất đẹp trai nữa. Mạc Phàm cười khẽ nói. Trước khi chưa tu luyện diện mạo của hắn rất bình thường, Trần Huyền Phong là người đẹp trai nhất trong phòng ngủ bọn họ. Anh, vậy anh muốn đi giúp sao? Tiểu Vũ ngoan ngoãn nhảy khỏi người Mạc Phàm, ngửa đầu hỏi. Nhà tiểu ca ca này có chuyện, anh qua đó xem sao. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ nói. Kiếp trước trong 4 năm, quan hệ của 4 bọn họ đều rất tốt, cho dù không đồng cam cộng khổ cũng không khác lắm. Cho dù lúc hắn bị Lâm Khuynh Thiên hãm hại, đám Trần Huyền Phong mạo hiểm nguy hiểm đắc tội Lâm gia giúp hắn không ít. Nhất là Trần Huyền Phong, cậu ấy nói không nhiều lắm, nhưng là người ra sức nhiều nhất. Nếu nhà Trần Huyền Phong xảy ra chuyện, sao hắn có thể mặc kệ? Chuyện thiên tài địa bảo và huyết độc tạm bỏ qua một bên, xử lý việc này trước đã, nhìn xem là người nào mà kiếp trước hắn không thể trêu vào, cũng xem người nào dám bắt nạt huynh đệ của hắn. Hắn gửi tin nhắn cho A Hào, chỉ trong phút chốc A Hào đã gửi địa chỉ cho hắn. Mạc Phàm nhớn mày, lộ ra chút bất ngờ. Trần Huyền Phong là người của Trần gia võ đạo thế gia ở thủ đô, hắn tưởng rằng Trần Huyền Phong sẽ ở thủ đô, không ngờ bây giờ lại ở trên một vùng biển gần Giang Nam. Hắn vừa định xuất phát thì Âu Dương Nhược Tuyết chắn trước người hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.